Quan thần, hạ tưởng. Tập 61. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Tăng Chu cũng rất thú vị, Tạ Tưởng lấy lại tâm tư, đóng cửa sổ, lắc đầu cười. Hồ Tăng Chu cũng giống không ít các lãnh đạo khác, đều phải có hai sinh nhật, một là âm lịch, một là dương lịch. Dương lịch bởi vì nguyên nhân lý lịch, đều có tư liệu để tra, xem như sinh nhật công khai, lãnh đạo muốn nhận tiền đều gióng trống khua chiêng mà làm, lãnh đạo khiêm tốn thì đều lặng lẽ mà làm. Trên thực tế, còn có không ít lãnh đạo làm sinh nhật theo dương lịch, còn làm tiếp một lần sinh nhật theo âm lịch, sinh nhật theo âm lịch không công khai với người ngoài, chỉ có ít người biết, trên cơ bản người có thể tham gia, đều là người được mình ủng hộ. Có thể ở lúc trước khi Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức phụ bí thư mà tham gia tiệc sinh nhật của gã, Hạ Tưởng coi như cảm thấy mỹ mãn, ít nhất nói rõ ở trong lòng Hồ Tăng Chu, hắn vẫn không có cách xa, luôn có một vị trí nhỏ trong lòng của Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng lên lầu, yên ả mà đi vào giấc ngủ. Ngược lại với sự yên ả đi vào giấc ngủ của Hạ Tưởng đó là, Hồ Tăng Chu sau khi nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng xong, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Trong đầu có chút hưng phấn khiến gã hoàn toàn hết buồn ngủ, nhất thời không thể ngủ được. Đối với Hạ Tưởng, gã vẫn có một loại cảm xúc phức tạp khó tả. Tiếp xúc với Hạ Tưởng sớm nhất là ở thành phố Chương Trình, không hiểu sao Hồ Tăng Chu rất có thiện cảm với Hạ Tưởng, thậm chí trong lòng âm thầm coi như chi kỷ. Về sau khi gã tới thành phố Yến nhậm chức, ở lúc đầu chưa thích ứng và lưỡng lự, thì Hạ Tưởng lợi dụng mạng lưới quan hệ thâm hậu của hắn đúng lúc giúp đỡ gã một phen, khiến gã đứng vững vàng. Cũng dần dần ở thành phố Yến mở ra cục diện, có thể nói, Hạ Tưởng giúp gã rất lớn, tuy rằng về công mà nói thì hắn là cấp dưới, về tư thì là vãn bối, nhưng vẫn khiến trong lòng Hồ Tăng Chu âm thầm cảm kích. Nếu không xảy ra sự kiện Ngô Gia ra tay chèn ép Hạ Tưởng, quan hệ giữa gã và Hạ Tưởng có lẽ vẫn sẽ thuận lợi bình thường. Nhưng một loạt sự việc xảy ra phá vỡ thế cân bằng của thành phố Yến, xuất phát từ tiền đồ của bản thân và tính toán lâu dài. Gã đúng lúc cùng Trần Phong phân chia giới hạn, đồng thời quan hệ với Hạ Tưởng cũng xuất hiện vết nứt. Hạ Tưởng và Trần Phong quan hệ quá thân cận, không gì phá nổi, gã cách xa Trần Phong, nhất định sẽ cùng Hạ Tưởng có xa cách. Còn có chuyện là vào thời điểm mấu chốt gã đã không kiên định ủng hộ Hạ Tưởng, làm cho Hạ Tưởng không được như ý lên làm bí thư quận ủy, cũng khiến gã trong lòng xấu hổ. Đúng vậy, lãnh đạo cấp trên xấu hổ với cấp dưới, bởi vì Hồ Tăng Chu hiểu rõ trong lòng. Cho tới nay, Hạ Tưởng đều là trợ giúp gã rất nhiều, mà thực tế thì gã chẳng giúp gì cho Hạ Tưởng. Trên thực tế, gã muốn ở thành phố Yến vùng vẫy tay chân, muốn triệt tiêu áp lực đến từ phía Phó Tiên Phong, bởi vì nguyên cớ Hạ Tưởng có mạng lưới quan hệ, chỗ cần Hạ Tưởng giúp đỡ còn có rất nhiều. Tình thế mạnh hơn người, Trần Phong sắp rời chức, hậu trường kiên định nhất của Hạ Tưởng một khi rời khỏi thành phố Yến, thế lực thành phố Yến chắc chắn thay đổi một lần nữa, đồng thời. Ngăn cách lớn nhất giữa gã và Hạ Tưởng sẽ không tồn tại, lại bởi vì Phó Tiên Phong có hy vọng ngồi trên vị trí ngai vàng chủ tịch thành phố, đột nhiên Hồ Tăng Chu trong lúc đó có cảm giác thấy bức bách, nên tầm quan trọng của Hạ Tưởng lại lần nữa tăng lên tới mức không ai thay thế được. Đúng vậy, quả thật là không ai thay thế được, ai có thể có quen biết nhiều nhân vật quan trọng của thành ủy như Hạ Tưởng? Ai ai có thể có mạng lưới quan hệ sâu xa với thành ủy như Hạ Tưởng? Lý Ninh Sơn và Cao Hải thì không cần phải nói. Một là trưởng ban thư ký, một là phó chủ tịch ủy viên thường vụ, còn có tân nhậm trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Tự Phong cũng là bạn bè cũ của Hạ Tưởng. Quan hệ với Hạ Tưởng nghe nói cũng rất thân thiết, ngay cả phó chủ tịch thường trực Phu Phồn Nhiên, lúc mới đến nhận chức, ở bữa tiệc đầy tháng con trai của Hạ Tưởng, chủ động đến chúc mừng, tỏ ý tiếp cận. Trên cơ bản các nhân vật trọng yếu có liên quan của thành ủy, đều nhiều ít có quan hệ mật thiết với Hạ Tưởng, bình thường thì không sao. Nhưng chỉ cần đề cập đến vấn đề quan trọng của Hạ Tưởng, ai cũng không dám đảm bảo sẽ có vài vị ủy viên thường vụ có trọng lượng sẽ không liên kết cùng nhau có tiếng nói chung. Hồ Tăng Chu không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến, liền có một cảm giác kinh tâm động phách. Các chức vụ mấu chốt của thành ủy thành phố Yến, người đến người đi, vài năm nay cũng thay đổi không ít, khiến bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố đều có một thời gian không biết theo ai, lại càng không cần nói tới các ủy viên thường vụ khác trong thành ủy. Chỉ duy nhất có Hạ Tưởng, đưa mắt nhìn lại toàn bộ thành phố Yến chỉ có một mình Hạ Tưởng, bất động như tùng, mạng lưới quan hệ vẫn như cũ kín không kẽ hở, dường như chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Khiến cho trái tim Hồ Tăng Chu loạn nhịp, cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện chỗ mấu chốt trong đó, đấy là Hạ Tưởng từ trước đến nay nhìn xa tới tương lai, thái
thản nhiên như không, đã hoàn thành bố cục lâu dài vượt quá so với người bình thường. Dùng sự nhìn xa trông rộng để hình dung Hạ Tưởng hoặc là có chút nâng cao hắn, nhưng dùng mưu tính sâu xa để miêu tả trí tuệ chính trị của hắn, tuyệt không quá mức. Lý Ninh Sơn thì không cần phải nói, quan hệ cùng Hạ Tưởng luôn kiên định. Thời gian Cao Hải Thăng nhậm ủy viên thường vụ không dài, là tiếp nhận vị trí của Hà Giang Hoa. Ở mặt ngoài thấy là Hà Giang Hoa chủ động từ chức, nhưng trong lòng Hồ Tăng Chu cũng biết rõ thực ra là Hạ Tưởng phối hợp với Trần Phong diễn trò. Cao Hải là người của Trần Phong không sai, nhưng tình cảm giữa Cao Hải và Hạ Tưởng cũng rất sâu đậm. Trần Phong vừa đi, tầm quan trọng của Cao Hải càng hiện rõ. Còn có vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ của Khâu Tự Phong cũng là như vẽ, Hồ Tăng Chu đối với quá trình Khâu Tự Phong đoạt vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng có nghe thấy mà kinh tâm động phách, cũng có nghe được một ít về tác dụng của Hạ Tưởng ở trong đó. Lúc ấy còn không biết là cách làm của Hạ Tưởng cao minh thế nào, còn tưởng rằng hắn chỉ là cố ý làm khó phó gia. Hiện tại xem ra cũng không chắc tất cả đều là như thế, bởi vì cho dù phó gia không muốn đoạt vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, chỉ sợ Hạ Tưởng cũng sẽ khuyên Khâu gia ra tay. Chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, dù là phó gia đảm nhiệm cũng vậy, hoặc là bất cứ ai đảm nhiệm, cũng không như Khâu Tự Phong đảm nhiệm để Hạ Tưởng càng có lợi. Hiện tại Hồ Tăng Chu mới hiểu một chút, hóa ra lúc ấy Hạ Tưởng cũng đã bắt đầu bố cục cho việc Trần Phong rời đi. Về phần Vu Phồn Nhiên và Hạ Tưởng đến gần, Hồ Tăng Chu đoán không ra nội tình, nhưng cũng có thể biết đại khái, vẫn là vì Vu Phồn Nhiên muốn ở hội nghị thường vụ có tiếng nói, nếu Hạ Tưởng thành tâm giúp ông ta, Vu Phồn Nhiên có thể lôi kéo Lý Ninh Sơn và Cao Hải, thậm chí còn có Khâu Tự Phong, một phó chủ tịch thường trực, một phó chủ tịch ủy viên thường vụ, lại thêm một trưởng ban tổ chức cán bộ và trưởng ban thư ký. Trong hội nghị thường vụ kết thành một đoàn, đừng nói gã hiện tại là chủ tịch thành phố. Dù là bí thư thành ủy, cũng sẽ rất đau đầu. Hơn nữa, cục trưởng cục công an Tôn Định Quốc có quan hệ với Hạ Tưởng không phải bình thường. Huống chi một khi Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, với sự cường thế và tính tình của Phó Tiên Phong, tất nhiên sẽ có nhiều xung đột ích lợi với gã, mà gã ở hội nghị thường vụ thế đơn lực yếu, cho dù là bí thư thành ủy. Chỉ sợ cũng khó đè được một Phó Tiên Phong có bối cảnh gia tộc. Bí thư thành ủy nếu bị chủ tịch thành phố áp chế, đừng nói chính gã sẽ buồn bực đến cực điểm, chính là lãnh đạo cấp trên và cấp dưới cũng sẽ xem thường gã, đối với tiền đồ của gã sẽ không xem trọng. Bởi vậy, việc cấp bách là trước khi Phó Tiên Phong chưa lên làm chủ tịch thành phố, lôi kéo và đoàn kết một số lực lượng trung gian lớn, thành lập và củng cố đồng minh. Hạ Tưởng, lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm. Chỉ cần lôi kéo Hạ Tưởng, tương đương với trực tiếp lôi kéo Lý Ninh Sơn, Cao Hải và Khâu Tự Phong, đồng thời, lại gián tiếp cùng Vu Phồn Nhiên, Tôn Định Quốc có cơ sở hợp tác. Tầm quan trọng của Hạ Tưởng, không cần nói ở toàn thành phố Yến, đưa mắt nhìn ở toàn tỉnh Yến, cũng là người độc nhất vô nhị. Hồ Tăng Chu để Trang Thanh Vân nhẹ nhàng đưa thiện ý về phía Hạ Tưởng, gã còn lo lắng, Hạ Tưởng sẽ không chịu nhận thiện ý của gã, tuy rằng gã cũng biết Hạ Tưởng không có khả năng cùng Phó Tiên Phong liên kết. Nhưng Hạ Tưởng nếu ghi hận ông năm đó ở thời điểm mấu chốt không ủng hộ hắn, sẽ trong tranh đấu của các phe phái của thành ủy đứng ở giữa, thì cũng phiền toái lớn. Hạ Tưởng trung lập, Vu Phồn Nhiên và Tôn Định Quốc sẽ trong vấn đề lớn ủng hộ gã hay Phó Tiên Phong, còn khó mà nói, nhưng Lý Đinh Sơn, Cao Hải và Khâu Tự Phong khẳng định sẽ quan tâm đến ý của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng có lập trường ở một số vấn đề lớn, lập trường của bọn họ hơn một nửa sẽ cùng Hạ Tưởng nhất trí. Mà Hạ Tưởng nếu cùng gã đối nghịch, thật đúng là có khả năng theo đà phát triển mà dẫn dắt, ở lúc gã và Phó Tiên Phong giằng co, lấy được lợi ích. Chương 695, đều có dụng ý. Khá tốt, Hạ Tưởng đã tiếp nhận ám chỉ của Trang Thanh Vân rồi, khiến cho Hồ Tăng Chu thở phào nhẹ nhõm, coi như một việc lớn đã làm xong. Nếu nói chỉ nghe được Hạ Tưởng sẽ tới tham gia tiệc sinh nhật, Hồ Tăng Chu chỉ là có hơi yên tâm, hôm nay nửa đêm gọi điện thoại đến. Khiến cho gã hoàn toàn thư thả, cũng hiểu một chút, Hạ Tưởng không phải người trẻ tuổi bị trừng mắt phải đáp lại ngay, hắn có sự gan dạ và có hiểu biết, cũng có chí khí. Bởi vì đêm nay điện thoại của Hạ Tưởng là thăm dò, cũng là thể hiện thiện ý, sở dĩ lựa chọn thời gian muộn như vậy mới gọi, chính là xem thái độ của gã có thoải mái hay không. Hơn nữa còn cố ý gọi vào điện thoại riêng, cũng là làm ám chỉ phải thu bổ quan hệ cá nhân. Ý tứ của Hạ Tưởng là... Hắn muốn thành cấp dưới có thể ở đêm hôm khuya khoắt bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho gã báo cáo công tác, mà không phải muốn nhất thiết phải ở văn phòng làm việc mới giải quyết được việc chung.
Từ lúc Hạ Tưởng gọi đã phải hơn nửa tiếng, Hồ Tăng Chu còn chưa có một chút buồn ngủ, dưới ánh đèn của phòng khách, không ngừng hút thuốc, tính toán lập trường của các ủy viên thường vụ trong thành ủy, càng nghĩ càng hưng phấn càng không buồn ngủ. Phó Tiên Phong lại quay về thủ đô, gã hiểu rõ trong lòng, thời gian gần đây, Phó Tiên Phong ở thành phố Yến rất ít, 3 ngày thì 2 lần đến thủ đô. Trách không được rất nhiều thế lực thủ đô đều muốn xếp người vào thành phố Yến, cũng đúng, thành phố Yến là thành phố tỉnh lỵ cách thủ đô gần nhất, có bất cứ chuyện gì, hơn 2 giờ là có thể trở về, có thể gặp mặt nói chuyện, rất tiện lợi. Người làm quan chú ý nhất là cấp bậc, là quyền lực, không phải là cái đẹp ở mặt ngoài, thành phố Yến chính là cầu ván tốt nhất, bây giờ còn thành vùng giao tranh của thế lực khắp nơi. Càng như thế, mong muốn giữ được miếng đất quyền lực của Hồ Tăng Chu ngày càng mãnh liệt. Ngày mai, sẽ có một cuộc gặp mặt như thế nào với Hạ Tưởng? Chỉ mong mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh Hồ, mấy giờ rồi còn không ngủ? Từ phòng ngủ truyền đến tiếng oán giận của bà xã. Hồ Tăng Chu vừa nhìn đồng hồ ở phòng khách, không kìm nổi cười. Một cuộc điện thoại của Hạ Tưởng khiến ông hưng phấn nửa ngày, bất chi bất giác đã 11 giờ đêm. Trưa ngày hôm sau, sau khi tan tầm, Hạ Tưởng vừa đi xuống dưới lầu, chuẩn bị lái xe đến nhà Hồ Tăng Chu. Vừa lúc gặp Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân ha hả cười, xoa tay nói. Bí thư Hạ, cho tôi đi nhờ xe, được không? Nhờ không phải xe, mà là quan hệ, Hạ Tưởng gật đầu cười. Không thành vấn đề, lần sau ông phải mời ăn cơm, trả tôi tiền xăng là được. Trang Thanh Vân cười ha hả. Được, không thành vấn đề, mời bí thư Hạ ăn cơm, có bao nhiêu người muốn mời mà mời không nổi, lãnh đạo chủ động để tôi mời, là vinh hạnh của tôi. Vui đùa một chút, cảm giác khoảng cách giữa hai người gần lại rất nhiều. Hạ Tưởng cũng biết rõ, Trang Thanh Vân không phải là trong lúc vô ý đi ngang qua, gã không có xe nên chưa bao giờ đến bãi đỗ xe, hôm nay là đặc biệt đợi riêng mình. Quả nhiên, vừa lên đường mặt Trang Thanh Vân liền nghiêm túc nói. Bí thư Hạ, tôi phát hiện một vấn đề đáng chú ý, phải báo cáo cho anh một chút. Hạ Tưởng thấy Trang Thanh Vân tận dụng mọi thứ mà còn muốn báo cáo công tác. Trong lòng không rõ chủ ý cũng gã là gì, là muốn báo cáo thật, hay là muốn mượn cơ hội kéo gần quan hệ. Liền hỏi, chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Trưởng ban mộ đang làm đề bạt và bổ nhiệm với cấp trên, nhưng có vấn đề về vi phạm kỷ luật. Vẻ mặt Trang Thanh Vân vô cùng thành thật, tất nhiên không phải nói đùa. Hạ Tưởng hơi giật mình kinh hãi, hắn biết rõ quan hệ giữa Trang Thanh Vân và Hồ Tăng Chu. Cũng hiểu được sự thực Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi cũng là người trực hệ của Hồ Tăng Chu, bởi vậy, giữa Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi, có ý thân cận tự nhiên, tuy nhiên theo sự âm thầm quan sát của hắn, sau khi Trang Thanh Vân nhậm chức, luôn qua lại rất ít với Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hắn vẫn nghĩ Trang Thanh Vân muốn bày ra thái độ hai người bất hòa cho người ngoài xem, hiện tại Trang Thanh Vân lại đột nhiên báo cáo chuyện về Mộ Duẫn Sơn, khiến cho Hạ Tưởng âm thầm cân nhắc ý tưởng đích thực của Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân cũng nhìn ra Hạ Tưởng đang suy đoán, cũng không giải thích, tiếp tục nói vấn đề của Mộ Duẫn Sơn. Năm trước có một đám cán bộ cấp phó phòng đề bạt, trưởng ban mộ theo lệ thường báo danh cho tôi, sau khi tôi xem phát hiện trong đó có hai người không phù hợp điều kiện đề bạt, đã bảo ông ấy đưa anh xem qua một chút. Lúc ấy vì chiếu cố cảm xúc của ông ấy, ở trên tài liệu tôi phê chỉ thị là đồng ý, nhưng nhấn mạnh một câu phải đưa bí thư Hạ phê duyệt. Tôi nghĩ ông ấy sẽ báo cho anh xem qua. Không nghĩ tới ngày hôm qua phát hiện ban tổ chức cán bộ đã gửi văn kiện xuống, phê chuẩn bổ nhiệm. Ban tổ chức cán bộ quận ủy phê duyệt đề bạt của cán bộ cấp phó phòng, là việc trong quyền hạn, Hạ Tưởng thân là bí thư, không có sức đâu mà việc gì cũng xem qua, cách làm của Mộ Duẫn Sơn cũng là việc bình thường, không thể dị nghị. Nhưng khi Trang Thanh Vân cố ý đề xuất để ông ta đưa mình xem qua, Mộ Duẫn Sơn lại không có đưa báo cáo để mình phê duyệt, làm như vậy. Theo trình tự mà nói cũng không có sơ suất gì, nhưng đứng ở lập trường của Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn làm vậy rõ ràng có chỗ để bắt bẻ. Một là Mộ Duẫn Sơn khinh thị quyền uy của Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân là phó bí thư, chủ quản nhân sự, phân công quản lý ban tổ chức cán bộ, ý kiến của Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn cần phải thận trọng xem xét, mặc kệ Mộ Duẫn Sơn có quan hệ cá nhân với Trang Thanh Vân hay không, nhưng việc chung chính là việc chung, chuyện trong phạm vi quyền hạn. Ai cũng không cho phép người khác khiêu chiến quyền uy. Hai là Mộ Duẫn Sơn đã coi nhẹ Hạ Tưởng. Rõ ràng Phó Bí Thư đã nhắc nhở Mộ Duẫn Sơn phải đệ trình Hạ Tưởng xem qua, Mộ Duẫn Sơn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng những không có mời Hạ Tưởng xem qua,
còn tự chủ trương thông qua bổ nhiệm, hiển nhiên là không xem quyền lực quản lý công việc của bí thư ra gì. Đương nhiên, chuyện này cũng là có thể lớn có thể nhỏ, Hạ Tưởng nếu hỏi, Mộ Duẫn Sơn sẽ có một đống lý do, thậm chí còn có thể dùng lời trong vòng quyền hạn nói lại hắn. Cũng đúng, là bí thư chủ quan toàn diện công tác không sai, nhưng cũng không thể đem mọi chuyện đều phải nắm giữ trong tay. Ngay cả việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng bí thư cũng định đoạt, còn cần ban tổ chức cán bộ có tác dụng gì? Có phải việc đề bạt cán bộ cấp cục trong tỉnh đều do bí thư tỉnh ủy, đều phải từng bước thẩm tra, vậy thì chuyện gì cũng không phải làm nữa rồi, mỗi ngày xem tài liệu cũng đã mệt chết rồi. Nói cách khác, chuyện này theo trình tự mà nói không có vấn đề, có vấn đề chính là thái độ của Mộ Duẫn Sơn. Rốt cuộc là gã ta cố ý, hay là vô ý mà sơ suất? Khẳng định không phải sơ suất. Người trong quan trường, có thể sơ suất chuyện vợ con, có thể sơ suất chuyện tình nhân, có thể sơ suất chuyện quần chúng nhân dân, nhưng tuyệt đối không thể sơ suất với lãnh đạo cấp trên. Ai sơ suất với lãnh đạo cấp trên, người đó sẽ không có tiền đồ, sẽ bị lãnh đạo cấp trên lạnh nhạt. Như vậy có thể khẳng định, Mộ Duẫn Sơn làm như vậy, tất nhiên là có đích nhắm rõ ràng. Rốt cuộc là nhằm vào Trang Thanh Vân, cố ý không đem Trang Thanh Vân phê chỉ thị, hay là nhằm vào hắn. Nhân vật số 1, bỏ qua quyền uy bí thư của hắn, làm cho người ta phải suy nghĩ. Hạ Tưởng quay đầu nhìn Trang Thanh Vân một cái, thấy Trang Thanh Vân lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ thầm rằng Trang Thanh Vân nói việc này là châm ngòi ly gián, hay là tỏ lòng trung thành với hắn. Hoặc là cả hai, liên tưởng đến vẻ mặt thành thật vừa rồi của Trang Thanh Vân, hiện tại lại là vẻ mặt trấn tĩnh, Hạ Tưởng hiểu, Trang Thanh Vân là muốn dùng việc này để chiếm cảm tình của hắn. Và muốn cho hắn mượn cơ hội thích hợp nhắc nhở Mộ Duẫn Sơn một chút. Mộ Duẫn Sơn làm cũng có chút hơi quá, không nói vấn đề hai cán bộ cấp phó phòng có đáng hay không để bí thư quận ủy xem qua, nhưng ít ra muốn đưa ra một thái độ, làm bộ cũng là cần thiết. Trong quan trường có bao nhiêu việc không phải cố ý làm bộ dáng. Không làm bộ dáng, làm sao biểu hiện ra sự tôn kính của anh với lãnh đạo. Có đôi khi cần làm điều thừa, có rồi, có lẽ lãnh đạo sẽ trách anh nhiều chuyện. Không có thì lãnh đạo sẽ trách anh không hiểu chuyện. Ở giữa hai kết luận, nhiều chuyện, và, không hiểu chuyện, rất nhiều người thà rằng lựa chọn, nhiều chuyện, chứ không lựa chọn, không hiểu chuyện. Ẩn ý của không hiểu chuyện là không đáng trọng dụng. Chỉ sợ rằng quan hệ giữa Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn giống như gần mà vẫn xa, nói cho cùng, kỳ thật Mộ Duẫn Sơn là thị uy với Trang Thanh Vân, là cố ý khiêu khích Trang Thanh Vân. Chắc là có liên quan đến sự tiếp cận của Trang Thanh Vân không hòa thuận với Mộ Duẫn Sơn, Hạ Tưởng cũng không muốn tham gia chuyện tranh đấu giữa Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn, nhưng Mộ Duẫn Sơn cũng quả thật có chỗ sơ suất, hắn liền cho Trang Thanh Vân một câu trả lời coi như khẳng định. Để sau tôi sẽ tìm đồng chí Duẫn Sơn nói chuyện một chút, ở trong công tác không được tự tiện làm việc. Trang Thanh Vân thấy Hạ Tưởng trả lời một câu không đến nơi đến chốn, liền gật đầu cười, không nói thêm nữa, chuyển hướng đề tài. Tới nhà Hồ Tăng Chu rồi, Hồ Tăng Chu ở tòa nhà ủy viên thường vụ ở phía sau văn phòng thành ủy, cách văn phòng ủy viên thường vụ cũng gần, Hạ Tưởng dừng xe, đang định mở cửa, Trang Thanh Vân đã xuống trước một bước, mở cửa xe giúp Hạ Tưởng. Trang Thanh Vân là phó bí thư, lẽ ra lấy thân phận phó bí thư, không cần vồn vã mở cửa cho Hạ Tưởng, nhưng khi Hạ Tưởng nhìn thấy đứng trước cửa là Hồ Tăng Chu, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, hắn biết hành động của Trang Thanh Vân có thêm một tầng ý nghĩa. Trang Thanh Vân làm là để người khác xem, cho Hồ Tăng Chu xem, cũng để Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi thấy. Hạ Tưởng có chút rõ ràng nguyên nhân Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi quan hệ như gần như xa, tuy rằng cả ba đều là người của Hồ Tăng Chu, có cơ sở và khả năng liên kết, nhưng chưa chắc tính liên kết đã cao. Giữa người với người có rất nhiều khác biệt, Trang Thanh Vân tính cách phức tạp, đối nhân xử thế trầm ổn. Mộ Duẫn Sơn đối nhân xử thế bình tĩnh, tính cách thiện biến. Có dở thủ đoạn, phỏng chừng là Trang Thanh Vân không thích cách Mộ Duẫn Sơn đối nhân xử thế. Có ý tứ, Hồ Tăng Chu thật vất vả mới xếp được ba trực hệ vào quận Hạ Mã, rồi ba người lại không hòa thuận, khiến Hồ Tăng Chu vô cùng buồn bực. Tuy nhiên nhìn thấy Hồ Tăng Chu ra đón, cũng cho hắn đủ thể diện, Hạ Tưởng vội bước về phía trước, bắt tay khi Hồ Tăng Chu đưa tay ra, vẻ mặt cười. Nắng sớm như xuân ấm áp, lời chúc thể hiện tấm lòng. Văn thao rạch kế hoạch xây dựng, chí nguyện ở cao xa, thị trưởng Hồ, chúc ông hàng năm một bước lên mây xanh, mỗi tuổi đều khỏe mạnh. Hạ Tưởng tỉ mỉ chuẩn bị lời chúc vừa văn nhã, lại ý tứ cao xa, Hồ Tăng Chu vốn là văn nhân,
âm thầm tự xưng là nhà thư pháp, Hạ Tưởng lấy thơ ca chúc thọ, làm ông khắc sâu vào tim. Lại nhớ tới Hạ Tưởng là người duy nhất biết gã là nhà thư pháp, hơn nữa thay gã giữ bí mật mấy năm qua, chưa bao giờ tiết lộ nửa phần, khiến cho gã càng xem trọng nhân phẩm của Hạ Tưởng. Hồ Tăng Chu liền cầm chặt tay Hạ Tưởng, mặt mày hớn hở. Hóa ra tiểu hạ còn có tài hoa làm thơ, để cho người ta khâm phục, ha ha. Khi nào nhàn rỗi, chúng ta cùng nhau uống trà, nói chuyện thơ phú. Lấy được nửa ngày nhàn trong kiếp phù du, cũng là chuyện rất đáng mừng trong cuộc sống. Sự thân thiết và nhiệt tình của Hồ Tăng Chu đều rơi vào mắt Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, cũng là một chuyện có ý tứ hàm xúc. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một sự lo lắng. Trang Thanh Vân lại là vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở phía sau Hạ Tưởng, đại khái cách khá gần, trong mắt toát ra sự mỉm cười. Thái độ của gã đoan chính, cũng rất cung kính, quả thật làm cho người ta không thấy được lỗi lầm gì, nhưng ở trong mắt Mộ Duẫn Sơn, càng nhìn Trang Thanh Vân càng thấy không vừa mắt. Cái gọi là gian thần giống như trung thần, Trang Thanh Vân là trung hay gian thần cũng không trọng yếu, quan trọng là, gã trung với ai, gian với ai. Trung với Hồ Tăng Chu tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu chung với Hạ Tưởng thì là phiền toái lớn. Hiện tại Mộ Duẫn Sơn càng nhìn Trang Thanh Vân càng cảm thấy gã cố làm ra vẻ, nhất cử nhất động đều lộ ra dối trá làm cho người ta không thoải mái. Trang Thanh Vân biết rõ gã và Đằng Phi cũng sẽ tới đây, lại cố tình đi chung xe với Hạ Tưởng, gã có mục đích gì? Chẳng lẽ là cố ý chỉ cho Chủ tịch thành phố Hồ thấy, gã và Hạ Tưởng quan hệ không bình thường, gã cũng có chút ảnh hưởng với Hạ Tưởng, do đó tăng thêm phân lượng của gã trước Chủ tịch thành phố Hồ sao? Đúng vậy, Chủ tịch Hồ bước tiếp theo là Bí thư Hồ rồi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Yến, lại càng nắm quyền lớn trong tay, ai không muốn được nhân vật số 1 xem trọng. Nhưng vấn đề là, nhân vật số 1 cũng là người, vị trí trong lòng cũng có hạn, có Trang Thanh Vân, sẽ dễ không còn gã, Mộ Duẫn Sơn. Hai mắt Mộ Duẫn Sơn ẩn chứa bất mãn, lén lút nhìn Trang Thanh Vân rất lâu. Trang Thanh Vân đã sớm chú ý tới ánh mắt của Mộ Duẫn Sơn toát ra ý bất mãn, gã làm bộ không thấy, vẫn đứng như cũ mỉm cười rồi cùng Hồ Tăng Chu chào hỏi, cũng không chủ động tiến đến hỏi thăm Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi. Bầu không khí rất tinh tế, có thể nhận thấy tình hình không thoải mái lắm, cũng không biết Hồ Tăng Chu là không biết, hay là giả bộ, dù sao sau khi gã và Hạ Tưởng bắt tay, lại cùng Trang Thanh Vân đơn giản mà bắt tay, sau đó dẫn mọi người đi vào nhà. Sinh nhật theo âm lịch của Hồ Tăng Chu không có công bố ra ngoài, hôm nay ai đến, đều không phải người ngoài, đều là người gã tín nhiệm nhất và có quan hệ chặt chẽ nhất. Cũng không nhiều người, chỉ vài vị ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tô Công Thần, trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa, bí thư quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng, còn vài nhân vật số 1, số 2 của quận huyện khác, phần lớn Hạ Tưởng đều không biết. Hạ Tưởng liếc nhìn mọi người đang ngồi thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rằng, mọi người trước mắt trên cơ bản là toàn bộ lực lượng của Hồ Tăng Chu tại thành phố Yến, cũng quả thật là thế lực đơn yếu, không có nhân vật cấp quan trọng. Chỉ có một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tô Công Thần, vẫn là một vị khách đầu cơ chính trị điển hình, giỏi về mọi việc và biết kiếm lợi từ trong hỗn loạn. Hạ Tưởng vốn đi sau Hồ Tăng Chu, phía trước đám người Trang Thanh Vân, tới trong phòng, hắn bước chậm lại, đi ở cuối cùng. Mọi người thấy Hồ Tăng Chu và Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi tiến vào, đều gật đầu cười, xem như tôn trọng, mấy người vừa đi qua, liền lộ ra ở phía sau là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa xuất hiện, không khí vốn có chút tranh cãi ầm ĩ, lập tức lặng ngắt như tờ, không khí phút chốc ngưng trệ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Tưởng, có nghi vấn, có kinh ngạc, có không hiểu gì, còn có bối rối và trốn tránh. Hạ Tưởng, sao lại là hắn, sao hắn lại đến đây, hắn tới làm cái gì? Vô số ánh mắt nghi vấn chớp động, mọi người có tâm tư khác nhau, trong nháy mắt, toàn bộ phòng yên tĩnh đến dọa người. Ánh mắt Mộ Duẫn Sơn không ngừng chớp động, Hạ Tưởng chỉ là một bí thư quận ủy, ở trước mặt mấy người đang có mặt ở đây, cấp bậc không cao, lý lịch kinh nghiệm lại ít, lực ảnh hưởng của hắn cũng quá kinh người, vừa lộ diện, so với Trần Phong xuất hiện càng làm cho người ta khiếp sợ. Khoảnh khắc nhạt nhẽo qua đi, Tô Công Thần cười ha hả, đứng lên. Hạ Tưởng đến đây, sao tới mà không nói trước một tiếng? Tôi sẽ ra ngoài đón cậu, ha ha. Khi nói chuyện, ông vô cùng nhiệt tình mà rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, giơ tay cùng Hạ Tưởng bắt tay. Có một thời gian không gặp cậu, lúc nào rảnh cùng nhau ngồi,
tôi còn có chuyện tâm sự với cậu. Tất cả mọi người kinh ngạc mà há to miệng, Tô Công Thần đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đứng dậy nghênh đón bí thư quận ủy quận Hạ Mã Hạ Tưởng, mặt mũi Hạ Tưởng cũng lớn quá, hắn dựa vào cái gì chứ? Ai cũng biết Tô Công Thần đối nhân xử thế ra sao, ở mặt ngoài là hòa hợp êm thấm, kỳ thật hắn cần lợi thế, thường xuyên là nói dễ nghe, nhưng nếu anh nói lời vô ích với gã, hoặc nếu người nghèo túng, gã tuyệt đối sẽ nói tiếng người mà không làm việc người. Theo lễ nghi bình thường mà nói, Tô Công Thần là người trong quan trường coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, một là một, hai là hai, tuyệt nghiêm túc. Bình thường anh hơi chút chậm trễ với gã sẽ thể hiện sự bất mãn. Hệ thống ủy ban kỷ luật có tính độc lập tương đối lớn, quyền lực lại càng lớn, trên cơ bản mọi người trong thành ủy rất khiêm nhường với Tô Công Thần, hơn nữa cũng rất khách khí. Hôm nay Tô Công Thần vừa thấy Hạ Tưởng lộ diện, vẻ mặt liền tươi cười đứng dậy đón chào, hơn nữa vừa thấy là không phải giả bộ, Tô Công Thần từ trước đến nay nói là phải nghe sẽ không thay đổi, một khi gã có hành động liền chứng minh gã không phải giả bộ, liền khiến tất cả mọi người đều chấn động, Tô Công Thần từ lúc nào mà khách khí với Hạ Tưởng như vậy. Hạ Tưởng vội cung kính mà đáp lại Tô Công Thần. Sao dám làm phiền chủ nhiệm Tô? Tôi không để cho ông tiếp đón, ông sẽ muốn để tôi mời ông ăn cơm, nếu ngài đi ra ngoài đón tôi lại không thể ngày ngày mời ông ăn cơm được. Tôi yêu thích bữa cơm của cậu mời cơm như thế sao? Tô Công Thần cười ha ha, thân thiết mà vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Tuy nhiên lời lại nói ngược lại, để cậu mời cơm cũng không dễ dàng, không phải ai cũng có thể để cậu nể tình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, giữa Tô Công Thần và Hạ Tưởng có âm mưu gì, hai người nói chuyện, dường như ám chỉ chuyện gì đó. Hạ Tưởng vẫn mỉm cười. Chủ nhiệm Tô nói lời này, tôi giống người keo kiệt thì phải. Nếu ông đã nói, được, ngày mai tôi xin mời ông ăn cơm, ông cũng không thể không đi đấy. Chương 696, ứng đối và phản kích. Tô Công Thần lập tức gật đầu, giống như sợ Hạ Tưởng đổi ý. Cậu nói đấy. Tôi đã nhớ kỹ rồi. Có qua có lại, qua hai chiêu, làm mọi người nhìn mà không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hạ Tưởng thì trong lòng lại rõ ràng như gương, biết Tô Công Thần vẫn là vì chuyện của Quách Lục. Năm ngoái lúc Bạch Chiến Mặc thất thế, làm điều kiện trao đổi, Tô Công Thần đề danh Quách Lục thay Lưu Đại Lai luôn bị bệnh tiếp nhận phó chủ tịch quận Hạ Mã, Hạ Tưởng đã đồng ý. Sau lại đệ trình thành ủy để Lưu Đại Lai báo cáo nghỉ bệnh. Thành ủy rất nhanh phê chuẩn Lưu Đại Lai nghỉ bệnh, đồng thời đề danh Quách Lục làm ứng cử viên phó chủ tịch quận Hạ Mã. Sau khi Quách Lục nhậm chức, Hạ Tưởng cũng không có quan tâm nhiều, không phải hắn không thực hiện lời hứa lúc trước đây với Tô Công Thần, mà là Lý Hàm đảm nhiệm chủ tịch quận, trước khi chưa lần mò rõ được lập trường của Lý Hàm như thế nào, hắn sẽ không hỏi chuyện bên chính quyền làm gì, để tránh có người lên án. Hiện tại bên trong Ủy ban Nhân dân quận, Thường vụ Trần Thiên Vũ là người của hắn. Còn có hai phó chủ tịch quận là Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân, nếu còn thêm một Quách Lục vốn xếp hạng gần cuối và thực quyền không lớn, chẳng những không giúp ích gì, ngược lại sẽ cho người khác ấn tượng không tốt là hắn nhúng tay quá nhiều vào công việc của chính quyền. Tỉnh Yến từ sau khi Cao Thành Tùng xuống đài, khi Trung ương đưa ra kết luận về hắn có câu, nhúng tay quá nhiều vào công việc của chính quyền, bởi vậy, cán bộ lớn nhỏ của tỉnh Yến, nhất là khi bí thư nhúng tay vào công việc của chính quyền, luôn phải cẩn thận rất nhiều, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Tấm gương nhà Ân không xa, Cao Thành Tùng đường đường là bí thư tỉnh ủy cũng bị hạ xuống 3 cấp đãi ngộ, trước khi chưa nhập vào bí thư tỉnh ủy, một khi phạm tội, sẽ không chỉ là chuyện hạ thấp đãi ngộ đơn giản như vậy, mà chắc chắn tiền đồ sẽ bị hủy. Hạ Tưởng tin dựa vào trí tuệ chính trị của hắn, khẳng định sẽ không xuất hiện vấn đề bị ai đó chỉ trích là nhúng tay quá nhiều vào công việc của chính quyền. Nhưng một số công việc cần chú ý thì không phải là chuyện xấu, hơn nữa Lý Hàm trước kia từng là người của Diệp Thạch Sinh, nên có trời mới biết Lý Hàm có thể lại đến gần Diệp Thạch Sinh để thành người của ông ta hay không. Nếu Hạ Tưởng là Lý Hàm, đã sớm tu bổ quan hệ với Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh đối nhân xử thế có mặt yếu lòng, chỉ cần thái độ Lý Hàm bày ra đủ kém, cho dù có biểu diễn một phen, trước mặt Diệp Thạch Sinh khóc lóc một hồi, tuyệt đối một lần nữa có được sự tín nhiệm của Diệp Thạch Sinh. Chẳng qua không ai là có thể nắm chắc được tính tình của một bí thư tỉnh ủy, khi việc liên quan tới lợi ích bản thân, thường thường lại là càng cẩn thận và thận trọng. Lại có thêm quầng sáng của bí thư tỉnh ủy sẽ tăng thêm cho Diệp Thạch Sinh không ít sự che chở, căn cứ vào sự âm thầm quan sát của Hạ Tưởng, Lý Hàm cho tới nay còn không có chủ động hướng Diệp Thạch Sinh thể hiện trung thành. Không phải không muốn, mà là không dám.
Thật ra còn có một nguyên nhân quan trọng khiến Hạ Tưởng không quan tâm Quách Lục, đó là, Quách Lục dường như không hiểu việc lắm, sau khi tới quận Hạ Mã, gặp mặt hắn chỉ có gật đầu chào, ngay cả nói cũng không chịu nói thêm một câu, dường như còn chờ hắn chủ động tỏ thái độ. Quách Lục mới có thể lên tiếng trả lời. Nếu Quách Lục cũng không chủ động tới cửa báo cáo công tác, Hạ Tưởng đúng là không thèm để ý có ít hay nhiều người bên chính quyền dựa vào hắn. Chỉ sợ Quách Lục tự cao có chỗ dựa là Tô Công Thần, hơi ngạo nghễ. Mặc kệ ra sao, ấn tượng của Hạ Tưởng với y bình thường, cũng chưa từng ở trước mặt Lý Hàm chủ động nhắc tới Quách Lục. Hôm nay Tô Công Thần ngấm ngầm hại người mà lấy ăn cơm làm lý do, để ám chỉ chuyện Quách Lục, Hạ Tưởng không thể từ chối, đành phải mời ông ăn cơm để trả lời, đáp ứng rồi. Mặt ngoài là Tô Công Thần muốn hắn mời ăn cơm, trên thực tế Tô Công Thần là ám chỉ ông cùng với Hạ Tưởng, Quách Lục ba người cùng nhau ngồi, ông ta từ giữa làm hòa giải. Tạm thời nghe vậy, tạm thời thấy vậy, Hạ Tưởng lại muốn xem dưới sự đề cử của Tô Công Thần, Quách Lục còn có thể đưa ra thái độ gì. Hạ Tưởng và Tô Công Thần ở một bên nói chuyện, Hồ Tăng Chu ở một bên mỉm cười, duy trì khoảng cách nhất định, vừa không đến gần, cũng không ngồi xuống. Mọi người ở đây, Hồ Tăng Chu và Tô Công Thần có cấp bậc cao nhất, hai vị đại lãnh đạo một trái một phải, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng mà vây quanh Hạ Tưởng, đều đứng mà không ngồi, để cho mọi người ngồi không yên, một loạt tiếng động do mọi người di chuyển ghế, toàn thể đứng dậy, hướng Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu và Tô Công Thần ba người mà nhìn chăm chú. Hạ Tưởng đương nhiên hiểu được mọi người không phải nhìn hắn, mà bởi vì phía sau là chủ tịch thành phố Hồ, phía trước là chủ nhiệm Tô, nhưng mọi người cùng đứng dậy, biểu hiện giống như là nghênh đón hắn, hắn cũng không có cảm thấy có mặt mũi, có nhiều phô trương, mà là cảm thấy có một áp lực trước nay chưa từng có. Đúng vậy, quả thật là áp lực, bởi vì Hạ Tưởng chú ý tới không ít ánh mắt dừng ở trên người hắn, là ghen tị, là bất mãn, là oán giận, dù sao cũng không có tinh thần chính diện gì. Khiến cho hắn cảm giác trong sự vô ý, hắn rất không may khi thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhất là ánh mắt bí thư quận ủy quận thị Bắc Tôn Ái Dũng, như một mũi tên nhọn phóng tới, dường như muốn thật nhanh bắn trên người hắn một lỗ thủng, tất cả đều là bất mãn và ghen tị. Hạ Tưởng liền hơi khó hiểu, bình thường hắn và Tôn Ái Dũng không có qua lại gì, Tôn Ái Dũng tại sao lại rất có ý kiến với hắn như thế? Không nhớ rõ từ khi nào hắn đắc tội với Tôn Ái Dũng. Hạ Tưởng là không có đắc tội với Tôn Ái Dũng, tuy nhiên cũng không gây trở ngại việc Tôn Ái Dũng ghen ghét hắn. Bởi vì Tôn Ái Dũng thân là bí thư quận ủy quận thị Bắc, vốn là cao xứng ủy viên thường vụ thành ủy, lẽ ra trong tất cả bí thư quận ủy toàn thành phố, là người được chú ý nhất. Không ngờ sau khi thành lập quận Hạ Mã, Hạ Tưởng xuất thế ngang trời, khi đảm nhiệm chủ tịch quận còn đỡ một chút, sau khi Hạ Tưởng tiếp nhận ngai vàng bí thư quận ủy quận Hạ Mã từ Bạch Chiến Mặc, thì danh hiệu đệ nhất bí thư quận ủy toàn thành phố của Tôn Ái Dũng, phải nhường cho Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng không làm ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng bí thư quận ủy trẻ tuổi nhất, bí thư quận ủy anh tuấn nhất, bí thư quận ủy có tiền đồ nhất, bí thư quận ủy uy vọng cao nhất, bí thư quận ủy được dân chúng kính yêu nhất, v.v. Một loạt danh hiệu đều đội trên đầu một mình Hạ Tưởng, lập tức đè ép quầng sáng đệ nhất bí thư quận ủy toàn thành phố của gã xuống. Hiện tại, ở tòa nhà thành ủy nhắc tới bí thư quận ủy nổi tiếng nhất toàn thành phố, đều là Hạ Tưởng, mà chẳng ai nhắc tới đại danh ủy viên thường vụ thành ủy. Bí thư quận ủy quận thị Bắc Tôn Ái Dũng. Tôn Ái Dũng tuổi so với Hạ Tưởng lớn không ít, nên so với Hạ Tưởng càng thành thục càng điềm đạm, chắc chắn chẳng qua người trong quan trường, đơn giản là thích danh lợi mà thôi. Hiện nay Tôn Ái Dũng hoàn toàn bị Hạ Tưởng đoạt mất sự nổi bật, tự nhiên trong lòng không vui, nhìn Hạ Tưởng như là đối thủ lớn nhất, có gì thì nói. Giữa gã và Hạ Tưởng cũng không có gì là xen lẫn, hơn nữa hiện tại quy mô kinh tế quận Hạ Mã còn kém rất xa so với quận thị Bắc. Nhưng Tôn Ái Dũng cũng rõ ràng, với tốc độ phát triển hiện tại của quận Hạ Mã, không đến 2-3 năm rất dễ vượt qua quận thị Bắc trở thành quận lớn nhất toàn thành phố, đến lúc đó không chừng danh hiệu ủy viên thường vụ, bí thư quận ủy quận thị Bắc, phải chắp tay trước ngực đưa cho người ta. Dù đến lúc đó gã cũng đến giờ rồi, cũng nên tiến thêm một bước. Hạ Tưởng cho dù tiến vào hội nghị thường vụ, cũng sẽ không thể cướp đi danh ngạch ủy viên thường vụ của gã, nhưng bao nhiêu năm rồi bí thư quận ủy quận thị Bắc vẫn làm ủy viên thường vụ, nếu từ gã về sau vứt bỏ truyền thống làm ủy viên thường vụ, cũng là biểu hiện gã không có năng lực. Xét đến cùng, vẫn là hào quang của Hạ Tưởng quá thịnh, khí thế quá vượng, Tôn Ái Dũng liền vẫn đối với Hạ Tưởng không quan tâm, hơn nữa ý kiến lớn. Đương nhiên cũng liên quan tới quan hệ từ trước đến nay của Hạ Tưởng với Trần Phong quá gần,
bởi vì Tôn Ái Dũng luôn không được Trần Phong trọng dụng, gã từng hướng Trần Phong tỏ vẻ trung thành, lại bị Trần Phong bỏ qua. Liên quan đến làm cho Tôn Ái Dũng càng nhìn Hạ Tưởng càng không vừa mắt. Không ngờ sinh nhật của chủ tịch thành phố Hồ cũng mời Hạ Tưởng, hơn nữa Hạ Tưởng vừa vào, Tô Công Thần còn đứng dậy đón chào, càng làm cho Tôn Ái Dũng tức giận bất bình. Hạ Tưởng dựa vào cái gì, hắn cũng không phải ủy viên thường vụ thành ủy, chỉ là một phó giám đốc sở, cho dù hắn và Trần Phong quan hệ chặt chẽ, Trần Phong cũng sắp điều đi, hắn còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Tôn Ái Dũng nhìn Hạ Tưởng không vừa mắt, nhưng gặp mặt thì vẫn phải xã giao, gã cũng chủ động bắt tay với Hạ Tưởng, cười nói. Bí thư Hạ, gần đây rất ít gặp cậu đến thành ủy, sao rồi, bí thư Trần mặc dù sắp phải đi rồi, cũng nên đến thăm hỏi ông ấy nhiều mới đúng. Tôn Ái Dũng ngấm ngầm hại người, âm thầm châm chọc Hạ Tưởng, biết Trần Phong sắp sửa điều đi, sẽ không cùng Trần Phong đi lại chặt chẽ. Ở tiệc sinh nhật Hồ Tăng Chu nói đến Trần Phong, hiển nhiên là cố ý gây sự với Hạ Tưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng cũng không tức giận, cười ha hả. Bí thư Trần thăng chức, cũng không chắc khi nào lại sẽ quay về tỉnh Yến, lại nói giữa tôi và bí thư Trần, cũng không thường xuyên có sự đi lại với nhau ở mặt ngoài. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, thực ra tôi quen biết chủ tịch Hồ còn sớm hơn so với quen bí thư Trần, khi tôi mới bước vào quan trường, gặp được đệ nhất quý nhân chính là chủ tịch Hồ. Nói đến thì chuyện dài lắm, về sau có cơ hội, tôi sẽ kể cho bí thư Tôn một chút năm đó quen biết chủ tịch Hồ ra sao, thật sự là một khoảng thời gian làm cho người ta phải hoài niệm. Hạ Tưởng vừa nói xong, Hồ Tăng Chu cười càng lớn, Tô Công Thần sắc mặt biến đổi, mà Tôn Ái Dũng cũng là á khẩu không trả lời được, lập tức nói không ra lời. Hạ Tưởng phản kích rất sắc bén. Về sau có lẽ Trần Phong sẽ quay về tỉnh Yến, không nói thành phố Yến mà nói tỉnh Yến, là lời ám chỉ khi nào Trần Phong trở về tỉnh Yến, nói không chừng chính là chủ tịch tỉnh, sẽ là lãnh đạo tỉnh danh chính ngôn thuận. Sau đó đề tài vừa chuyển, vừa nhắc lại chuyện năm xưa cùng Hồ Tăng Chu, vừa là đánh trả sự gây sự vô lý của Tôn Ái Dũng, lại là cố ý nói cho Hồ Tăng Chu nghe. Hạ Tưởng nói cũng là nói thật, năm đó hắn chính là quen biết Hồ Tăng Chu trước, sau đó mới biết tới Trần Phong. Nói bóng nói gió cũng là cố ý tiết lộ cho Hồ Tăng Chu một tin tức, Hạ Tưởng là người nhớ ân tình cũ, vẫn nhớ rõ tình cảm năm đó, chưa từng quên thời khắc xưa. Chương 697, sự đời phức tạp. Lời nói của Hạ Tưởng đã khơi dậy kỷ niệm của Hồ Tăng Chu, nhớ tới năm đó một thanh niên trẻ kia nhìn bức thư pháp của gã mà xuất thần, làm gã không khỏi muôn vàn cảm thán, thời gian như bay, trong nháy mắt, người thanh niên năm đó chưa có tên tuổi gì, hiện tại đã là bí thư quận ủy người chủ trì toàn diện công tác, đúng là thế sự biến hóa, làm cho người ta ứng phó không kịp. Trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa bộ dáng người mát tính, cũng cười ha hả mà nắm tay Hạ Tưởng, không nói thêm gì, chỉ nói một câu. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Tất nhiên, gã cũng nghe ra vừa rồi Hạ Tưởng vừa lộ diện liền cùng Tô Công Thần có kè mặc cả, rồi cùng với Tôn Ái Dũng giáo đâm thẳng tên bắn lén mà giao thủ hai chiêu, Hạ Tưởng đều thoải mái ứng đối, vừa không luống cuống, lại một công đôi việc, vừa đồng thời ở thành công mà phản kích Tôn Ái Dũng, lại cùng Hồ Tăng Chu kéo gần quan hệ lại một bước. Thật sự là một thanh niên khôn khéo, Hồi Vĩnh Nghĩa cùng Hạ Tưởng nếu chưa từng có tiếp xúc, mà cũng không có thành kiến gì với Hạ Tưởng, ông ta sẽ không đi làm chuyện cố tình sinh sự làm gì. Sau đó Hạ Tưởng cùng vài người quen biết theo thứ tự bắt tay, sau khi chào hỏi tất cả, mới theo sự sắp xếp của Hồ Tăng Chu mà ngồi xuống. Bữa tiệc chia hai bàn, lãnh đạo thành ủy một bàn, các cán bộ quận huyện đảng và chính quyền một bàn, Hạ Tưởng đương nhiên không phải lãnh đạo thành ủy, lại bị Hồ Tăng Chu cố ý an bài ở bàn lãnh đạo thành ủy. Cùng ngồi và không phải là lãnh đạo thành ủy giống Hạ Tưởng, chỉ có một mình Trang Thanh Vân mà thôi. Hạ Tưởng đối với sự sắp xếp như thế của Hồ Tăng Chu, trong lòng liền có sự so bì, nhìn đến Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi ngồi ở bàn quận huyện, hắn liền biết rõ trong lòng Hồ Tăng Chu ai xa ai gần. Bầu không khí của toàn bộ bữa tiệc thoải mái mà hiền hòa, bởi vì có tính chất tiệc gia đình, hơn nữa những người có mặt lại là người mà Hồ Tăng Chu thừa nhận, lại có việc Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức phụ bí thư gần như đã thành tình thế đã khẳng định, tất cả mọi người tự thấy được chủ tịch thành phố Hồ mời tham gia bữa tiệc mà vinh hạnh, cũng không keo kiệt mà tán tụng, đều nâng chén chúc mừng Hồ Tăng Chu. Tâm tình Hồ Tăng Chu cũng rất tốt, nét tươi cười tràn khuôn mặt gần như ai đến cũng không cự tuyệt, chạm cốc từng người. Chạm cốc là chạm cốc, nhưng có chỉ là nhấp môi, cùng lắm là nửa chén,
nhiều hay ít đều xem phân lượng của đối phương trong cảm nhận của Hồ Tăng Chu. Tôn Ái Dũng kính rượu, Hồ Tăng Chu uống một hơi cạn sạch, gã còn có chút đắc chí, cảm thấy chủ tịch thành phố Hồ rất nể tình, sau đó liền nhìn Hạ Tưởng liếc mắt, nghĩ thầm rằng xem Hạ Tưởng kính rượu, sẽ có thể như thế nào. Hạ Tưởng lại không có kính rượu, mà là đưa tay khuyên Hồ Tăng Chu. Lãnh đạo, trong đạo dưỡng sinh, ăn uống không nên quá độ, nhất là khi vui mừng, càng không thích hợp uống nhiều, ông uống ít một chút, thân thể quan trọng hơn. Thực ra Hồ Tăng Chu tửu lượng không nhỏ, thành phố Chương Trình khá lạnh, dân bản xứ thích rượu, gã ở thành phố Chương Trình đã nhiều năm đảm nhiệm chủ tịch thành phố và bí thư, cũng luyện được tửu lượng. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng lộ ra sự quan tâm, khiến cho trong lòng ông thấy ấm áp, lại nghĩ tới năm đó ở thành phố Chương Trình khi cùng Hạ Tưởng kết giao, liền ôm chặt tay Hạ Tưởng nói. Tiểu Hạ, hôm nay nghe lời cậu, không uống nữa, nhưng thịnh tình của mọi người không thể chối từ, không thể không uống, cậu thay tôi uống. Thế nào? Cảm tình của Hạ Tưởng với Hồ Tăng Chu cũng rất phức tạp, nói hắn một chút cũng không ghi hận sự xoay người bó đi lúc ấy của Hồ Tăng Chu, đó là gạt người. Nhưng đứng ở lập trường Hồ Tăng Chu, thực ra gã cũng có nguyên tắc khách quan bất đắc dĩ. Hạ Tưởng không thể nói hoàn toàn tha thứ Hồ Tăng Chu cái gì, hắn cũng rõ ràng, nếu đổi là hắn, chưa chắc sẽ làm được tốt như Hồ Tăng Chu. Ở lựa chọn trọng đại, tất cả mọi người sẽ ưu tiên suy xét ích lợi bản thân. Trước khác nay khác, người không thể sống trong quá khứ, sống mà ghi hận, chẳng những vô bổ, ngược lại còn là bảo thủ. Huống chi hiện tại Hồ Tăng Chu cũng quả thật biểu lộ chân tình. Hạ Tưởng liền giơ tay tiếp nhận chén rượu của Hồ Tăng Chu. Tôi sẽ uống thay lãnh đạo tất cả số rượu này, tuy nhiên nếu chẳng may tôi uống rượu say, mà buổi chiều không đến quận ủy đi làm được, lãnh đạo nên xin phép nghỉ giúp tôi. Hồ Tăng Chu cười ha hả. Xin phép là việc nhỏ, cậu uống say, cứ ngủ ở thư phòng của tôi là được. Tôn Ái Dũng thấy Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu càng ngày càng thân thiết. Sự thỏa mãn khi cùng chủ tịch thành phố Hồ uống một hơi cạn sạch chén rượu gã mời đã biến mất hầu như không còn, trong lòng cảm thấy không ổn, chỉ có âm thầm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, há mồm mà uống rượu một mình. Tô Công Thần đem biểu hiện của Tôn Ái Dũng thu hết vào mắt, ha hả cười, cùng Tôn Ái Dũng chạm cốc uống rượu, lại hạ giọng nói vài câu gì đó, Tôn Ái Dũng mới mỉm cười. Cử chỉ của Tô Công Thần với Tôn Ái Dũng không giấu qua được mắt Trang Thanh Vân, gã âm thầm cười. Nghĩ rằng Tô Công Thần thật sự là một người tinh tế, mọi việc đều thuận lợi, ai cũng muốn lôi kéo. Thời gian buổi trưa không đủ dài, cũng tới lúc mọi người lần lượt rời đi, Hạ Tưởng lưu tại cuối cùng, đợi lúc mọi người đi hết, chỉ có Trang Thanh Vân ở lại. Khi Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đi ra ngoài tiễn mọi người, Hạ Tưởng mới lấy ra thước chặn giấy, đưa cho Hồ Tăng Chu. Quà tặng nhỏ, không thể hiện hết tôn kính, xin Chủ tịch Hồ vui lòng nhận cho. Thước chặn giấy được gói rất cẩn thận, nhưng từ hình dạng bên ngoài cũng có thể thấy được là cái gì. Hồ Tăng Chu ha hả cười, cũng không ngại Trang Thanh Vân ở đây, trực tiếp mở quà ra, cả vật thể trắng nõn, mỹ ngọc với chất lượng tốt liền hiện ra trước mắt. Hồ Tăng Chu không phải người hiểu biết về ngọc, nhưng gã làm quan nhiều năm, kiến thức rộng rãi, cũng nhận được không ít quà tặng, tự nhiên biết mỹ ngọc trước mắt có giá trị xa xỉ, đương nhiên đối với cấp bậc của ông mà nói, giá trị chỉ xếp thứ hai. Chủ yếu là tấm lòng của Hạ Tưởng. Thước chặn giấy bằng ngọc đẹp, dùng để viết thư pháp, cùng với sự đắc ý của rồng bay phượng múa mà hai bên hợp tác với nhau càng tốt đẹp, có ý là trân châu sâu thành chuỗi, ngọc bích xếp thành hàng. Hạ Tưởng, đã có lòng, Hồ Tăng Chu sâu xa mà nhìn Hạ Tưởng một cái, lại nghĩ tới Hạ Tưởng mặc kệ là khi nào đều giữ kín bí mật ông là nhà thư pháp, trong lòng liền càng thêm cảm động, tay cầm thước chặn giấy, cảm thán muôn vàn. Tiểu Hạ, không uổng công cậu và tôi quen biết bấy lâu, thước chặn giấy này rất đẹp, thật là tốt, tôi nhận, về sau sẽ luôn để trong thư phòng, coi như vật quý của thư phòng, làm vật kỷ niệm vĩnh cửu. Hồ Tăng Chu trịnh trọng mà nhận thước chặn giấy, lại cố ý cùng Hạ Tưởng bắt tay, vẻ mặt trang trọng. Hạ Tưởng đã yên tâm rồi, Hồ Tăng Chu hiểu được tấm lòng của hắn, cẩn thận chuẩn bị lễ vật đã thu được hiệu quả mong muốn. Từ nay về sau, chỉ cần Hồ Tăng Chu vào thư phòng. Vừa thấy thước chặn giấy sẽ nhớ tới hắn, sẽ nhớ tới tình cảm và bí mật giữa bọn họ, thước chặn giấy, là ràng buộc, cũng là một tấm gương, có thể phản chiếu phân lượng của Hạ Tưởng ở trong cảm nhận của Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng cũng không ở thư phòng của Hồ Tăng Chu nghỉ ngơi một lát, mà trực tiếp cùng Trang Thanh Vân lái xe về quận ủy. Hồ Tăng Chu tuy là chủ tịch thành phố nhưng dù sao buổi chiều còn phải đi làm, sự tình cũng không cần ồn ào để mỗi người đều biết,
vẫn là khiêm tốn xử lý cho thỏa đáng. Thành phố Yến, dù sao cũng là thành phố của tỉnh, tòa nhà thành ủy, cách tòa nhà tỉnh ủy cũng chỉ mấy cây em mà thôi. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng cảm giác hơi say, định chớp mắt một lát, thì Trang Thanh Vân lại gõ cửa tiến vào, nhắc lại chuyện cũ. Bí thư Hạ, tôi mới từ chỗ Duẫn Sơn lấy tài liệu gồm danh sách và lý lịch cán bộ cấp phó phòng lần trước đề bạt, anh xem qua một chút. Hạ Tưởng nhìn Trang Thanh Vân một cái, trong lòng nghi hoặc, Trang Thanh Vân cứ lấy việc này không tha, là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là vì chèn ép Mộ Duẫn Sơn một lần, hay là gã cũng có người muốn đề bạt, nhưng Mộ Duẫn Sơn không có quan tâm gã? Hạ Tưởng tiếp nhận tài liệu, tiện tay đảo mắt nhìn vài lần. Được, để tôi xem xét. Còn việc gì không? Trang Thanh Vân thấy Hạ Tưởng hạ lệnh trục khách, cũng không nhiều lời, gật đầu cười. Không còn gì, tôi sẽ không quấy rầy lãnh đạo làm việc. Trang Thanh Vân vừa đi, Hạ Tưởng mới để ý nhìn hồ sơ của vài vị cán bộ cấp phó phòng, về cơ bản có hai người là vừa tốt nghiệp 2 năm, trực tiếp lên cấp phó phòng, nói nhanh là nhanh, nói không nhanh, cũng không tính là gì, hơn nữa hai sinh viên đều là tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng, có ưu thế nhất định. Trên cơ bản lấy cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng, thật sự chẳng muốn chú ý việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng, trừ phi có lợi ích của hắn ở bên trong, còn bình thường, cứ từ ban tổ chức cán bộ quyết định là được. Nhưng Trang Thanh Vân luôn mãi nhắc việc này, Hạ Tưởng cũng không thể không để ý ẩn tình trong đó, cũng phải quan tâm một chút đến cảm xúc của Trang Thanh Vân, dù sao Mộ Duẫn Sơn cũng có sai sót nhỏ. Vĩ Cương, điện thoại báo cho trưởng ban Mộ, bảo ông ấy đến văn phòng của tôi có việc. Hạ Tưởng suy nghĩ, quyết định vẫn là thích hợp mà chấn chỉnh một chút Mộ Duẫn Sơn cho thỏa đáng, mặc kệ Mộ Duẫn Sơn xuất phát từ mục đích gì, phải cho ông ta biết rõ, làm việc ở quận Hạ Mã, thái độ phải nghiêm chỉnh, suy nghĩ phải chính xác. Rất nhanh, Mộ Duẫn Sơn đã đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, thái độ coi như không tồi. Bí thư Hạ, anh tìm tôi. Duẫn Sơn, việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng, quả thật là trong quyền hạn của ban tổ chức cán bộ. Nhưng đề bạt cán bộ phải thận trọng, về sau tôi có phải xem qua hay không cũng không trọng yếu, làm việc đều phải cùng đồng chí Thanh Vân thương lượng một chút rồi hãy quyết định. Hạ Tưởng nói trực tiếp cho Mộ Duẫn Sơn, thấy sắc mặt ông ta thay đổi không ngừng, ánh mắt trốn tránh, biết nói trúng chỗ đau của gã, liền thích hợp chấn chỉnh một chút. Nếu đồng chí Thanh Vân có ý kiến, một chút việc nhỏ mà cũng đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận, mọi người sẽ rất khó coi. Mộ Duẫn Sơn xấu hổ. Đúng là nhục nhã và phẫn hận, ông ngại ngùng mà nói một câu. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ, về sau làm việc nhất định dựa theo quy định, không để bí thư Hạ phải bận tâm. Hạ Tưởng gật gật đầu, không nói gì, Mộ Duẫn Sơn liền biết điều mà lui ra ngoài. Hạ Tưởng tin lời hắn nói có thể khiến Mộ Duẫn Sơn hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc này, nếu Trang Thanh Vân lại ý kiến không hài lòng cách làm việc của Mộ Duẫn Sơn, muốn đem việc đề bạt cán bộ cấp phó phòng đưa lên hội nghị thường vụ thảo luận. Tương đương là tước đoạt hoàn toàn quyền lực trưởng ban tổ chức cán bộ của Mộ Duẫn Sơn, Mộ Duẫn Sơn sẽ không còn quyền quyết định, chỉ có quyền đề nghị, quyền quyết định bị chuyển đến hội nghị thường vụ. Dù là ai cũng không muốn làm một trưởng ban tổ chức cán bộ bị mất quyền lực, một khi xuất hiện tình huống này, uy vọng của ông sẽ tụt đến mức thấp nhất, về cơ bản ở trong ban tổ chức cán bộ, vốn không có chuyện nói một không hai. Đề nghị của Hạ Tưởng thẳng thắn kiên quyết, trực tiếp khiến Mộ Duẫn Sơn không có đường lui. Mộ Duẫn Sơn mới biết so sánh với Bạch Chiến Mặc, thủ đoạn chính trị và trí tuệ của Hạ Tưởng, quả thật cao hơn một bậc. Rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Mộ Duẫn Sơn oán hận mà suy nghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng chứa chất sự bất an, lập tức hướng văn phòng của Trang Thanh Vân mà đi. Trang Thanh Vân đang gọi điện thoại, thấy Mộ Duẫn Sơn gõ cửa tiến vào, trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến khẳng định là bị Hạ Tưởng chấn chỉnh, lại chấn tĩnh lại, ra hiệu Mộ Duẫn Sơn ngồi xuống. Lại tiếp tục gọi điện thoại. Điện thoại phải vài phút mới xong, vẻ mặt Trang Thanh Vân bình tĩnh mà hỏi. Duẫn Sơn tìm tôi có việc gì? Phó Bí Thư Trang, hiện tại quan uy của ông rất nặng, có phải hay không tự nhận có quan hệ với Bí Thư Hạ tốt, là có thể không coi tôi ra gì sao? Mộ Duẫn Sơn cũng không khách khí, trực tiếp nói một câu. Trang Thanh Vân thấy Mộ Duẫn Sơn đến là khởi binh vấn tội, ha hả cười, thân người ngả dựa về phía sau. Bày ra một tư thế vô cùng thoải mái, cười nói. Trưởng ban Mộ nói lời này không đúng rồi, dường như chuyện không coi ai ra gì, là ông làm trước mới đúng. Ý kiến của tôi, ông có thể coi là gió thoảng bên tai ông, nể mặt chủ tịch Hồ, tôi có thể không so đo với ông.
nhưng chớ quên, quận hạ Mã Ai mới là nhân vật số một chủ trì toàn diện công tác. Mộ Duẫn Sơn đỏ mặt tía tai mà hô một tiếng. Chuyện ở trong quyền hạn của tôi có quyền quyết định, là ông chặn ngang một tay, muốn gây xích mích thì có. Gã tức giận nhìn mặt đất mấy lượt, mới bừng tỉnh đại ngộ nói. À, tôi hiểu rồi, khẳng định là trong số người tôi đề bạt, không có người của ông, nên ông mới cố ý tra xét, đúng hay không? Trang Thanh Vân, chúng ta đi tìm Chủ tịch Hồ nói rõ lý lẽ, tôi không tin Chủ tịch Hồ sẽ cho phép chúng ta đấu tranh nội bộ, ông còn có sự giác ngộ chính trị hay không? Vì bản thân, ông không cùng tôi và trưởng ban Đằng đoàn kết nhất trí thì thôi, còn cố ý khiến bí thư Hạ chấn chỉnh tôi, Trang Thanh Vân, ông rốt cuộc có dụng ý gì? Trang Thanh Vân cũng nổi giận, đập bàn đứng lên. Mộ Duẫn Sơn, ông đừng ngậm máu phun người. Tôi nói cho ông biết, nếu tất cả ông cứ làm việc theo quy định, một là một, hai là hai, tôi tuyệt đối sẽ không cùng ông có so đo gì. Đầu tiên là ông không xem quyền uy phó bí thư của tôi ra gì, trái lại còn chỉ trích tôi, đạo lý thiên hạ đều mình ông chiếm hết, làm gì có chuyện tốt như vậy. Không cần đưa Chủ tịch Hồ ra dọa tôi, Chủ tịch Hồ sẽ không ủng hộ ông đâu. Mộ Duẫn Sơn bỗng chốc ngây người ra, trong mắt gã, Trang Thanh Vân từ trước đến nay là bộ dáng hổ biết cười, hoặc là vẻ mặt trầm tư, hoặc là vẻ mặt mỉm cười, chưa từng thấy lúc ông ta tức giận. Hôm nay xem như biết Trang Thanh Vân tức giận ra sao, cũng là hai mắt trợn lên, giận không thể át, ông liền theo bản năng mà lui về phía sau một bước, há to mồm, nhưng lời nói lại ứ ở cổ họng mà nói không nên lời. Trang Thanh Vân không cam lòng yếu thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Duẫn Sơn, gã hiểu rõ trong lòng, lần đầu tiên cùng Mộ Duẫn Sơn chính diện giao phong, chỉ có thể thắng không thể bại. Thắng, thì về sau gã sẽ có quyền chủ động trước Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, bại, thì ý nghĩa lần này mượn lực đẩy lực hoàn toàn không có thu được hiệu quả mong muốn, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo. Hai người nhìn nhau ước chừng lâu đến một phút, Mộ Duẫn Sơn rốt cục bại lui, trước tiên gã thu ánh mắt, không nói một lời xoay người đi. Cho dù Mộ Duẫn Sơn cũng không nói ra lời gì thể hiện yếu thế, nhưng Trang Thanh Vân biết rằng, trên thực tế Mộ Duẫn Sơn và gã giao thủ, lấy thất bại mà chấm dứt. Văn phòng Trang Thanh Vân cách phòng làm việc của Hạ Tưởng rất xa, bên trong tranh cãi ầm ĩ hoàn toàn truyền không đến tai Hạ Tưởng, nhưng cách văn phòng Phó Hiểu Bân rất gần, Phó Hiểu Bân cũng là mơ hồ nghe được gì đó. Phó Hiểu Bân luôn luôn là có động tĩnh đều đúng lúc hướng lãnh đạo báo cáo, ông liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Nghe Phó Hiểu Bân báo cáo xong, Hạ Tưởng cười hiểu ý. Mặc kệ Trang Thanh Vân mượn lực đẩy lực, là muốn mượn tay hắn tạo uy vọng của Phó Bí Thư cũng tốt, hoặc là có ý khác, đều không phải vấn đề mấu chốt ở chỗ, Hạ Tưởng tin sự tiến gần của hắn và Hồ Tăng Chu, biểu thị hắn ở quận Hạ Mã nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, làm người tin cậy của Hồ Tăng Chu, khi Trang Thanh Vân tỉnh táo mà nhận ra, gã ở quận Hạ Mã phải duy trì lập trường gì mới phù hợp nhất lợi ích của gã. Không nghĩ tới chuyện Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn mâu thuẫn với nhau, Hạ Tưởng lại tập trung vào làm việc, không ngờ còn chưa tĩnh tâm, điện thoại lại bất ngờ vang lên. Là Khâu Tự Phong điện tới, Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Vội nghe điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói mang chút cấp thiết của Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng, cậu có biết chuyện Phó Tiên Phong quay về thủ đô rồi hay không? Có nghe nói, gã hẳn là đi vận tác vị trí chủ tịch thành phố Yến, làm sao vậy? Khâu Tự Phong luôn gặp chuyện vẫn bình tĩnh, sự cấp thiết của gã, chứng minh khẳng định có chuyện không nhỏ xảy ra. Từ tin tức tin cậy, Ngô Gia và Phó Gia đang ở thủ đô tiếp xúc, đạt thành sự nhất trí, Ngô Gia giúp Phó Gia tóm lấy vị trí chủ tịch thành phố Yến, mà Phó Gia toàn lực ủng hộ Ngô Gia lấy được Nagi Vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Khâu Tự Phong một hơi nói xong, lại còn hơi hổn hển. Có thể thấy được tin tức này làm gã khiếp sợ không nhỏ. Ngô Gia thật sự lại cùng Phó Gia liên kết, Hạ Tưởng vừa nghe thấy, ở tại chỗ mà khiếp sợ. Đương nhiên, không phải khiếp sợ khả năng Ngô Gia và Phó Gia liên kết, mà là sau khi Phó Gia nếm qua trái đắng của Ngô Gia, làm sao có khả năng vẫn tin tưởng Ngô Gia. Cho dù Phó Gia bất đắc dĩ cùng Ngô Gia hợp tác, chẳng lẽ tới lúc Ngô Tài Dương thật sự cần mượn dùng lực lượng của Phó Gia. Trong bốn gia tộc, Phó Gia thực lực yếu nhất, nhưng giỏi đầu cơ trục lợi, vì thế mà gần 2 năm nay thực lực tăng nhanh nhất, mơ hồ đã có xu thế vượt Khâu Gia, thậm chí Hạ Tưởng đoán Phó Gia để Khâu Gia vượt qua, chỉ là vì tránh bị làm cây to đón gió, nên còn ẩn giấu không ít thực lực. Lần trước Ngô Gia trợ giúp Phó Gia tóm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy,
thành công mà đâm Phó Gia một dao, để Phó Gia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, cuối cùng hai bàn tay trắng, bị Ngô Gia lừa gạt. Phó Gia vừa mới gặp hạn té ngã, còn không rút kinh nghiệm xương máu, còn dám cùng sói nhảy múa. Trừ phi Phó Gia thật sự là bị hôn mê, thật sự là không còn đường để đi, mới bằng lòng lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn cùng Ngô Gia hợp tác, cùng Ngô Gia liên kết, thực sự giống như chuyện bảo hộ tự lột ra. Nhưng nếu là Khâu Tự Phong lộ ra tin tức, khẳng định không có sai. Cho dù có sai, cũng là có người cố ý thả ra tin tức, cố bày mê trận để làm hỗn loạn tầm mắt. Hạ Tường liền hỏi. Theo ông biết, vấn đề chọn người làm trưởng ban thư ký và chủ tịch thành phố Yến, hiện tại có khúc mắc ở đâu? Ứng cử viên trưởng ban thư ký, thủ tướng và tổng bí thư đều không gật đầu, chỉ nói tạm thời từ từ. Còn thị trưởng thành phố Yến, không biết rõ là mắc cụ thể ở đâu, dù sao hiện tại cái gì cũng có thể có, chỉ là không có tin chính xác. Ông cụ khả năng biết một chút nội tình, nhưng không nói cho tôi biết, sợ tôi nói lung tung ảnh hưởng không tốt, hiện tại thật sự là loạn không ra gì. Khâu Tự Phong rất là bất đắc dĩ nói. Thật đúng là không lợi không làm, vừa mới một chút tin tức về vòng kinh tế của thủ đô, liền tranh nhau thành như thế này, mà đợi sau khi vòng kinh tế thủ đô thực sự vào việc, lại có quy mô hiệu quả và lợi ích, rồi lại nhiệm kỳ mới, phỏng chừng không thể làm gì. Chính trị trong nước không như một số khu vực ngụy dân chủ, nhưng cái gọi là loạn đả trên nghị viện, trong nước cho dù là đánh thật, cũng sẽ không đánh vào dưới tầm nhìn của công chúng. Trên thực tế, đánh nhau ở mặt ngoài mất là người, đánh nhau nhìn không tới mất là mạng. Sự tính toán không thấy mặt trời, mới là sự một mất một còn đáng kinh sợ nhất. Câu trả lời của Khâu Tự Phong trên cơ bản phù hợp với phán đoán của Hạ Tưởng, hiện tại sự cân nhắc vấn đề chọn người đã kinh động đến tầng lớp cao nhất. Nếu ngay cả tầng lớp cao nhất đều tỏ vẻ chú ý, dựa vào trí tuệ chính trị của cấp cao nhất, nhất định sẽ áp chế rất nhiều tiếng nói nghi ngờ, không giải thích không trả lời, trầm mặc chính là lý do tốt nhất, mặc kệ các ngươi đi đoán, để lúc mọi người hết kiên nhẫn, mới là làm ra quyết sách cuối cùng đúng thời cơ tốt nhất. Đương nhiên cũng phải xem cấp cao nhất có chịu đựng được áp lực cực lớn đến từ bốn gia tộc hay không, hiện tại một trưởng ban thư ký tỉnh ủy và một chủ tịch thành phố. Vấn đề ứng cử viên của hai cái đó lẽ ra không nên do tầng cao nhất phải để ý, đã thành một mồi lửa của sự kiện chính trị, dẫn đến nguyên nhân bốn đại gia tộc chia làm hai trận doanh đối kháng, thành một lần đánh cờ của cấp cao nhất giữa việc ủng hộ thế lực gia tộc và phản đối thế lực gia tộc. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Tưởng liền khuyên giải an ủi Khâu Tự Phong nói. Ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Ngô Gia cho dù có Phó Gia ủng hộ, cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ, sự tình mắc càng lâu, hy vọng của Ngô Gia càng nhỏ. Nếu lời Khâu Tự Phong là thật, Ngô Gia đã tới bước bệnh tình nguy kịch khó có thể chữa trị, nếu phải liên hợp cùng Phó Gia, chứng minh Ngô Gia gặp lực cản lớn chưa từng có từ trước đến nay, Ngô Tài Dương mới nóng vội. Ngô Tài Dương sốt ruột cũng không chỉ vì ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy bị người khác đắc thủ, mà là vì gã cũng ý thức được chuyện này đã bay lên độ cao lớn khác. Trong lòng gã hiểu rõ ở cấp trung ương phản đối thế lực của thế lực gia tộc là cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu lúc này đây có thể thành công ngăn chặn ý đồ Ngô Gia tóm được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là dấu hiệu mấy người trong cấp trung ương phản đối thế lực gia tộc đã liên thủ, đối với sự lớn mạnh của thế lực gia tộc bắt đầu vào làm vây đổ. Ngô Tài Dương phỏng chừng đã đem vấn đề ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy trở thành một lần đấu tranh chính trị quan trọng, trở thành một lần giằng co giữa thế lực gia tộc và người phản đối thế lực gia tộc. Đồng thời, thời gian gã nhậm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương không dài, có khả năng cũng muốn mượn cơ hội này, để xác lập quyền uy ở trong bộ chính trị. Đấu tranh đã bay lên tới tầng cao nhất, Hạ Tưởng cũng vậy, Khâu Tự Phong cũng vậy, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Khâu Tự Phong là người trong cuộc nên thường mê muội, hơn nữa tâm tình bức thiết, khó tránh khỏi lo lắng bất an. Hạ Tưởng kỳ thật không có nhiều ích lợi ở bên trong, tự nhiên xem xét vấn đề bình tĩnh hơn nhiều so với Khâu Tự Phong. Tôi sẽ từ mặt nghiêng tìm hiểu chút tình hình, ông cũng đừng vội, có tin tức tôi sẽ lập tức báo cho ông. Hạ Tưởng cũng biết rõ ý Khâu Tự Phong gọi điện thoại tới, là nói bóng nói gió muốn hắn từ Ngô Gia tìm hiểu một ít tin tức. Khâu Tự Phong biết chỉ có thể như thế. Cậu nói, rốt cuộc phải kéo dài tới khi nào? Lo lắng quá sẽ bị loạn, Khâu Tự Phong không đầu không đuôi hỏi một câu thuộc vấn đề Hạ Tưởng không thể trả lời. Hạ Tưởng hơi suy nghĩ chút, theo lịch âm. Bây giờ còn chưa hết tháng riêng, theo lịch dương còn không đến tháng 3, tuy nhiên cũng sắp rồi, bình thường tháng 3 hàng năm đều có thay đổi nhân sự,
đến lúc đó kết quả sẽ được xác định. Hạ Tưởng biết hắn phỏng đoán chưa chắc chuẩn xác, tuy nhiên vẫn nói ra, an ủi Khâu Tự Phong vài câu, rồi mới tắt điện thoại. Suy nghĩ, hắn vừa muốn lấy điện thoại gọi cho Ngô Tài Giang, Ngô Tài Giang tuy rằng tận tỉnh Ninh, nhưng dù sao ông ấy cũng là người Ngô gia, khẳng định biết một ít nội tình, điện thoại lại đúng lúc mà vang lên, là Mai Thái Bình gọi tới. Đầu tiên là Khâu Tự Phong, sau là Mai Thái Bình, xem ra quả thật là rất náo nhiệt. Tiểu Hạ, Ngô Tài Dương bỏ ra không ít tiền vốn, còn muốn hợp tác với Phó gia, cậu nói xem ông ta rốt cuộc là tính toán gì, có phải chơi hơi bạo rồi không? Giọng nói Mai Thái Bình không có mùi vị gì cả, nhưng vẫn như cũ là phong cách điển hình, lộ ra một kiểu dở trò đều mà bình thường không nói ra được. Hạ Tưởng ha hả cười. Bộ trưởng Ngô có tính toán gì, tôi thực không rõ ràng lắm, tuy nhiên theo ý tôi, không nhất định tiền vốn lớn thì nhất định thành công. Cậu có cách nhìn thế nào? Mai Thái Bình, ồ, một tiếng, lại không chút để ý hỏi. Khâu Tự Phong hẳn là đã nói chuyện với cậu, thực sự sốt ruột là Khâu gia nhà họ, không phải Mai gia chúng tôi. Tuy nhiên nói thật, để Ngô gia lấy được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lòng tôi thật đúng là không thoải mái. Trưởng ban Mai lại có tính toán gì sao? Tôi đang nghĩ, nếu muốn lựa chọn một giữa trưởng ban thư ký tỉnh ủy của Ngô gia và chủ tịch thành phố Yến của Phó gia, cũng là một nan đề. Cẩn thận cân nhắc một chút, vẫn là để Phó gia đắc thủ cho thỏa đáng, Phó Tiên Phong từ Phó Bí Thư lên làm chủ tịch thành phố, chỉ là một đi bước nhỏ, lực lượng Phó gia tại thành phố Yến vẫn là có hạn. Nhưng nếu để Ngô gia đắc thủ, ở tỉnh ủy lại thêm một trưởng ban thư ký, liền phiền toái lớn, Ngô gia tại tỉnh Yến, sẽ thành thế lực cự lớn. Thái độ của Mai Thái Bình đã được Hạ Tưởng dự kiến, thực ra trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu không phá được cả hai, thà rằng để Phó Tiên Phong đắc thủ còn tốt hơn rất nhiều so với Ngô gia tại tỉnh Yến thêm một nhân vật cấp quan trọng. Ngô gia nếu thật sự tóm được ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy, sự cân bằng ở tỉnh Yến sẽ bị đánh vỡ, có thể sẽ xuất hiện tranh đấu không thể đoán trước. Đến lúc đó mặc kệ là Mai gia hay là Khâu gia, hoặc là Phó gia, thấy Ngô gia một nhà độc đại tại tỉnh Yến, đều sẽ tìm hướng xếp người vào tỉnh Yến, ý đồ chiếm trước địa bàn, tận khả năng thu hoạch ích lợi. Tỉnh Yến bởi vì mấy nhà tranh đấu, rất khó duy trì cục diện chính trị yên ổn đoàn kết. Hạ Tưởng không muốn thấy kết quả như vậy, cấp trung ương cũng sẽ không đồng ý, bọn họ cũng sẽ giơ tay ngăn cản. Nhưng dù sao mấy nhà có thế lực khổng lồ, muốn phủ quyết hoàn toàn, sẽ không dễ dàng như vậy. Cách nhìn của tôi cũng thế. Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thành đề nghị của Mai Thái Bình. Trưởng ban Mai bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Tôi nghĩ cùng Khâu Tự Phong nói chuyện trực tiếp. Mai Thái Bình tạm dừng một lát, lại cười thành tiếng. Hay là cậu nói với Khâu Tự Phong, để ông ta đến tỉnh ủy tìm tôi? Mai Thái Bình muốn nói chuyện với Khâu Tự Phong, hiển nhiên là để Khâu gia ra mặt tiếp xúc với Phó gia, đề xuất một số điều kiện trao đổi, đến đả động Phó gia, làm cho Phó gia hủy bỏ hợp tác với Ngô gia. Ý đồ Phó gia chỉ là chức chủ tịch thành phố Yến. Nếu Khâu gia và Mai gia đều ủng hộ Phó gia giành được chức chủ tịch thành phố Yến, đổi lấy Phó gia không ủng hộ lập trường của Ngô gia, hẳn là vấn đề không lớn. Tất cả đều là trao đổi ích lợi mà thôi, Phó gia trong lòng có cảnh giác với Ngô gia, hơn nữa Khâu Tự Phong và Phó gia có quan hệ thân gia, tin tưởng Phó Tiên Phong vẫn là nguyện ý tin tưởng Khâu Tự Phong hơn một ít, hơn nữa nhìn lâu dài, Ngô gia lấy được ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đối với Phó gia cũng là bất lợi lớn. Chương 698, Kế hoạch và điều kiện. Nhân vật chính trị không chỉ muốn có lợi ích trước mắt, mà càng quan tâm đến lợi ích lâu dài. Nhà họ Ngô cho mình là lớn nhất, đây là kết quả mà tất cả mọi người đều không muốn thấy, kể cả việc nhà họ Ngô sắp hợp tác với nhà họ Phó, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hạ Tưởng trước giờ không xem trọng nhà họ Ngô. Hạ Tưởng cũng không phải cố ý chống đối với nhà họ Ngô mà là xem xét thời thế, lựa chọn lập trường để có thể cân bằng cục diện tốt nhất. Hắn đã nhận lời của Mai Thái Bình, buông điện thoại xuống, rồi lại gọi cho Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong cũng không cảm thấy quá bất ngờ đối với lời mời của Mai Thái Bình, suy nghĩ một chút như hiểu ra gì đó, cười nói. Tôi thì phát hiện ra là anh vẫn không hề nóng vội trước bất cứ vấn đề nan giải nào cả, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nói cho tôi biết, rốt cuộc có bí quyết gì vậy? Hạ Tưởng cũng không có bí quyết gì. Mà là hắn hiểu rõ lúc gặp chuyện hoảng loạn và nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề gì, cho nên hắn sẽ không tùy tiện mà nôn nóng. Đương nhiên,
Điều quan trọng hơn là Vô Dục Tắc Cương không muốn mà lại được hắn đặt mình ngoài cuộc, không có nhu cầu lợi ích quá lớn trong đó, đó cũng là điều kiện tiên quyết khiến hắn có thể bình tĩnh đối mặt. Khi làm tốt mọi việc hắn nên làm từ bên trong, Hạ Tưởng mới tiếp tục xử lý công việc của quận Hạ Mã. So với tình hình phức tạp của tỉnh thành thì quận Hạ Mã về cơ bản cũng coi như gió êm sóng lặng, tình hình đều nắm ở trong lòng bàn tay, xem như là niềm vui mừng lớn nhất đối với Hạ Tưởng. Nếu quận Hạ Mã vẫn còn lộn xộn thì khi Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong cũng sẽ không thoải mái, tùy ý như vậy. Một người đặt mình ở ngoài cuộc thì mới có thể bình tĩnh thong dong được. Nhưng tình hình chính trị yên ổn, đoàn kết của quận Hạ Mã có thể duy trì được bao lâu? Hạ Tưởng nhớ tới vụ so chiêu giữa Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn, rồi lại liên tưởng đến việc Hồ Tăng Chu Thiên vị Trang Thanh Vân, trong lòng nghĩ rằng Mộ Duẫn Sơn có thể nào vì lý do Trang Thanh Vân mà sẽ có một ngày cùng Hồ Tăng Chu mỗi người đi một ngả. Tình hình hiện tại của quận Hạ Mã, thực ra cũng là một hiện tượng giả tạo. Đương nhiên trong lòng Hạ Tưởng hiểu rất rõ, ẩn chứa dưới cảnh tượng phồn thịnh của quận Hạ Mã là những quả mìn có thể nổ bất cứ lúc nào, còn có lập trường chính trị không rõ ràng của Lý Hàm, và sự rạn nứt giữa Mộ Duẫn Sơn và Trang Thanh Vân v.v. Một khi vấn đề ứng cử viên của tỉnh thành đã được xác định thì các thế lực ở quận Hạ Mã cũng có thể theo đó mà sắp xếp lại. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cùng với việc giá nhà tăng lên, sự bố cục của Nguyên Minh Lượng từng bước thâm nhập, cùng với ba nhà đầu tư phát triển bất động sản mới là bất động sản Nam Tân, bất động sản Quảng Hạ và bất động sản Văn Thái tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, rốt cuộc là sẽ mang đến sự phồn vinh hay là xáo trộn. Nguyên Minh Lượng có thái độ gì đối với việc các nhà đầu tư phát triển đồng thời phát triển khu chung cư mới? Tất cả đều không thể biết trước. Con đường phía trước, dường như là đại lộ tươi sáng, lại dường như là bụi gai khắp nơi, cũng không biết được ở đoạn đường nào có chôn sẵn mìn chỉ chờ một bước dẫm lên sẽ đột nhiên bùng nổ. Trên thực tế, có thể nói là mỗi một bước đều nguy hiểm. Bất kể là đại lộ tươi sáng hay là bãi mìn, Hạ Tưởng biết rằng hắn không có đường thoái lui, chỉ có thể dũng cảm mà tiến tới. Quận Hạ Mã hiện tại lấy ngành bất động sản làm trụ cột, phải nói là ở giai đoạn đầu sự hưng thịnh của bất động sản quả thật có thể kéo theo nền kinh tế tăng trưởng một cách đơn giản và thiết thực nhất. Không nói tới việc bán đất mang đến lợi ích vô cùng to lớn cho quận Hạ Mã, riêng việc phát triển bất động sản đã đem đến cho kinh tế xung quanh lợi ích vô cùng khả quan. Kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng đối với quận Hạ Mã là dẫn dắt thị trường bất động sản phát triển thực sự lành mạnh, không biến dạng, không lợi nhuận cách xù. Từ đó tạo dựng nên một kim chỉ nam cho giá nhà tại thành phố Yến, để không dẫn đến thời kỳ giá nhà tăng nhanh như bay không khống chế được. Đời sau giá nhà tại thành phố Yến cũng liên tục tăng mạnh, đến 6,7 ngàn tệ một mét vuông, mà lúc ấy thu nhập bình quân đầu người của thành phố Yến cũng chỉ xấp xỉ 2.000 tệ. Từ thành phố Yến lái xe về hướng Bắc 300 km là Bắc Kinh nơi đời sống khó khăn và tốn kém. Đâu đâu cũng là người thu nhập mỗi tháng 3-4 ngàn tệ nhưng giá nhà ở Bắc Kinh đã lên tới 20 ngàn tệ. Giá nhà Trung Quốc đã đi vào thời kỳ tư bản chủ nghĩa quyền quý. Trong lòng Hạ Tưởng sáng ngời, có lẽ cũng giống như quy tắc bất thành văn của ngành sản xuất sữa bột, giá nhà liên tục tăng vọt cũng là do một bàn tay khổng lồ đứng phía sau thao túng, thậm chí chính là một trong bốn đại gia tộc đã tham gia vào ngành bất động sản, tạo ra chuyện thần thoại về giá nhà tăng lên với tốc độ tên lửa. Truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc cổ xưa đều bị chủ nghĩa duy vật từ bỏ, kết quả là bây giờ lại nằm trong tay một số ít người, một lần nữa lấy tốc độ gia tăng nhanh của giá nhà, lấy sữa bột gây sỏi thận, lấy đèn pha lê với giá cao ngất ngưỡng, lấy ba ngọn núi mới để tạo ra chuyện thần thoại thời đại mới. Hạ Tưởng không phải kẻ hủy diệt thần thoại, hắn không có năng lực xoay chuyển càn khôn, hắn cũng không phải người chế tạo ra thần thoại, hắn chỉ muốn ở quận Hạ Mã của hắn. Thực hiện những suy nghĩ của hắn một cách có mục đích có tiết tấu, dùng tư duy mới tạo ra một kiểu mẫu phát triển khỏe mạnh. Không thể thay đổi tư tưởng cơ bản lấy bất động sản làm chủ đạo, không có bất động sản, không có nhà cao tầng, không có khu chung cư, không có các hạng mục cơ sở hạ tầng, những thành tựu khác chỉ có thể là ảo tưởng. Giống như một quốc gia Nam Á nào đó hàng ngày vẫn hô lớn khẩu hiệu phải đuổi kịp và vượt qua Trung Quốc, nhưng giao thông ở nước đó lại lạc hậu hơn so với Trung Quốc ít nhất là 30 năm. Hệ thống thoát nước thành thị, hệ thống cung cấp điện cùng với các cơ sở hạ tầng khác đều rất tệ, còn tự nhận là phải phát triển công nghiệp kỹ thuật cao. Bất cứ ngành công nghiệp kỹ thuật cao nào cũng đều hình thành dưới điều kiện tiên quyết là sự hoàn thiện của các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, giống như phần mềm phải dựa vào phần cứng không đạt tiêu chuẩn thì phần mềm có ba hoa chích chòe đi nữa cũng chỉ vô ích.
con người chỉ có thể sau khi thỏa mãn những nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất mới có nhu cầu cao hơn. Nếu ngay cả nơi cư trú khắp nơi đều có nước hôi thối, xe lửa chậm như rùa bò, không thể tưởng tượng nổi ở trong hoàn cảnh như vậy sẽ có người đi giày da mặc Âu phục, dùng điện thoại IBM mà trò chuyện với Gates về việc mua bao nhiêu bộ hệ điều hành Windows. Cơ sở hạ tầng phải đạt tiêu chuẩn, cũng nhất thiết phải đạt được những điều kiện thiết yếu về phần cứng, trước hết quận Hạ Mã phải khiến cho người ta cảm thấy sáng bừng lên về mặt thị giác. Là quận mới, không có di tích lịch sử gì cần phải bảo vệ, vậy thì có thể xây dựng được nhà cao tầng san sát, đường phố rộng lớn, các khu chung cư, nhà ở cao cấp, siêu thị quy mô lớn, ngân hàng v.v. Cái gì cần có đều có, phải làm cho điện lực ổn định, băng thông rộng không bị cản trở mới có thể tạo cho nhà đầu tư tin tưởng và quyết tâm. Ngành bất động sản kéo theo không chỉ khu chung cư, không chỉ là xây chỗ ở cho người dân, mà còn có vô số cơ sở buôn bán cũng cần phải có ngành bất động sản chống đỡ. Đương nhiên, đất của quận Hạ Mã có hạn, một ngày nào đó sẽ không còn đủ để mà xây nhà, bất động sản chỉ có thể được xem như là thủ đoạn bước đầu để kéo theo nền kinh tế, không thể duy trì lâu dài. Hơn nữa giá nhà tăng ảo đến một mức độ nhất định thì chẳng khác nào bắt cóc tống tiền ngân hàng và chính phủ, thậm chí có thể nói bắt cóc tống tiền toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trở thành quả khí cầu vừa chạm vào đã nổ tung, không, phải là bong bóng xà phòng dễ vỡ hơn so với khí cầu. Từ ngành bất động sản kéo theo kinh tế, chỉ có thể là kế sách thích nghi tạm thời, không thể lâu dài. Bước tiếp theo, công tác trọng điểm của Hạ Tưởng sẽ đặt ở việc giới thiệu công nghiệp kỹ thuật cao, giá trị gia tăng của công nghiệp kỹ thuật cao rất cao, có triển vọng rộng lớn. Là một quận mới, nếu vẫn còn phát triển ngành sản xuất truyền thống, vừa không có điểm nổi bật và cũng khó mà kéo dài. Hơn nữa quận Hạ Mã có con sông Hạ Mã, nếu chỉ bởi vì một vài xí nghiệp lạc hậu mà làm sông Hạ Mã bị nhiễm bẩn thì Hạ Tưởng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Có thể thấy trước được là sông Hạ Mã cuối cùng cũng sẽ trở thành con sông cái của người dân thành phố Yến. Sau khi hoàn toàn hệ thống thủy lợi, việc bảo vệ tốt con sông Hạ Mã sẽ là một nhiệm vụ gian khổ và lâu dài bậc nhất, đặc biệt là trong nước có rất nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu coi sông Hạ Mã là nơi xử lý nước thải thì chỉ cần thời gian một tháng là làm ô nhiễm sông Hạ Mã, mà để hoàn thành sông Hạ Mã thì cần thời gian một năm. Thành phố Yến không có ưu thế thu hút ngành công nghiệp kỹ thuật cao, cách Bắc Kinh và Thiên Tân quá gần là một nhân tố bất lợi, một nhân tố bất lợi khác là không giữ chân được nhân tài. Hạ Tưởng liền quyết định quận Hạ Mã sẽ xây dựng kế hoạch mời chào nhân tài chuyên gia hạng nhất, một mặt là giải quyết hộ khẩu, mặt khác cung cấp lợi ích và điều kiện thiết thực. Ví dụ như chính phủ bỏ vốn xây dựng nhà cho các chuyên gia và giáo sư, xây dựng đồng bộ nhà trẻ, tiểu học và trung học v.v. Giải quyết hoàn toàn những nỗi lo về sau của nhóm chuyên gia, có thể khiến cho bọn họ yên tâm ở lại quận Hạ Mã. Phát triển kinh tế du lịch cũng là nhiệm vụ nặng nề của quận Hạ Mã. Sau khi sông Hạ Mã thông thủy, toàn bộ chiều dài hơn 100 km, chỉ có quận Hạ Mã là duy nhất có được con sông nằm trong nội thành, lấy sông Hạ Mã làm cơ sở du lịch. Đây là hạng mục trọng yếu phải bắt tay vào. Công viên nước và công viên trò chơi của tập đoàn Viễn Cảnh, khu Trung Sơn Thủy Tương Liên của tập đoàn Đạt Tài, lại thêm công viên bến tàu trong kế hoạch tương lai xa của Hạ Tưởng V.V. Hoàn toàn có thể mở rộng ưu thế cho sông Hạ Mã, tạo ra làn sóng du lịch rầm rộ cho con sông nội thành đầu tiên của Hoa Bắc. Như khu công viên nước, bãi biển nhân tạo, khu bơi lội, chỗ vui chơi trên nước V.V. Có rất nhiều hạng mục có thể mở rộng. Chỉ cần có thể kéo theo tăng trưởng kinh tế, nâng cao GDP của quận Hạ Mã, tất cả đều được bật đèn xanh. Nếu giải quyết được các vấn đề đó thì nền kinh tế quận Hạ Mã có hy vọng phát triển rất nhanh. Chờ sau khi tiếng tăm ngành du lịch của quận Hạ Mã có tiếng tăm thì có thể tiến hành ý tưởng tái mô phỏng trung tâm hội nghị và trại an dưỡng ở công viên rừng rậm, xây dựng vài trung tâm an dưỡng ở quận Hạ Mã, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít cán bộ lão thành về hưu đến, và cũng sẽ mang đến không ít nguồn thu. Hạ Tưởng đã suy nghĩ cả buổi chiều về kế hoạch lâu dài của quận Hạ Mã, may mà buổi chiều cũng nhàn rỗi một chút, không có người nào đến quấy rầy hắn. Thấm thoát đã tới giờ tan tầm, hắn duỗi duỗi người, đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại lại đột ngột vang lên. Hạ Tưởng thấy dãy số lạ có hơi do dự một chút, rồi ấn nút nghe. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Hạ Tưởng, tôi là Phó Tiên Phong. Chương 699, liên kết. Hạ Tưởng hơi sửng sốt. Thời khắc mấu chốt này mà Phó Tiên Phong sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới, là có ý đồ gì? Hắn hơi trầm tư, vội lễ phép nói. Xin chào Bí Thư Phó,
xin hỏi lãnh đạo có chỉ thị gì? Giọng điệu vẻ như đang giải quyết việc chung. Giọng điệu của Phó Tiên Phong rất nghiêm túc. Hạ Tưởng, tôi có việc muốn thương lượng với anh một chút, anh xem có tiện hay không? Xin cứ nói, bí thư Phó có gì chỉ bảo, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Hạ Tưởng nghe thấy thái độ của Phó Tiên Phong không cao ngạo, có phần như muốn thăm xin ý kiến của hắn, tuy nhiên hắn vẫn bày tỏ thái độ không có bất cứ đắn đo gì. Ngô Tài Dương đề nghị hợp tác với nhà họ Phó, đề xuất điều kiện là nhà họ Phó ngồi lên vị trí thị trưởng của thành phố Yến, nhà họ Ngô lấy chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bác cả đã đồng ý nhưng tôi cảm thấy không ổn, nhà họ Ngô ra không thể tin tưởng được. Nói tới đây, Phó Tiên Phong ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Sự xấu hổ của y có hai ý nghĩa, một là giữa nhà họ Ngô và Hạ Tưởng có mối quan hệ phức tạp, rắc rối. Hai là, nhà họ Phó quả thật cũng đã từng một lần bị nhà họ Ngô lừa, đã bị thua thiệt rất nhiều. Nhưng bác cả không nghe lời khuyên của tôi. Ý của tôi là, nếu nhà họ Khâu và nhà họ Mai chủ động ra mặt tiếp xúc với bác cả, đề xuất ý muốn giúp nhà họ Phó giành lấy vị trí thị trưởng thành phố Yến thì nhà họ Phó cũng đồng ý giúp bọn họ một tay, ngăn cản không cho nhà họ Ngô giành được vị trí đó, đồng thời cũng sẽ giúp nhà họ Khâu lấy được ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Rõ ràng là tình thế mạnh hơn người, Phó Tiên Phong vì tiền đồ của bản thân không thể không chịu khuất phục hắn. Không, cũng không phải chịu khuất phục hắn mà là chịu khuất phục trước mạng lưới các mối quan hệ ở phía sau hắn. Cũng không thể hoàn toàn nói là cúi đầu khuất phục, xét cho cùng vẫn là một loại trao đổi quyền lợi, là lựa chọn trong khi không còn lựa chọn nào khác. Phó bá cử bác cả của Phó Tiên Phong vì sao phải tin tưởng Ngô Tài Dương, Hạ Tưởng không thể nào biết được nhưng hắn hiểu rõ nhà họ Ngô rất lớn mạnh, lớn đến mức trong tầng lớp cấp cao ở Trung ương đều có tâm lý cảnh giác. Nhà họ Phó, nhà họ Mai và nhà họ Khâu cũng đều có tâm lý đề phòng sâu đậm đối với nhà họ Ngô, nhất là nhà họ Phó. Ngoài tâm lý đề phòng ra còn có tâm lý cảnh giác cao độ. Bài học kinh nghiệm đau thương lần trước là một tấm gương không xa, vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt. Hạ Tưởng cũng đang cân nhắc việc nhà họ Ngô càng ngày càng lớn mạnh, thế lực càng ngày càng đáng sợ. Chỉ có phát triển khiêm tốn và miệt mài mới là kế sách lâu dài, hơi có chút hung hăng sẽ khiến cho tất cả mọi người đều phải liếc nhìn và sẽ không hài lòng. Ngô Tài Dương tự cho mình nắm quyền hành lớn là có thể đàm phán với mọi người. Muốn hợp tác với tất cả mọi người thì hợp tác, muốn gạt bỏ ai thì gạt bỏ sang một bên, có phần tự tin hơi quá. Tự tin quá mức chính là kiêu ngạo, một khi đã kiêu ngạo thì việc bị đám đông công kích là việc không xa. Tiềm năng của nhà họ Ngô có lớn hơn nữa thì so ra cũng vẫn kém ba nhà Mai, Khâu, Phó kết hợp lại. Nhà họ Ngô cũng muốn bắt chước theo kế sách của nhà họ Khâu liên kết với nhà họ Mai mà lôi kéo nhà họ Phó. Xuất phát điểm là tốt nhưng sẽ không thu được hiệu quả như Ngô Tài Dương mong muốn. Bởi vì nhà họ Phó không còn tín nhiệm nhà họ Ngô nữa, chủ yếu chính là thế lực giữa nhà họ Ngô và nhà họ Phó không ngang sức. Đứng trước con quái vật như nhà họ Ngô thì thực lực nhà họ Phó quá yếu, hợp tác với nhà họ Ngô nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ bị nuốt chửng, với lại sẽ có khả năng lợi ích mà nhà họ Ngô đã hứa cuối cùng sẽ không đáp ứng đến nơi đến chốn, nhà họ Phó từng một lần bị thiệt trước nhà họ và sẽ không muốn lại bị thiệt lần nữa. Trong bốn gia tộc, nhà họ Phó dựa vào đầu cơ trục lợi mà lập nghiệp, thực lực tăng lên nhanh chóng bởi vậy không được ba nhà khác thích. Hai nhà Khâu và Mai dựa vào bố cục kiên định và tích lũy trước đây, còn nhà họ Ngô dựa vào hoạt động tỉ mỉ và thủ đoạn cao siêu, bởi vậy giữa bốn nhà, hai nhà Khâu và Mai có thực lực ngang nhau, lập trường chính trị cũng gần giống, có cơ sở để hợp tác với nhau. Nhà họ Phó trên cơ bản là một kiểu khác loài, nhà họ Ngô xem thường, hai nhà Khâu, Mai lại không hoàn toàn muốn hợp tác với nhà họ Phó, thứ nhất là cảm thấy thân phận bị hạ thấp, thứ hai là có thể cũng cảm thấy xấu hổ với những gì nhà họ Phó đã làm. Bởi vậy trong bốn nhà, có khả năng liên kết nhất chính là hai nhà Khâu, Mai. Nhà họ Phó trong tình thế nào đó cũng có khả năng tình cờ liên kết với hai nhà Khâu, Mai một lần. Nhà họ Ngô hoàn toàn không có khả năng liên kết với ba nhà khác, bất kể là nhà họ Ngô với hai nhà Khâu, Mai hay là nhà họ Ngô với nhà họ Phó. Bởi vì thực lực của nhà họ Ngô mạnh nhất, họ liên kết với bất kỳ nhà nào thì ai cũng phải đề phòng họ, và hoài nghi thành ý của họ. Ngoài ra nhà họ Ngô lại giỏi về bố cục và nhiều mưu đồ, đã từng có một lần điều khiển cả nhà họ Phó, trên cơ bản cả mấy nhà đều tỏ ra xa cách và tỏ thái độ đề phòng đối với nhà họ Ngô. Khi vừa mới nghe đề nghị của Phó Tiên Phong thì khiến cho người ta giật mình nhưng nghĩ lại thì thấy cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của y vào lúc này.
Tung nhà họ Ngô ra đặt cược để dụ hai nhà Khâu, Mai liên kết với nhà họ Phó. Nhà họ Khâu có được lợi ích, nhà họ Mai dường như cũng ngầm đạt được lợi ích, nhà họ Phó cũng là người đạt được lợi ích. Cũng tương đương như ba nhà liên kết chống lại nhà họ Ngô, sự việc nếu thành thì nhà họ Ngô sẽ hoàn toàn không đạt được bất kỳ điều gì cả. Hạ Tưởng cố ý chần chừ trong giây lát, sau đó cười ha ha. Bí thư Phó, nếu tính ra thì có vẻ như tôi có quan hệ gần với nhà họ Ngô nhất. Ngài để bảo tôi làm người trung gian để sắp xếp ba nhà liên kết lại đối phó nhà họ Ngô thì chẳng những khiến tôi không còn mặt mũi nào đối mặt với nhà họ Ngô, và tôi dường như cũng chẳng có lợi lộc gì. Phó Tiên Phong ha hả cười. Nhà họ Khâu có được chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đối với anh mà nói cũng là một việc tốt. Tuy nhiên nếu bí thư phó trở thành thị trưởng phó thì đối với tôi mà nói, có vẻ cũng không đáng mừng cho lắm. Trao đổi lợi ích cần phải nói thẳng nói thật. Hạ Tưởng trực tiếp chỉ ra chỗ mấu chốt. Phó Tiên Phong im lặng trong chốc lát. Tôi cam đoan là, sau khi tôi thuận lợi đảm nhiệm chức thị trưởng thì trừ phi anh có sai lầm công việc vô cùng lớn, nếu không tôi sẽ không cố tình ra mặt gây khó dễ cho anh. Không ra mặt gây khó dễ, câu nói thật sự hàm xúc, cũng phù hợp với tính cách của Phó Tiên Phong. Nếu Phó Tiên Phong nói sẽ không gây bất kỳ khó dễ gì đối với Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng sẽ không tin. Bây giờ Phó Tiên Phong chủ động chấp thuận không lấy quyền lực của chức thị trưởng để đè đầu hắn, ý là cuộc đấu tranh chính trị ngầm nên thế nào thì phải như thế ấy, tuy rằng điều kiện rất bình thường, có còn hơn không, nhưng lại khiến Hạ Tưởng lắc đầu cười, Phó Tiên Phong cũng có một mặt đáng yêu, lời ngay nói thật. Đúng vậy, cho dù Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng, bí thư vẫn là Hồ Tăng Chu. Chắc chắn Phó Tiên Phong có nghe thấy việc hỗ trợ lẫn nhau giữa Hồ Tăng Chu với hắn. Hơn nữa Phó Tiên Phong cũng hiểu rõ trong ủy viên thường vụ thành ủy, hắn còn có rất nhiều mối quan hệ, những người khác không cần dùng đến, chỉ riêng Phó Thị trưởng Thường trực Phu Phồn Nhiên và Phó Thị trưởng ủy viên thường vụ Cao Hải là có thể tạo ra sự kìm hãm khá lớn đối với Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong biết rất rõ cảnh ngộ của y, không phải cứ thăng chức lên làm thị trưởng là có thể muốn làm gì thì làm, tới bất kỳ cấp độ nào cũng đều có sự kìm hãm, nếu không có sự kìm hãm thì cả nước sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Cho nên hứa hẹn của Phó Tiên Phong coi như là chưa có thành ý, trên cơ bản chẳng khác nào chưa nói. Nhưng bởi vì vào lúc này y vẫn còn có một mặt thành thực, Hạ Tưởng lại hiểu sâu sắc hơn một chút về con người của Phó Tiên Phong, đừng xem con người Phó Tiên Phong giả dối đa đoan, nhưng bản chất con người phức tạp, y cũng có một mặt đối mặt với sự thật. Tôi sẽ cân nhắc thêm. Hạ Tưởng cũng không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho Phó Tiên Phong mà cố ý trì hoãn một chút. Phó Tiên Phong dường như đã sớm liệu đến thái độ của Hạ Tưởng. Được, tôi chờ điện thoại của anh. Lại chần chừ một chút, lúc Hạ Tưởng gần ngắt điện thoại thì y lại nói một câu. Tiên Tiên lại đến thành phố Yến, nếu nó đi tìm anh, tốt nhất không cần để ý tới nó. Sau khi ngắt điện thoại của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng duỗi duỗi người, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn về phía tây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt Hạ Tưởng khiến thần thái khuôn mặt hắn phấn chấn, nhất là khi miệng hắn khẽ nở một nụ cười lại càng khiến cho khuôn mặt tươi cười đầy tự tin và ung dung của hắn thêm rạng rỡ. Cũng không biết sắc thái của ánh mặt trời hay là sắc thái nụ cười của hắn, tóm lại toàn thân Hạ Tưởng đều toát lên một vẻ chín chắn mà trước nay chưa từng có. Tiểu ma nữ Phó Tiên Tiên này lại đến thành phố Yến, đến thì đến, không ai có thể không cho một người chạy loạn khắp nơi. Nhưng cô ta còn đến thành phố Yến tìm hắn làm cái gì? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, giữa hắn và Phó Tiên Tiên vốn không nên gặp nhau, Phó Tiên Tiên lại cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói là gây ra một loạt chuyện phiền toái rắc rối, cuối cùng cô ta lại quay ngoắt đi như không có việc gì, biến mất không một dấu vết. Hiện tại sự việc qua đi, cô ta lại đến gây phiền phức nữa sao? Mặc kệ cô ta, Hạ Tưởng không buồn suy nghĩ. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc và về nhà nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, Phó Tiên Phong ở Bắc Kinh không có vấn đề gì, Nguyên Minh Lượng đi theo rốt cuộc có ý gì. Hắn lập tức quay số điện thoại của Lý Thấm. Có phải Nguyên Minh Lượng không có ở thành phố Yến hay không? Đúng vậy, theo tin tức đáng tin cậy thì Nguyên Minh Lượng đã đi Bắc Kinh 2 ngày rồi. Lý Thấm không một chút kinh ngạc đối với câu hỏi bất chợt mà Hạ Tưởng đột nhiên gọi điện đến hỏi. Dường như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi kỳ lạ của Hạ Tưởng bất cứ lúc nào. Gần đây có phát hiện thấy Nguyên Minh Lượng qua lại thường xuyên với ai hay không? Thật không có, chỉ thấy Trịnh Nghị đến tìm Nguyên Minh Lượng 2 lần, 2 người nói chuyện rất lâu. Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn về phía Bắc,
Chắc chắn Nguyên Minh Lượng đã có mưu tính ỷ với Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong quay về Bắc Kinh, không hoàn toàn là vì mưu cầu ngai vàng thị trường. Mối lo của Hạ Tưởng quả thật không sai, Nguyên Minh Lượng và Phó Tiên Phong cùng nhau tới Bắc Kinh đầu tiên là đến gặp Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài ở nhà họ Phó, sau đó lại dưới sự giới thiệu của Phó Tiên Phong đến gặp Triệu Tuyền Tân. Hiện tại y đang ở Liễu Ám Hoa Minh ở Bắc Kinh, chờ đợi Triệu Tuyền Tân hoặc Triệu Tiểu Phong hạ cố một lần nữa. Trong một cuộc họp vào sau Tết, Nguyên Minh Lượng đã được gặp mặt Triệu Tuyền Tân, lúc ấy tuy rằng trò chuyện không được lâu nhưng ngôn từ có vẻ hợp ý nhau khiến cho Nguyên Minh Lượng suy nghĩ, có ý muốn tiếp cận lại cây đại thụ Triệu Tuyền Tân này. Triệu Tuyền Tân chỉ còn một nhiệm kỳ nữa là sẽ lui về sau, và không có khả năng tiến thêm một bước nữa nên sẽ có ý nghĩ muốn vét một vố. Chương 700, lôi kéo và lợi dụng. Nguyên Minh Lượng nhìn mặt đoán lòng, lại được Phó Tiên Phong trước đó đã nhắc nhở. Biết được Triệu Tuyền Tân xuất thân tầm thường, tuy rằng làm chức phó thủ tướng nên có thể nói là cái gì cũng không thiếu nhưng lòng người không có khi nào cảm thấy thỏa mãn. Con trai của Triệu Tuyền Tân là Triệu Tiểu Phong năm nay 38 tuổi, hiện là phó chủ tịch của một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn nhưng cũng bí mật có mấy công ty, mặc dù buôn bán cũng có lời lãi nhưng Triệu Tuyền Tân lúc nào cũng cho rằng không phù hợp với thân phận phó thủ tướng của ông ta. Triệu Tiểu Phong cũng vô cùng bất mãn với tình hình hiện tại. Muốn sau khi Triệu Tuyền Tân lui ra sẽ tìm kiếm cơ hội đột phá lớn hơn nữa. Cái gọi là sự đột phá đơn giản là muốn tìm một dự án lớn kiếm tiền nhanh, có lợi nhuận cao để kiếm chắc một mẻ lớn, thừa lúc còn ở vị này còn có thể khống chế được, kiếm được tiền rồi tính sau. Nguyên Minh Lượng cũng hiểu rõ nguyên nhân Phó Tiên Phong giới thiệu y và Triệu Tuyền Tân quen biết nhau, là bởi vì nhà họ Phó cần sự giúp đỡ của Triệu Tuyền Tân ở trong quốc vụ viện. Phó Bá Cử cần Triệu Tuyền Tân duy trì lập trường nhất trí với ông ta mới có thể khiến ông ta có tiếng nói lớn hơn nữa ở quốc vụ viện. Mặc dù Nguyên Minh Lượng không phải nhân vật chính trị, nhưng y có thể có được thành tựu hôm nay hoàn toàn là dựa vào việc so chiêu với các nhân vật chính trị mới có tiền tài vô như nước. Y hiểu rõ hơn là, tiền nào là dễ kiếm nhất? Tiền của nhà nước là dễ kiếm nhất. Nói cách khác, chỉ cần có quyền lực trong tay, có chính sách nâng đỡ mới kiếm được tiền dễ nhất. Bởi vậy, Nguyên Minh Lượng dưới sự bày mưu tính kế của Phó Tiên Phong, ngày hôm qua sau khi vội vàng gặp mặt một lần với Triệu Tuyền Tân, hôm nay lại đến một căn phòng được đặt sẵn ở Liễu Ám Hoa Minh, cùng Trịnh Nghị chờ Phó Tiên Phong và Triệu Tuyền Tân, Triệu Tiểu Phong hạ cố ghé qua, chuẩn bị tiến tới nói chuyện thấu đáo với nhau. Chủ tịch Nguyên, ông có cao kiến gì về việc tập đoàn chúng đại cũng tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố Yến? Trong căn phòng, Hữu Nhất Thôn, ở Liễu Ám Hoa Minh, Trịnh Nghị tựa người trên ghế sofa, vừa ngắm nghía chiếc di động Motorola mới mua, vừa uể oải nói. Nguyên Minh Lượng có chút ý kiến đối với việc Phó Tiên Phong muốn lôi kéo Trịnh Nghị nhập hội, y không thích con người của Trịnh Nghị, cảm thấy gã là một kiểu con nhà giàu mới nổi điển hình, chí lớn nhưng tài mọn. Hơn nữa nghe nói ý định ban đầu của gã đến thành phố Yến là vì theo đuổi một cô gái. Nguyên Minh Lượng liền từ đáy lòng cảm thấy Trịnh Nghị vô cùng chướng mắt. Suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ có cha giàu có, không hề biết kiếm tiền chẳng dễ chút nào, chỉ vì theo đuổi một cô gái mà dám cầm mấy trăm triệu đến thành phố Yến để đầu tư. Rốt cuộc là gã muốn đầu tư hay muốn chơi trò lãng mạn? Kinh doanh là kinh doanh, không thể có mảy may gì lãng mạn. Nguyên Minh Lượng xuất thân bình dân, từ từ dốc sức làm mới có ngày hôm nay, y kính nể nhất chính là người tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng Phó Tiên Phong nói Trịnh Nghị có thể lợi dụng. Có thể trở thành đạn hỏa mù của thương mại Trường Cơ, hoặc có thể nói, khoản đầu tư của Trịnh Nghị có thể để cho bọn họ sử dụng lúc cần thiết. Nguyên Minh Lượng cũng không quá tán thành ý kiến của Phó Tiên Phong. Trịnh Nghị là con nhà giàu mới nổi là không sai, suy nghĩ cũng có phần đơn giản nhưng gã đến thành phố Yến đầu tư tất nhiên sẽ có đoàn tham mưu. Chủ tịch tập đoàn chúng đại Trịnh Chu không phải người bình thường, ông ta có thể gây dựng cả một giang sơn tập đoàn chúng đại thì cũng là một nhân vật lợi hại. Ông ta cũng sẽ không để mặc cho Trịnh Nghị tùy tiện cầm tiền ra để chơi. Hơn nữa nếu đúng theo như lời Phó Tiên Phong nói, lợi dụng nguồn vốn trong tay Trịnh Nghị, Trịnh Chu sẽ chịu để yên sao? Nhưng Phó Tiên Phong nói một cách chắc chắn là y tự có biện pháp nên Nguyên Minh Lượng cũng không khăng khăng nữa. Nguyên Minh Lượng cũng hiểu rõ dụng ý Phó Tiên Phong lôi kéo Trịnh Nghị, là bởi vì tình hình tài chính của Thương mại Trường Cơ đang vô cùng khẩn cấp. Thương mại Trường Cơ tuy rằng giơ cao lá cờ đầu tư 20 tỷ nhưng trên thực tế nguồn vốn ban đầu của Nguyên Minh Lượng cộng với hình thức hùn vốn dân gian, về cơ bản cũng đạt tới quy mô xấp xỉ 15 tỷ. Nhưng khi y sắp hoàn thành việc sắp xếp,
bố cục giai đoạn thứ nhất ở quận Hạ Mã và chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ hai, thì lại nảy sinh vấn đề về tái tục vốn có người rút vốn đầu tư. Rút vốn đầu tư chính là đối tác của Nguyên Minh Lượng, là người phụ trách kêu gọi vốn ở địa bàn Văn Châu Phản Bính Nghĩa. Phản Bính Nghĩa nói với Nguyên Minh Lượng khoản vốn đầu tư 5 tỷ sẽ không đưa vào thành phố Yến nữa mà phải chuyển đến tỉnh Tây. Nguyên Minh Lượng cố gắng thuyết phục Phản Bính Nghĩa nhưng không có kết quả. Phản Bính Nghĩa kiên quyết cho rằng tại một quận Hạ Mã nhỏ bé ở thành phố Yến, vốn đầu tư 10 tỷ cũng đủ nuốt chửng toàn bộ thị trường, không cần phải đầu tư thêm đến 5 tỷ. Đồng thời Phản Bính Nghĩa cũng nói với Nguyên Minh Lượng, y vừa gom góp thêm 5 tỷ, tổng cộng được 10 tỷ chuẩn bị đầu tư mạnh vào thị trường than đá ở tỉnh Tây. Tỉnh Tây là tỉnh lớn sản xuất than đá vào loại bậc nhất trong cả nước, giá cả than đá tăng theo mỗi năm, triển vọng thị trường vô cùng rộng lớn, hiệu quả so với đầu cơ nhà đất cùng Nguyên Minh Lượng là như nhau, Phản Bính Nghĩa muốn đầu cơ vào than đá. Nguyên Minh Lượng biết Phản Bính Nghĩa luôn luôn không muốn bị khuất phục trước người khác. Gã không chịu hợp tác với y, có thể thật sự đã thấy được giá than đá sẽ tăng lên không ít, có thể là bởi vì gã không muốn trở thành vai phụ của y, gã muốn làm nhân vật chính. Nguyên Minh Lượng không cách nào để giữ Phản Bính Nghĩa, bởi vì giữa y và Phản Bính Nghĩa không có quan hệ phụ thuộc, chỉ có quan hệ hợp tác. Phần tái tục vốn tiếp của Phản Bính Nghĩa không có cũng không sao, dù sao hiện tại y cũng đã có 10 tỷ trong tay, giao bán một số căn hộ một cách thích hợp cũng có thể kiếm được không ít tiền, hoàn toàn có thể tiếp tục thao túng thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Phó Tiên Phong lại không cho là như vậy. Y vẫn cảm thấy ít nhất phải có thêm tối thiểu 5 tỷ nữa mới có thể hoàn toàn nắm quận Hạ Mã trong tay. Hiện tại vẫn còn thiếu một chút sức lửa, bởi vì quận Hạ Mã có tập đoàn Đạt Tài, và còn một tập đoàn Viễn Cảnh vẫn chưa hề có động tĩnh. Tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh đều là quái vật khổng lồ. Tuy rằng tập đoàn Đạt Tài cũng âm thầm bán một phần khu chung cư cho thương mại Trường Cơ nhưng tài chính của tập đoàn Đạt Tài dồi dào, lại không thiếu đất, lại có ưu thế địa lợi. Hoàn toàn có thể cạnh tranh với thương mại Trường Cơ trong thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Còn tập đoàn Viễn Cảnh vẫn chỉ luôn phụ trách khơi thông đường sông chứ không xây dựng rầm rộ, chắc chắn cũng có chiêu sau, khiến cho Phó Tiên Phong có chút lo lắng. Tập đoàn Viễn Cảnh là sản nghiệp của Liên Nhược Hạm, cũng không khác gì là sản nghiệp của Hạ Tường. Tập đoàn Viễn Cảnh từng có trường hợp thành công là Điển Tàng Uyển và Chân Tàng Cư, chẳng lẽ lại không nhúng tay vào bất động sản ở quận Hạ Mã? Phó Tiên Phong không tin. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy một chút động tĩnh nào, hẳn là đang chuẩn bị một khoản kinh phí lớn. Liên tưởng đến thủ pháp của tập đoàn Viễn Cảnh, trước thì có công viên rừng rậm, sau thì có Điển Tàng Uyển và Chân Tàng Cư, có lý do để tin rằng tập đoàn Viễn Cảnh lúc này còn chưa ra tay, chắc chắn là đang âm thầm trù hoạch phương án gì đó có hiệu quả kinh người, có lẽ là đang đợi một thời cơ tốt nhất, hoặc là tập đoàn Viễn Cảnh thấy thị trường bất động sản quận Hạ Mã mới chỉ bắt đầu, còn lâu mới đến lúc chín muồi. Phó Tiên Phong thì lo lắng sau khi tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh biết ý đồ của thương mại Trường Cơ sẽ phối hợp với Hạ Tưởng chèn ép kế hoạch của Nguyên Minh Lượng. Nhưng kinh tế thị trường ai có thực lực người đó là vua, nếu thương mại Trường Cơ có thể có khoản vốn 15 tỷ gia nhập thị trường, thì tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh hợp lại cũng không thể chống lại nổi thương mại Trường Cơ. Nhưng nếu thương mại Trường Cơ có gần 10 tỷ thì khó mà nói, có khả năng triển vọng tốt đẹp giai đoạn đầu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy Phó Tiên Phong liền cấp bách lôi kéo Trịnh Nghị, đồng thời lại giới thiệu Nguyên Minh Lượng với Triệu Tuyền Tân. Nguyên Minh Lượng hiểu rất rõ ý đồ của Phó Tiên Phong, lôi kéo Trịnh Nghị là ham thực lực của tập đoàn chúng đại phía sau Trịnh Nghị. Tiếp cận Triệu Tuyền Tân, thứ nhất là muốn mượn quyền lực của Triệu Tuyền Tân, thứ hai là muốn mượn cơ hội đặt quan hệ với Triệu Tiểu Phong xem có khả năng khiến Triệu Tiểu Phong cũng bỏ vốn hợp tác với thương mại Trường Cơ hay không, củng cố mối quan hệ với Triệu Tuyền Tân. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hợp tác kinh tế quyết định quan hệ chính trị, cách thức của Phó Tiên Phong cũng không có gì đặc biệt, Nguyên Minh Lượng cũng giữ thái độ tán thành. Tuy nhiên y dự tính hợp tác với Triệu Tiểu Phong thì thực lực của Triệu Tiểu Phong không thể có 5 tỷ tiền vốn, cùng lắm có thể bỏ ra 3 tỷ là tốt lắm rồi, còn Trịnh Nghị lại càng thê thảm hơn, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 1-2 tỷ, cộng với vốn đầu tư của một số cá thể nhiều lắm là khoảng 5 tỷ. Trước khoản vốn đầu tư hơn 10 tỷ của y thì chẳng đáng để nhắc tới. Nhưng nhiều bằng hữu bao giờ cũng tốt, mặc dù Nguyên Minh Lượng cũng không cho rằng tập đoàn Đạt Tài và tập đoàn Viễn Cảnh sẽ tay trong tay đối phó thương mại Trường Cơ, bởi vì y tin rằng, thương mại Trường Cơ thao túng tăng giá nhà lên, đối với tất cả các nhà đầu tư mà nói là chuyện tốt, không ai thấy tiền mà không muốn kiếm tiền chắc lại muốn chủ động ép giá nhà xuống, có tiền không kiếm thì chỉ là đồ ngốc.
Phó Tiên Phong xem kinh tế thị trường quá chính trị hóa. Trong kinh tế thị trường mọi thứ đều lấy lợi ích làm đầu, mọi thứ đều nhìn về phía tiền bạc, vì tiền bạc mà rất nhiều người ngay cả cha mẹ cũng có thể không cần thì sao lại quan tâm đến đạo đức và trách nhiệm xã hội. Nếu thương nhân có ý thức trách nhiệm xã hội thì Trung Quốc sẽ không phải đứng đầu thế giới từ dưới đếm lên về khoản làm từ thiện. Thương nhân coi trọng cái lợi, xã hội xưa trọng nông khinh thương cũng không có lý. Từ xưa đến nay nơi giàu có nhất cũng chính là nơi lộn xộn nhất, nhằm thúc đẩy lợi ích phần xấu xa nhất của con người sẽ được phóng đại đến vô hạn. Tuy nhiên Nguyên Minh Lượng dù không mấy tán thành một vài cách làm của Phó Tiên Phong nhưng nếu có thể mượn cơ hội đặt quan hệ với Phó Thủ tướng, có thể hợp tác trên phương diện kinh tế với Triệu Tiểu Phong thì cũng là một việc vô cùng tốt, y liền vô cùng kỳ vọng trong cuộc gặp gỡ với Triệu Tiểu Phong. Phó Tiên Phong đã đi lo việc của y, mặc dù Phó Tiên Phong không nói rõ nhưng Nguyên Minh Lượng cũng đoán ra, Phó Tiên Phong đi lo liệu cho chức thị trưởng của thành phố Yến. Nếu Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Yến, mọi việc ở quận Hạ Mã sẽ được triển khai dễ dàng, thị trưởng có thực quyền lớn hơn so với một phó bí thư và cũng có đủ lý do để can thiệp vào sự vụ của quận Hạ Mã. Phó Tiên Phong để y chờ tin tức ở Liễu Ám Hoa Minh, nói là hôm nay có hy vọng gặp mặt với Triệu Tiểu Phong, y liền cùng Trịnh Nghị đến Liễu Ám Hoa Minh trước và đặt một phòng ở gian, hữu nhất thôn, chờ đợi Phó Tiên Phong dẫn người đến. Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị chờ đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ vẫn không có một chút tin tức. Y không hề lo lắng mà ngược lại nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa. Trịnh Nghị thì có vẻ ngồi không yên, đầu tiên là ở trong phòng đi đi lại lại vài vòng, đến lúc quá chán thì lại ngồi nghịch di động, sau đó còn hỏi Nguyên Minh Lượng không ít câu hỏi. Nguyên Minh Lượng thấy đều là mấy câu hỏi ấu trĩ. Tập đoàn chúng đại muốn tiến quân vào thị trường bất động sản sao? Thật là một trò đùa, một xí nghiệp sản xuất dụng cụ điện gia dụng cũng chơi bất động sản, lại còn nghĩ là xây nhà rất dễ. Ai muốn chơi cũng đều chơi được. Có hiểu là khác nghề như cách núi hay không? Cái gì có lợi nhuận cao thì muốn chơi cái đó, tại sao không đi chơi dầu mỏ đi? Không đi được đường chính thì cũng có thể học theo lại xương tinh, nhờ vào buôn lậu mà kiếm được 50 tỷ. Đương nhiên Nguyên Minh Lượng chỉ oán thầm Trịnh Nghị vài câu, ở ngoài mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của bí thư phó, chúng đại muốn đạt được thành tựu ở quận Hạ Mã cũng không phải quá khó. Nhưng chẳng lẽ ông Trịnh không muốn đầu tư cơ sở sản xuất linh kiện điện gia dụng ở quận Hạ Mã nữa sao? Trịnh Nghị thờ ơ nhún vai một cách rất tây. Vốn là định đầu tư cơ sở linh kiện chuyên cung ứng cho các xưởng ở Bắc Kinh và Thiên Tân, tuy nhiên bí thư phó nói đầu tư bất động sản có triển vọng hơn và có nhiều lợi nhuận hơn nên tôi đã do dự. Sau khi báo cáo lên tập đoàn, cấp trên vẫn chưa có chỉ thị gì, dường như cha tôi không quá tán thành việc tôi muốn làm bất động sản. Đầu tư cơ sở linh kiện còn có khả năng kiếm tiền, đầu tư bất động sản thì hoàn toàn được xem là của hồi môn cho thương mại trường cơ. Nguyên Minh Lượng thầm nghĩ Phó Tiên Phong có thủ đoạn hay quay Trịnh Nghị như trong chóng, rõ ràng là muốn lấy tiền của Trịnh Nghị để kiếm lợi nhuận cho chính mình. Nếu đầu tư bất động sản thì còn phải tăng thêm vốn đầu tư vào mới được. Nguyên Minh Lượng không chút để ý nói một câu. Ít nhất phải trên 500 triệu mới có thể xây được một khu đô thị ra dáng ở quận Hạ Mã. Chỉ riêng miếng đất thì phái trên 100 triệu mới mua được một miếng đất ra dáng. Quận Hạ Mã có tập đoàn Đạt Tài, có bất động sản Thiên An, còn có bất động sản Giang Sơn, đều là những nhà đầu tư phát triển có tiếng của thành phố Yến đã có không ít khu đô thị thành công. Nếu đem so với bọn họ thì chúng đại là gương mặt mới không dễ được dân chúng tiếp nhận, trừ phi có đặc tính riêng vô cùng rõ ràng. Nguyên Minh Lượng cũng biết tin tức ba nhà đầu tư phát triển mới là bất động sản Nam Tân, bất động sản Quảng Hạ và bất động sản Văn Thái tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, cũng đồng thời biết phong phanh việc tập đoàn Đạt Tài, bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn đều xin lập dự án phát triển khu đô thị mới. Y cũng không nghĩ gì nhiều về việc tái gia nhập thị trường của tập đoàn Đạt Tài và hai công ty bất động kia. Cũng là chuyện bình thường, thị trường bất động sản quận Hạ Mã vẫn chưa bão hòa, tất nhiên sẽ liên tục xây dựng những khu đô thị mới để có thể đảm bảo cả thị trường hưng thịnh. Chỉ cần có lợi nhuận thì sẽ có thị trường. Nhưng Nguyên Minh Lượng đã chú ý đối với bất động sản Nam Tân và ba nhà kinh doanh bất động sản, đã cho người âm thầm điều tra qua thông tin của cả ba công ty nhưng không điều tra được nhiều thông tin gì hữu dụng, chỉ biết là cả ba công ty đều đăng ký ở Bắc Kinh, thực lực không giống nhau. Tất nhiên từ số vốn đăng ký sẽ không thể đoán biết thực lực thật sự của một công ty, từ việc mua đất xây nhà cũng khó phán đoán được cả ba công ty có chia sẻ lợi ích ở quận Hạ Mã hay không. Nguyên Minh Lượng vừa ra tay là lấy được mấy mảnh đất khá tốt của ba công ty này,
nghi ngờ ba công ty này có hậu trường vững mạnh ở thành phố Yến, sở dĩ chọn đăng ký ở Bắc Kinh rõ ràng là muốn che tai mắt của người đời. Đối với người khác thì là che tai mắt thiên hạ, nhưng đối với người trong nghề mà nói thì là, lại ông tôi ở bụi này. Nguyên Minh Lượng có thể đoán được ba công ty này rất có khả năng được mở bởi người xuất thân từ thành phố Yến, nhưng không thể điều tra ra được rốt cuộc ai là người đầu têu phía sau. Y thậm chí còn từng nghi là Hạ Tưởng, tuy nhiên cũng không suy nghĩ thấu đáo bởi vì y cảm thấy khả năng là Hạ Tưởng không lớn, với những hiểu biết của y về Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng luôn là người cẩn trọng, hẳn là sẽ không làm ra chuyện quan thương cùng cấu kết. Đương nhiên, có lẽ Hạ Tưởng không có lợi ích ở trong đó, nhưng không loại bỏ khả năng cả ba công ty là bố cục của Hạ Tưởng, chẳng lẽ đây là quân cờ mà Hạ Tưởng dùng để nhằm vào Thương Mại Trường Cơ? Cũng không có vẻ như vậy, cho tới giờ Hạ Tưởng hẳn là còn chưa phát hiện bất kỳ động thái dị thường nào của Thương Mại Trường Cơ, kể cả cho dù hắn có biết Thương Mại Trường Cơ âm thầm mua cả một khu đô thị thì cũng sẽ cho là hoạt động buôn bán bình thường. Hắn cũng sẽ không đoán trước được, làm sao có thể đoán được mục đích thực sự của việc Thương Mại Trường Cơ tiến vào quận Hạ Mã. Nếu quả thật là sự bố trí của Hạ Tưởng thì Nguyên Minh Lượng cũng không quá lo lắng. Thứ nhất là y tin rằng ba công ty không có thực lực quá mạnh, thứ hai là hiện tại Phó Tiên Phong kéo Trịnh Nghị xuống nước, không bàn đến việc có thêm 500 triệu vốn đầu tư, nếu Triệu Tiểu Phong có thể lại bỏ ra 3 tỷ thì dù thế nào cũng có thể triệt tiêu áp lực mà ba công ty mới mang tới. Tuy nhiên đối với mối quan hệ hợp tác với Triệu Tiểu Phong, Nguyên Minh Lượng không nắm chắc lòng tin, y không rõ lắm Triệu Tiểu Phong rốt cuộc là người như thế nào. Trịnh Nghị, con nhà giàu mới nổi dễ đối phó, Triệu Tiểu Phong con nhà quan thì khó mà nói được, y từng gặp qua con trai của một bí thư thành ủy rất vênh váo, từng đem ra 2 triệu giao cho y nói là phải đầu tư, bảo là nửa năm sau y phải trả cho cậu ta 5 triệu cả vốn lẫn lãi, so với cho vay nặng lãi còn thâm độc gấp chục lần. Lúc ấy thiếu chút nữa khiến y cũng không cười nổi. Triệu Tiểu Phong nếu mở miệng bỏ ra 3 tỷ thì bất kể thành bại, đến lúc đó cũng đòi trả lại khoản thu cách xù thì y có nên đồng ý hay không? Suy nghĩ của Nguyên Minh Lượng chỉ tập trung vào việc giao tiếp như thế nào với Triệu Tiểu Phong, và không mấy để tâm vào cuộc trò chuyện với Trịnh Nghị. Trịnh Nghị nghe xong đề nghị của Nguyên Minh Lượng muốn y đầu tư thêm vào thì mỉm cười. Nếu có thể kiếm tiền thì 500 triệu cũng không phải là nhiều. Tôi ước chừng cũng có thể lấy từ trong tay cha tôi. Nghe bí thư phó nói quận Hạ Mã là một mỏ vàng, ai đầu tư người đó kiếm tiền, hiện tại là cơ hội hiếm có, chờ bí thư phó lên làm thị trưởng phó, tôi lập tức thuyết phục cha tôi đầu tư. Nguyên Minh Lượng mỉm cười. Tốt, chờ tin tốt của anh, tuy nhiên nếu cơ sở sản xuất linh kiện của anh không xây dựng thì cũng cần nói một tiếng với quận Hạ Mã. Lời nói của Nguyên Minh Lượng là một lời đề nghị và cũng là một lời giải thích cho việc y bắt tay vào siêu thị Trường Cơ. Nguyên Minh Lượng quyết định bắt tay vào siêu thị Trường Cơ, cũng là một nước cờ y cảm thấy tâm đắc nhất, vừa có thể che giấu mục đích thật sự của Thương Mại Trường Cơ đến quận Hạ Mã, cho Hạ Tưởng một lời giải thích, không để Hạ Tưởng có thời gian nhàn rỗi mà hỏi y về việc đầu tư. Hơn nữa y cũng đã tính toán, mở một siêu thị ít nhất sẽ không mất tiền vừa có thể che mắt thiên hạ, một công đôi việc. Chương 701, vô cùng cấp bách. Tôi nghĩ vẫn phải bắt tay vào cơ sở linh kiện, tập đoàn đã có nghị quyết và báo cáo khả thi, dự đoán giai đoạn đầu và bố trí nhân lực đã chuẩn bị xong, không thể bỏ dở giữa chừng. Trịnh Nghị cầm chiếc điện thoại di động mới lên, nhìn số điện thoại cổ ngọc, trong lòng bực bội một trận không khỏi thốt ra. Tôi đầu tư cơ sở linh kiện cũng là vì tính toán lâu dài, hy vọng có thể giành đoạt được người phụ nữ tôi thích. Lại là phụ nữ. Nguyên Minh Lượng quay mặt đi, vẻ mặt khinh miệt, không mặn không nhạt mà nói một câu. Chúc anh thành công. Trịnh Nghị cũng cảm thấy Nguyên Minh Lượng không có hứng thú đối với việc riêng của gã, và cũng chú ý tới vẻ mặt khinh thường của y, nghĩ thầm rằng giả bộ cái quái gì mà giả bộ, đàn ông phấn đấu chẳng phải vì tiền và gái đẹp sao. Cũng đúng, có lẽ Nguyên Minh Lượng đã già, một vài chức năng nào đó của cơ thể bị thoái hóa cho nên đặc biệt ghen tị với tình cảm và sức chiến đấu mãnh liệt của người trẻ tuổi. Ôi, lão già đáng thương, đã từng tuổi này rồi chỉ biết kiếm tiền mà không biết hưởng thụ. Ở cùng một chỗ với ông ta thật là chẳng có gì thú vị, bí thư phó sao vẫn chưa tới. Cũng giống với suy nghĩ của Trịnh Nghị, Nguyên Minh Lượng cũng nhìn đồng hồ, Phó Tiên Phong tại sao vẫn chưa đến. Phó Tiên Phong không phải không muốn đến mà là tạm thời không đến được, y đã gặp phải phiền toái. Nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng xong. Phó Tiên Phong liền một mình chắp tay sau lưng tản bộ trong sân nhà họ Phó. Sau khi đi được mười mấy phút, điện thoại lại vang lên,
y nghĩ Hạ Tưởng trả lời, vừa thấy dãy số điện thoại thì lập tức biến đổi sắc mặt. Điện thoại là do Phó Tiên Tiên gọi tới. Phó Tiên Phong hiện tại có phần sợ Phó Tiên Tiên, bởi vì Phó Tiên Tiên chẳng những không nghe lời y nói mà còn luôn luôn gây thêm phiền phức cho y. Cô rất ít gọi điện thoại cho y, bình thường mà gọi điện thoại thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trong lúc tâm tư đang rối loạn thật không muốn nhận điện thoại của Phó Tiên Tiên nhưng lại không có cách nào khác, ai bảo cô ấy là cô em gái thân thiết duy nhất của y, Phó Tiên Phong liền nhận điện thoại. Lại làm sao vậy? Đồng chí Phó Tiên Phong, có một việc tôi muốn nhờ đồng chí giúp. Giọng điệu Phó Tiên Tiên vẫn như trước đây, có phần trêu chọc, có phần bất cần đời. Đồng chí cứ nói là giúp hay không giúp trước đi. Rốt cuộc là chuyện gì, nói ra nghe trước đi. Phó Tiên Phong đang sứt đầu mẻ chán, vừa lo nghĩ nhà họ Ngô lại lừa gạt nhà họ Phó, lại lo lắng nhà họ Khâu và nhà họ Mai không chịu hợp tác với nhà họ Phó. Chẳng may cùng một lúc xuất hiện bao nhiêu việc đang chưa biết phải làm thế nào. Y thật sự khổ sở, thật đúng là không có tâm trí đối phó Phó Tiên Tiên. Tôi không liên lạc được với Hạ Tưởng, phiền anh nói cho tôi biết số điện thoại của hắn, tôi tìm hắn có việc. Phó Tiên Tiên mặc kệ sự buồn bực của Phó Tiên Phong. Em và Hạ Tưởng không quen thân, vì sao lại muốn tìm hắn? Phó Tiên Phong tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết Phó Tiên Tiên có thể còn muốn đi tìm Hạ Tưởng nhưng thật sự không nghĩ ra Phó Tiên Tiên tìm Hạ Tưởng có việc gì. Với lại, em cũng không phải không biết văn phòng của hắn, xin điện thoại làm gì. Tôi và Hạ Tưởng có thân hay không anh làm sao biết được. Phó Tiên Tiên ngay lập tức nói lại Phó Tiên Phong một câu. Tôi chính là vì không muốn đến văn phòng của hắn để tìm hắn, mà muốn gọi điện thoại hẹn hắn ra. Thế nào, anh có ý kiến gì không? Có ý kiến gì thì tạm thời để đấy. Nói đi, có cho tôi biết số điện thoại hay không? Trong nháy mắt Phó Tiên Phong thậm chí nảy sinh một ý tưởng hoang đường, cho Phó Tiên Tiên đi khuyên bảo Hạ Tưởng để Hạ Tưởng ra sức mà đi động viên Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong. Chỉ cần Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong động lòng, khả năng hợp tác giữa hai nhà và nhà họ Phó sẽ tăng lên nhiều. Nhưng nghĩ lại, năm đó bởi vì y đã hiểu lầm Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lên giường nên mới thẹn quá hóa giận. Hiện tại thì thật nực cười, không ngờ còn muốn đưa em gái đến, thật là một ý tưởng vô liêm sỉ. Phó Tiên Phong đỏ mặt xấu hổ, do dự một lát, sợ Phó Tiên Tiên sẽ tiếp tục làm phiền, đành nói cho cô ấy số điện thoại di động của Hạ Tưởng. Sau khi Phó Tiên Tiên ghi lại, nói một câu cảm ơn, rồi ngắt điện thoại. Như thể y không phải là anh trai của cô mà là một người bạn xa lạ, khiến cho Phó Tiên Phong dở khóc dở cười. May thay, điện thoại Phó Tiên Tiên vừa mới gọi xong thì điện thoại Hạ Tưởng rốt cuộc cũng gọi tới. Bí thư Phó, trưởng ban Mai và trưởng ban Khâu đang trên đường tới Bắc Kinh, sớm nhất là đêm nay, muộn nhất là sáng mai sẽ gặp mặt anh. Câu đầu tiên Hạ Tưởng nói mang đến cho Phó Tiên Phong một liều thuốc an thần. Phó Tiên Phong thở phào một hơi. Không tự chủ được liên tục nói. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng. Sau khi nói xong y mới ý thức được thái độ của chính mình đã hạ quá thấp, liền xấu hổ mà ho khan một tiếng, lại tỏ ra điệu bộ như thường. Chờ sau khi tôi được toại nguyện lên làm thị trưởng, tình nghĩa của anh tôi sẽ mãi ghi tạc trong lòng. Hạ Tưởng khách khí nói vài câu rồi ngắt điện thoại, hắn thật ra vẫn còn ở văn phòng chưa về nhà. Sắc trời đã tối dần. Vừa rồi sau khi Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình gặp mặt, trải qua hội ý khẩn cấp liền quyết định lập tức quay trở lại Bắc Kinh gặp mặt nói chuyện Phó Tiên Phong. Vì lợi ích trọng đại trước mắt, đối thủ ngày xưa cũng có thể cùng ngồi lại với nhau nhằm mưu cầu lợi ích chung, sự khác biệt và chia rẽ trước đây thì để bàn sau, cửa ải trước mắt mới là quan trọng nhất. Đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào hành động của Hạ Tưởng có lẽ cảm thấy khó mà hiểu được Hạ Tưởng vì sao lại giúp Phó Tiên Phong mà không giúp Ngô Tài Dương. Dù sao Ngô Tài Dương cũng là cha của Liên Nhược Hạm. Thật ra trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, hắn không phải không muốn giúp Ngô Tài Dương, cũng không phải đang giúp Phó Tiên Phong, chẳng qua là chạy theo trào lưu, tiện thể mà làm thôi. Bởi vì vừa rồi hắn đã nói chuyện qua điện thoại với Lão Cổ và Ngô Tài Giang, từ miệng của họ biết được quan điểm của Trung ương, càng củng cố dự đoán của hắn, nhà họ Ngô muốn lấy chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy là không thể làm được. Bởi vì Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều tỏ thái độ kiên quyết phản đối. Lời nói của Ngô Tài Giang vẫn có chút khéo léo. Anh hai có xu hướng quá mạnh mẽ, anh ấy muốn dùng chuyện này để xác lập quyền lên tiếng. Từ lập trường của nhà họ Ngô mà nói, cách làm của anh ấy không sai nhưng từ địa vị của tỉnh Yến ở trong nước về sau mà nói,
nhìn vào biểu hiện lúc này của bốn nhà đều chen nhau nhúng tay vào sự vụ của tỉnh Yến thì vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy thật ra lại là một vị trí khó nhằn, không nên nhận. Tôi không khuyên được anh ấy, ngay cả lời ông cụ nói anh ấy còn không nghe thì sẽ càng không nghe lời tôi. Tôi rời xa Bắc Kinh đến tỉnh xa xôi một là nhường đường cho anh ấy, hai là cũng không muốn khiến cho nhà họ Ngô ở Bắc Kinh quá chướng mắt. Ngô Tài Giang trước kia ở trong mắt Hạ Tưởng tuy rằng không đặc biệt, độc lập bằng Mai Thái Bình, tính cách cũng rất có cá tính riêng, hiện nay lại bởi vì Ngô Tài Dương nắm giữ cả quyền lực của gia tộc, cũng có nghĩa là khá âu sầu cô đơn. Cũng đúng, hai anh em nhà họ Ngô không thể cùng giữ những chức vụ cấp cao của tỉnh ở Bắc Kinh, cho nên Ngô Tài Giang mới đi đến tỉnh Ninh. Một tỉnh vừa xa xôi lại lạc hậu, chính là vì không để cho người khác dị nghị. Chỉ có điều không nghĩ tới là y nhường đường mà Ngô Tài Dương dường như cũng không cảm kích, muốn liều mạng phân thắng bại ở vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tại tỉnh Yến. Cố chấp. Hạ Tưởng khéo léo nói ra yêu cầu mà Phó Tiên Phong đặt ra, kỳ thật cho dù Phó Tiên Phong không đề cập tới Mai Thái Bình cũng sẽ sớm đề xuất. Xét đến cùng, kết hợp làm một là do Mai Thái Bình đề xuất trước, sau đó Phó Tiên Phong nhắc lại. Hắn chỉ ở giữa truyền lời mà thôi. Nói trắng ra là, kết hợp hai nhà Khâu, Mai cộng với sự trợ giúp của nhà họ Phó, tuyệt đối không thể do Hạ Tưởng đề xuất trước tiên, nếu không đến tai Ngô Tài Dương lại trở thành hiểu lầm to lớn. Ngô Tài Dương không cho phép người khác có một chút bất kính đối với y. Ngô Tài Giang sau khi nghe xong lời Hạ Tưởng nói, mỉm cười. Đã sớm đoán biết là quá bức bách sẽ xuất hiện cục diện ba chọi một. Anh hai còn muốn liên kết với nhà họ Phó để đạt được mục đích của mỗi người, nhà họ Phó sẽ không tin tưởng nhà họ Ngô, đã nếm qua một lần thiệt thòi ai còn muốn tiếp tục ngã thêm một lần nữa. Cho dù là thành tâm hợp tác, nhà họ Phó cũng sẽ có ý đồ khác. Bất kể như thế nào tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào, làm tốt chức vụ chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ này mới là nhiệm vụ cấp bách của tôi. Cách làm của anh cũng không có gì phải chê, không có anh ba nhà cũng sẽ liên kết với nhau. Tôi cảm thấy cho dù ba nhà không liên kết lại thì nhà họ Ngô cũng sẽ không lấy được chức vụ đó. Lời nói của Ngô Tài Giang để lộ ra một thông tin ẩn bên trong chính là Ngô Tài Giang cũng không quá xem trọng lần xuất chiêu này của nhà họ Ngô. Bản lĩnh của Ngô Tài Dương không thể so sánh với bản lĩnh phối hợp một sáng một tối của ông cụ Ngô, ỷ vào thế mạnh mà hung hăng ép người quá đáng sẽ dẫn tới không ít người bất mãn. Theo Hạ Tưởng thấy, trí tuệ chính trị của Ngô Tài Dương vẫn còn kém một chút so với ông cụ. Sau đó, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại với Lão Cổ, bóng gió dò hỏi lập trường của tầng lớp cấp cao ở Trung ương. Tuy rằng Lão Cổ nói không rõ ràng nhưng Hạ Tưởng đã có được kết luận từ thông tin mà Lão Cổ vô tình tiết lộ, xuất phát từ góc độ cân bằng mà suy xét, nhà họ Ngô rất có khả năng sẽ nhận một thất bại to lớn trong sự kiện lần này. Hạ Tưởng thở dài trong lòng, đáng tiếc Ngô Tài Dương không nghe lời hắn nói, cho rằng vị trí của hắn thấp thì lời nói không có trọng lượng. Cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một phó giám đốc sở, cơ bản không có con mắt nhìn bao quát cả thiên hạ. Hắn là phó giám đốc sở không sai, nhưng chớ quên hắn có mối quan hệ phức tạp rắc rối với bốn đại gia tộc, hắn còn quen biết Lão Cổ, ở tỉnh Yến hắn còn có mạng lưới quan hệ dày đặc và chủ yếu chính là hắn vừa có muôn vàn mối quan hệ với bốn đại gia tộc, lại có thể phân tích vấn đề dưới góc độ là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cũng có Lão Cổ làm đại biểu cho một thế lực khác. Luôn có ý dẫn dắt hắn đi một con đường không giống bình thường, Hạ Tưởng liền hiểu được, quan hệ giữa hắn và bốn đại gia tộc là điểm tựa lớn nhất của hắn, đồng thời lại là nguy hiểm lớn nhất của hắn, bởi vì đi dây cước nếu đi tốt thì biết đâu có thể đi ra một con đường sáng lạng, còn đi không tốt sẽ ngã xuống vách núi sâu vạn dặm. Bất kể như thế nào, ít nhất trong giai đoạn hiện tại lựa chọn của hắn là đúng đắn, nhà họ Ngô không lấy được chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì tốt. Nếu cưỡng ép mà lấy được thì đối với nhà họ Ngô mà nói chưa chắc là việc tốt, sẽ khiến rất nhiều người đề phòng từng bước đối với nhà họ Ngô ra về sau. Dù sao việc của hắn đã làm xong, Ngô Tài Dương biết cũng tốt, không biết cũng tốt, sau này có trách hắn hay là thù hận hắn hay không hắn cũng không có cách nào khác. Bởi vì có hay không có hắn ba nhà Khâu, Mai, Phó cũng sẽ liên kết lại, cho dù ba nhà có không liên kết thì theo như lời của Lão Cổ, cũng sẽ có người ra tay ngăn cản nhà họ Ngô ra đạt được mục đích. Chỉ có điều không biết lúc Ngô Tài Dương đối mặt với thất bại thì có tức điên lên không. Tối nay, đối với rất nhiều người mà nói nhất định là một đêm không ngủ, bởi vì cuộc tranh giành hai vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thị trưởng đã tới trạng thái căng thẳng tột độ, tới mức vô cùng cấp bách. Nếu không Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cũng đã không phải quay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm.
Sau khi Phó Tiên Phong nhận được điện thoại của Hạ Tưởng thì lập tức gọi điện thoại cho Phó Bá Cử. Phó Bá Cử nghe được động tĩnh của hai nhà Mai, Khâu, suy nghĩ một lúc rồi xét thấy nhà họ Ngô từng có tiền lệ gài nhà họ Phó một lần, hơn nữa thực lực nhà họ Phó và nhà họ Ngô không ngang nhau, không dám cam đoan sự việc sau khi thành công sẽ thu được lợi ích, ông ta liền đồng ý với sự bố trí của Phó Tiên Phong. Ta sẽ trả lời Ngô Tài Dương trước. Trong lần liên kết này của nhà họ Phó và nhà họ Ngô, hay là về vấn đề liên kết của hai nhà Mai, Khâu, Phó Tiên Phong đã thắng một lần. Trong lòng Phó Bá Cử cũng biết rõ trong việc tranh giành quyền chủ đạo, Phó Tiên Phong vì được ông cụ yêu thích nên chiếm ưu thế không ít. Phó Bá Cử cũng không phải người không biết nhìn được đại cục, đối với nhà họ Phó mà nói lúc này vấn đề mấu chốt nhất là để Phó Tiên Phong lên làm thị trưởng, nếu Phó Tiên Phong vừa có thể thuận lợi lên làm thị trưởng. Lại không để cho nhà họ Ngô thuận lợi lấy được ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì đương nhiên là việc tốt đáng mừng. Phó Bá Cử lập tức liền gọi điện cho Ngô Tài Dương. Tài Dương, hôm nay trong người tôi hơi khó chịu nên sẽ không đến cùng ăn tối. Vốn định chờ hôm nay quyết định công việc hợp tác, Ngô Tài Dương vừa nghe Phó Bá Cử nói thì biết sự việc đã thất bại, kiềm chế sự tức giận trong lòng. Được, sau này bàn sau vậy. Ngắt điện thoại. Ông ta đi đi lại lại trong phòng vài vòng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn giận không có chỗ giải phóng. Thật đáng giận, nhà họ Ngô đã hạ thấp thân phận chủ động đề nghị hợp tác với nhà họ Phó cũng hay thật, không ngờ đã không tiếp nhận, thật sự là đủ lông đủ cánh rồi không xem nhà họ Ngô ra gì nữa. Sau cơn thịnh nộ, Ngô Tài Dương lại bỗng nhiên ý thức được nhà họ Phó cự tuyệt hợp tác với nhà họ Ngô vào phút cuối chắc chắn là có cửa khác. Chẳng lẽ nói sự việc sắp quyết định? Mà cuối cùng nhà họ Ngô lại nhận thất bại trong gang tấc. Ngô Tài Dương ngồi không yên, vội vàng gọi mấy cú điện thoại ra ngoài nhưng không nhận được tin tức xác đáng. Ông ta vô cùng nôn nóng, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, lục lọi trong danh bạ điện thoại, rốt cục tìm được số điện thoại của Hạ Tưởng, do dự một chút rồi nhấn số. Hạ Tưởng, cậu và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong có quan hệ chặt chẽ, có biết việc hai người bọn họ đang cùng mưu đồ việc gì bí mật hay không? Câu hỏi của Ngô Tài Dương hơi đột ngột, giọng điệu cũng có chút bức thiết, hơn nữa rất trực tiếp, hơi không tương xứng với thân phận của ông ta. Rõ ràng, ông ta đã có chút sốt ruột. Sốt ruột mới là bình thường, chứng tỏ ba nhà liên kết thật sự có sức mạnh đáng sợ, nhà họ Ngô có thế lực lớn đi nữa nhưng lúc thật sự gặp phải tình thế ba chọi một cũng sẽ bối rối. Hạ Tưởng đối với Ngô Tài Dương cũng có cảm xúc vô cùng phức tạp, một mặt không thích phong cách làm việc luôn ép người quá đáng của ông ta. Mặt khác ông ta lại là cha của Liên Nhược Hạm, ông ta và hắn là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời của Liên Nhược Hạm, không nói là đã không có tiếng nói chung mà còn có khả năng đứng ở phe đối lập. Kỳ thật hắn cũng không muốn có xung đột cùng Ngô Tài Dương, chung sống hòa bình mới là nội dung cần phát triển nhưng Ngô Tài Dương rất bảo thủ, mọi chuyện đều lấy sở thích của y làm nguyên tắc tuyệt đối. Tuy rằng bản thân chỉ là một bí thư quận ủy, cũng có lập trường chính trị của riêng mình. Tôi cũng không nắm rõ lắm. Chỉ nghe nói trưởng ban Mai và trưởng ban Khâu vừa mới gặp mặt, sau đó cùng nhau quay về Bắc Kinh. Rốt cuộc là vì việc gì tôi cũng không biết. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cho Ngô Tài Dương một câu trả lời nửa thật nửa giả. Thật là, hắn nói ra chân tướng sự việc Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong quay về Bắc Kinh, giả chính là hắn giấu giếm việc hắn biết nội tình hai người quay về Bắc Kinh là vì cái gì. Ngô Tài Dương im lặng trong giây lát, đột nhiên nói một câu khiến Hạ Tưởng hết sức kinh ngạc. Sự phát triển hiện tại của quận Hạ Mã dường như cũng không tệ lắm nhưng nếu thêm một ngọn lửa làm lửa cháy mạnh hơn thì chiến tích của cậu không chạy đâu được, không cần nhiều lắm, chỉ cần hai ba nhà truyền thông liên tục đưa tin về các thành tựu của quận Hạ Mã thì thử nghĩ xem có thể tạo ra một sự kiện nóng hổi hay không. Giọng điệu của Ngô Tài Dương hơi có ý tứ mời mọc đơn thuần, tuy nhiên nghe đến tai Hạ Tưởng, liền trở thành sói xám khôi thái lang cầm cà rốt dụ dỗ chú cửu hỉ Dương Dương. Cà rốt có hương vị ngon ngọt nhưng phía sau vị ngon cũng là một cái bẫy. Hạ Tưởng liền nhẹ giọng cười. Cảm ơn ý tốt của Bộ trưởng Ngô. Quận Hạ Mã hiện tại vừa mới bắt đầu có được một chút thành tích, vẫn chưa đến lúc tự đắc chí. Ngô Tài Dương không nghĩ Hạ Tưởng sẽ từ chối ngay, trong lòng không vui và nói. Nếu tôi không đoán sai thì nhà họ Khâu và nhà họ Mai đang trợ giúp nhà họ Phó. Sau khi Phó Tiên Phong lên làm thị trưởng thành phố Yến, người đầu tiên y sẽ đối phó chính là cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến hậu quả sao? Hiện tại lại bày cho hắn quan hệ thiệt hơn. Trước kia lúc nhà họ Ngô muốn cùng nhà họ Phó liên kết,
Ngô Tài Dương đâu có để ý gì đến việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi gì đối với hắn. Có lẽ Ngô Tài Dương chỉ nghĩ về ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thể diện của nhà họ Ngô, hiện tại bị áp lực ba nhà liên kết bức bách, Ngô Tài Dương mới dùng lý để làm động lòng người khác thì đã muộn rồi. Hạ Tường ngược lại không phải oán giận Ngô Tài Dương cái gì mà là cảm thấy Ngô Tài Dương trên phương diện quan hệ qua lại với người khác quá để ý đến thân phận, không bỏ được vẻ kiêu ngạo, dễ gây mất điểm. Con người một khi đã lên tới một cấp độ nhất định đều sẽ tỏ hòa nhã dễ gần, cho dù là giả bộ cũng được, hay chỉ là thói quen trở thành tự nhiên, tóm lại nhất thiết phải lấy thái độ thân thiện ra mới có thể khiến cho người khác có cảm giác thân thiết. Không khiến cho người ta cảm giác được sự thân thiết sẽ rất khó lôi kéo một nhóm cấp dưới trung thành. Trong quan trường, sự thành công không chỉ cần có cấp trên coi trọng, còn phải có một nhóm đoàn kết làm đồng minh bên người, càng phải có một nhóm cấp dưới trung thành. Trên thực tế nghiên cứu kỹ càng cũng có thể đưa ra kết luận, xưa nay rất nhiều quan lớn bị thất thế đều là bị cấp dưới tố cáo nên cuối cùng mới thất bại. Nói cho cùng, Ngô Tài Dương đối với cấp trên có thái độ gì? Hạ Tưởng không nắm rõ lắm nhưng từ thái độ của ông ta đối với chính mình là có thể sơ sơ phỏng đoán ra thái độ của ông ta đối với cấp dưới, nghiêm túc quá thừa lại không đủ mềm mỏng, không nói là chưa đủ thân thiết mà còn khiến cho người ta không cảm nhận được khía cạnh thân dân của một vị lãnh đạo cấp cao. Sự việc vượt ra ngoài khả năng của tôi chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô Tài Dương từ đầu đến cuối không có thành ý, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, và lại lời hắn nói cũng là lời nói thật. Hắn chỉ có tác dụng thúc đẩy từ bên trong chứ không có tác dụng quyết định. Nếu hắn ra mặt ngăn trở hai nhà Khâu, Mai hợp tác với nhà họ Phó, trừ phi là châm ngòi ly gián mới có thể khiến ba nhà ngờ vực nhau vô căn cứ cũng có thể cuối cùng sẽ không thể hợp tác thành công, nếu không thì cũng không có cách nào khác. Nhưng châm ngòi ly gián không phù hợp với nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn, hắn sẽ không đi làm sự việc hại người mà không có lợi cho mình, hơn nữa châm ngòi ly gián một lần thì dễ. Sau khi bị ba nhà ghi hận muốn đạt được sự tín nhiệm của hai nhà Khâu, Mai một lần nữa thì còn khó hơn bắc thang lên trời. Nhược Hạm muốn đi Mỹ. Ngô Tài Dương đột nhiên chuyển đề tài, không đầu không đuôi mà nói một câu, lại dừng một lát rồi mới nói. Không có việc gì nữa, cứ như vậy đi. Ngắt điện thoại, Hạ Tưởng nhìn vào điện thoại một lát, ngán ngẩm lắc đầu cười. Thật đúng là một ngày rối ren, chẳng lẽ tối nay sẽ còn phát sinh thêm sự kiện trọng đại gì chăng? Đương nhiên sẽ phát sinh sự kiện trọng đại, bởi vì Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đều nhất quyết quay về Bắc Kinh, chắc chắn sẽ lại có một phen tính toán so đo và có kè mặc cả, và cả vô số va chạm về lợi ích. Nói một cách chính xác, nếu cuộc đấu tranh giữa các ứng cử viên của chức thị trưởng thành phố Yến và chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy đi đến thời khắc cuối cùng và có kết quả như đã đề cập, thì nếu để Hạ Tưởng biết được cuộc gặp gỡ tại Liễu Ám Hoa Minh ở Bắc Kinh mới là sự việc khiến hắn lo lắng nhất. Chương 702 Lợi ích cộng đồng. Việc Hạ Tưởng lo lắng nhất không phải Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Yến, mà là Nguyên Minh Lượng đến Bắc Kinh, rốt cuộc đang mưu tính sự tình gì. Khoảng 8 giờ tối, mặc dù Triệu Tuyền Tân không đích thân ra mặt đàm phán với đám người Nguyên Minh Lượng, nhưng Triệu Tiểu Phong dưới sự tháp tùng của Phó Tiên Phong, lại xuất hiện đúng hẹn trong căn phòng, Hữu Nhất Thôn. Sau khi Phó Tiên Phong biết được tin tức Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đang quay về Bắc Kinh, trong lòng trùng xuống. Vẫn thấy lo lắng, lại gọi một cú điện thoại cho Khâu Tự Phong. Sau khi nhận được câu trả lời quả quyết của Khâu Tự Phong, y bảo Khâu Tự Phong đến Bắc Kinh rồi điện thoại cho y. Dù sao vẫn còn khoảng 2 tiếng đồng hồ, có thể nhân cơ hội xác định việc hợp tác với Triệu Tiểu Phong. Suy nghĩ của Triệu Tuyền Tân cũng giống như Phó Tiên Phong đã nghĩ, khéo léo từ chối đề nghị gặp mặt với Nguyên Minh Lượng, khiến cho trong lòng Phó Tiên Phong càng thêm chắc, hợp tác với Triệu Tiểu Phong cũng phải 8-9 phần 10. Triệu Tuyền Tân nếu ra mặt với Triệu Tiểu Phong, y ỷ vào thân phận, sẽ chỉ thảo luận qua loa hời hợt. Nhưng Triệu Tuyền Tân mượn cớ không tham gia, chỉ để một mình Triệu Tiểu Phong lộ diện, liền chứng tỏ Triệu Tuyền Tân và Triệu Tiểu Phong đã đạt được nhận thức chung, có ý định hướng thương mại trường cơ đầu tư. Đương nhiên, có khả năng sẽ đưa ra điều kiện hà khắc. Mặc kệ, tiếp xúc trước rồi sẽ nói sau, Phó Tiên Phong liền tiếp chuyện Triệu Tiểu Phong, trên đường vừa nói vừa cười đi tới, Hữu Nhất Thôn. Lại nói tiếp, hôm nay tâm trạng của Phó Tiên Phong thật đúng là có thể dùng, Hữu Nhất Thôn của Ám Hoa Minh để diễn tả. Y hiện tại không thể nói là đường làm quan rộng mở, cũng là tâm trạng tốt, cảm giác thắng lợi đang trong tầm mắt. Triệu Tiểu Phong dọc đường đi chỉ nói một vài đề tài không liên quan với Phó Tiên Phong,
cũng không chính thức đề cập việc hợp tác với Thương mại Trường Cơ. Triệu Tiểu Phong năm nay 38 tuổi, tai to mặt lớn, tướng mạo có chút uy vũ, lúc nói chuyện cũng luôn luôn cười ha hả, có vẻ tính tình vô cùng phóng khoáng. Phó Tiên Phong thực ra hiểu rõ, Triệu Tiểu Phong phóng khoáng là ở mặt ngoài, trên thực tế theo quan sát của y dưới tính cách dường như ngay thẳng, là tính toán chi li keo kiệt. Lần này hợp tác với Triệu Tiểu Phong, vừa có suy tính trên mặt buôn bán, lại có ích lợi trong chính trị. Nhưng Phó Tiên Phong hiểu rõ trong lòng, y mượn dùng nguồn tài chính của Triệu Tiểu Phong là một quân cờ hiểm, làm không tốt, sẽ bị Triệu Tiểu Phong phiền lụy, bởi vì Triệu Tiểu Phong không phải một vụ mùa tốt. Nhưng lúc này bố cục quận Hạ Mã vô cùng thuận lợi, chiếu theo như lời Nguyên Minh Lược, đã nắm giữ hơn 50% nguồn nhà ở. Hơn nữa sau lễ hội đèn lồng Nguyên Tiêu lần trước, quận Hạ Mã tỏa sáng rực rỡ, giá nhà hiện tại vững bước bay lên. Nguồn nhà ở cung không đủ cầu, gần như là kinh doanh chỉ có lãi chứ không phải bù lỗ. Như vậy, tiền vốn của Triệu Tiểu Phong cũng sẽ không giảm xuống. Lúc tới, Hữu Nhất Thôn, Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị tương đối im lặng. Nguyên Minh Lượng trầm tư, Trịnh Nghị nghịch điện thoại di động, vừa thấy đã biết giữa hai người không có gì là trò chuyện vui vẻ với nhau. Phó Tiên Phong đối với việc giữa Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị không quá hợp nhau trong lòng biết rõ ràng, quan điểm của y là, bao dung là một đức tính, phải có bản lĩnh giao tiếp với những người muôn hình muôn vẻ, mới có tiềm năng trở thành một chính trị gia ưu tú. Mỗi một người ở tầng lớp cao, ai không từ cơ sở đến thành phố rồi đến tỉnh, rồi lại đến Bắc Kinh, mỗi một bước đều có thể gặp được đủ loại nhân vật, nếu không có khả năng bao dung người và tấm lòng bao dung người, cũng đi không xa được. Đương nhiên, Nguyên Minh Lượng không phải nhân vật chính trị, nên coi như là một vấn đề khác cần bàn luận. Phó Tiên Phong và Triệu Tiểu Phong vừa vào cửa, Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, tiếp theo là một hồi hàn huyên. Phó Tiên Phong lần lượt giới thiệu mấy người, sau đó chia nhau ngồi xuống, bắt đầu tiến nhập chủ đề chính. Đừng thấy Triệu Tiểu Phong dọc đường đi không nói chính sự, vừa vào cửa, đã hỏi thẳng Nguyên Minh Lượng. Tôi có tiền vốn 3 tỷ có thể tham gia vào thị trường, tỷ lệ trả lãi có thể cam đoan bao nhiêu? Chu kỳ hoàn trả dài bao lâu? Đủ thẳng thắn đủ sòng phẳng, đúng là một người làm ăn. Nguyên Minh Lượng theo bản năng mà liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, thấy Phó Tiên Phong bất động thanh sắc, hiển nhiên là để y toàn quyền xử lý, y liền khẽ gật đầu, trả lời chi tiết. Chu kỳ trả lãi từ nửa năm đến một năm, tỷ lệ trả lãi khoảng 10%. Triệu Tiểu Phong cười đầy thâm ý. Nếu một năm vẫn là 10%, Nguyên tiên sinh, tiền của tôi gửi ở ngân hàng cũng được, hoặc là cho bất cứ kẻ nào vay cũng được, cũng cao hơn so với tỷ lệ trả lãi này. Nếu không phải nể mặt Tiên Phong, 3 tỷ của tôi đã cho người khác vay. Anh chế giễu, rõ ràng không có thành ý đối với việc hợp tác với chúng tôi. Sắc mặt của Triệu Tiểu Phong không thay đổi, vẻ mặt gượng cười, đứng dậy, còn tỏ vẻ muốn bỏ đi. Một lời bất hòa muốn đi, đủ cứng rắn, mạnh mẽ, đủ có cá tính, sắc mặt Nguyên Minh Lượng hơi biến đổi, vẻ mặt vội cười nói một câu. Triệu Tổng xin dừng bước, trong việc kinh doanh, vốn chính là cần cò kè mặc cả. Ngài nói xem, ngài kỳ vọng giá trị là bao nhiêu? Triệu Tiểu Phong mới lại lần nữa ngồi xuống, liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, lại nhìn về phía Nguyên Minh Lượng. Tôi nghe Tiên Phong nói, tỷ lệ lãi có thể là 20%. Nguyên Minh Lượng âm thầm hút một hơi khí lạnh. Lãi suất 20%, 20% có lẽ có thể đạt tới. Nhưng nghe giọng điệu hời hợt của Triệu Tiểu Phong, dường như ngay cả 20%, 20% cũng chê ít. Cũng không biết Phó Tiên Phong hứa như thế nào với Triệu Tiểu Phong, mở lời quá lớn. Trên thực tế Nguyên Minh Lượng đối với 3 tỷ tiền vốn của Triệu Tiểu Phong cũng không phải vô cùng ham thích, bởi vì y không giống Phó Tiên Phong lúc suy xét vấn đề, còn có nhân tố chính trị chỉ xuất phát từ góc độ buôn bán. Y cho rằng 10 tỷ tiền vốn trong tay hiện tại cũng đã đủ thổi quét toàn bộ thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Đương nhiên, nếu thêm vào 3 tỷ, có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhưng phải biết rằng, 3 tỷ của Triệu Tiểu Phong cũng không phải là một món tốt, không làm tốt khoản 3 tỷ mà Triệu Tiểu Phong bỏ vốn, không chỉ muốn lãi 20%, 20% mà còn muốn mang về cả vốn lẫn lãi phải là 4 tỷ. Như vậy, y chẳng những không thể thu hoạch một xu lợi nhuận từ 3 tỷ của Triệu Tiểu Phong, nói không chừng còn phải bù lỗ lại. Nguyên Minh Lượng cũng không nắm chắc tỷ lệ trả lãi 30%, 30%. 10 tỷ hiện có ở trong tay, có thể mang đến cho y 2 tỷ lợi nhuận y đã biết đủ. Kéo thêm 3 tỷ đầu tư,
13 tỷ, tổng cộng lợi nhuận có lẽ chỉ được khoảng 2,6 tỷ, lại phải trả Triệu Tiểu Phong 1 tỷ lợi nhuận, tương đương lỗ vốn 4 tỷ. 4 tỷ tệ, một phần hậu lễ nặng ký. Nguyên Minh Lượng mang chút bất mãn mà liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, nghĩ thầm rằng Phó Tiên Phong thật đúng là của người phúc ta. Không được, 4 tỷ lợi nhuận là quá nhiều, phải chia cho cả Phó Tiên Phong, y nhiều lắm chỉ gánh vác một phần nhỏ coi như quà ra mắt với Triệu Tiểu Phong, hy vọng về sau có thể gặp lại. 20%, 20%, nếu hoạt động tốt, có lẽ có thể đạt được, điều kiện tiên quyết là không ai được cố ý cản trở. Nguyên Minh Lượng bày ra một vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, nghĩ thầm rằng không thể khiến Triệu Tiểu Phong ăn trắng được, cho dù y là con của Phó Thủ tướng, cũng phải thể hiện đủ thành ý mới được. Phải ra chút khí lực, nếu không để gã dễ dàng đắc thủ, về sau lại hợp tác, gã chẳng lẽ không định ăn thịt chính mình. Hợp tác, đôi bên đều phải nỗ lực, mới gọi là hợp tác. Nếu một bên không nỗ lực mà chỉ đòi trả lãi, thì trở thành cho tặng. Sắp đặt của ông vô cùng chu đáo chặt chẽ, ai sẽ cản trở. Triệu Tiểu Phong cũng nghe ra ngụ ý của Nguyên Minh Lượng, vô vị mà cười. Bất kể là lực cản bên ngoài hay là ngầm ngáng chân, có tôi ở đây, đều giải quyết tốt. Giọng điệu thật đao to bố lớn, Nguyên Minh Lượng đối với ấn tượng về Triệu Tiểu Phong liền giảm xuống một bậc. Đừng nói Triệu Tiểu Phong là con trai của Phó Thủ tướng, mà chính gã là Phó Thủ tướng, cũng không thể một câu nói thì có thể giải quyết được mọi vấn đề. Bởi vì bí thư quận ủy quận Hạ Mã là Hạ Tưởng. Nguyên Minh Lượng và Hạ Tưởng cho đến hiện tại, phải nói còn chưa trực tiếp đối mặt, chỉ ở mặt ngoài ngồi cùng một chỗ vài lần, lá mặt lá trái, thoải mái mà thăm dò lẫn nhau, chưa có đao thật súng thực mà đánh nhau. Nhưng Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc đánh nhau, Nguyên Minh Lượng biết rất rõ, cũng biết sự lợi hại của Hạ Tưởng. Nguyên Minh Lượng không phải người không có kiến thức, công tử của chủ tịch tỉnh, công tử của bí thư tỉnh ủy, cũng đều gặp qua không ít. Có nhã nhặn khiêm tốn, có bình thản ôn hòa, cũng có làm ra vẻ, cũng có ngang ngược, vân vân, còn nhiều nữa, nhưng con trai của Phó Thủ tướng này lại là lần đầu tiên gặp. Phó Thủ tướng cấp bậc cao tới đâu, cũng phải tuân thủ theo các phép tắc trong quan trường, cũng không thể vài câu nói đã trực tiếp can thiệp đến cấp đảng ủy của quận. Nguyên Minh Lượng coi như là nhân vật nửa quan trường, cũng biết tính độc lập và tính uy quyền không được phép can thiệp của cấp đảng ủy. Tuy nhiên y cũng biết. Triệu Tiểu Phong là thân phận bán quan bán thương, phỏng chừng cũng có thói quen ở trước mặt cán bộ lấy thân phận thương nhân để nói chuyện, ở trước mặt thương nhân lấy miệng cán bộ để nói chuyện. Tóm lại một câu, mạnh miệng tùy tiện nói, mưu cầu không gì hơn ngoài tối đa hóa lợi ích. Bí thư quận ủy quận Hạ Mã Hạ Tưởng là nhân vật khó giải quyết. Hắn có lý lịch, có năng lực, thủ đoạn cũng rất cao siêu. Nếu hắn biết ý đồ của Thương mại Trường Cơ, nếu muốn chèn ép Thương mại Trường Cơ, cũng là một việc vô cùng phiền toái. Không đợi Nguyên Minh Lượng trả lời, Phó Tiên Phong giành trước ném Hạ Tưởng ra. Phó Tiên Phong lúc này, vừa rồi còn từ trong thâm tâm cảm tạ Hạ Tưởng vì hắn từ giữa Chu Toàn liên lạc hai nhà Khâu, Mai mặc dù cũng phải nói Phó Tiên Phong quả thật cũng không rõ ràng lắm. Hai nhà Khâu, Mai liên kết cũng không phải là Hạ Tưởng một tay thúc đẩy, mà là Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cũng đã có xu hướng ăn nhịp với nhau nước chảy thành sông cũng cảm tạ Hạ Tưởng đã thúc đẩy hai nhà Khâu. Mai liên kết trợ giúp Phó gia, hiện tại quay lại sự thật về quyền lợi, đề phòng hoạn nạn chưa xảy ra. Không cho Hạ Tưởng cản trở đại kế của y mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, Triệu Tiểu Phong có thủ đoạn của Triệu Tiểu Phong, nếu chẳng may đến lúc đó Hạ Tưởng chơi xỏ, Phó Tiên Phong từng vài lần giao thủ với Hạ Tưởng e sợ sẽ lại bị ăn khoản thiệt của Hạ Tưởng. Có tiền vốn của Triệu Tiểu Phong rót vào, y và Triệu Tiểu Phong sẽ thành người cùng thuyền. Triệu Tiểu Phong có lẽ có thể trở thành khắc tinh của Hạ Tưởng. Chủ yếu nhất chính là, dù sao Triệu Tuyền Tân cũng chỉ làm một lần rồi lui về, vì lợi ích, đã giận dữ, muốn sửa trị Hạ Tưởng một chút, thì người khác cũng không dám ngăn. Phó Tiên Phong suy xét từ góc độ chính trị, kéo Triệu Tiểu Phong nhập bọn, xét đến cùng vẫn là vì Hạ Tưởng mà chuẩn bị thủ đoạn mượn đao giết người. Phó Tiên Phong cũng hiểu rõ mặc dù y đã đáp ứng với Hạ Tưởng không cố ý gây phiền toái cho hắn. Lúc ấy cũng nói rất rõ ràng, không tìm hắn gây phiền toái ở mặt ngoài, còn trong thâm tâm, giữa y và Hạ Tưởng vẫn còn có rất nhiều điều chướng tai gai mắt phải kể đến. Mục tiêu mà Phó Tiên Phong muốn đạt được chính là, ở trong nhiệm kỳ của y, đem thành tựu kiến thiết kinh tế của quận Hạ Mã thổi quét không còn gì. Trước khi y đi, khiến Hạ Tưởng thân bại danh liệt, tiền đồ tận hủy, sau đó y sẽ phủi đít rời khỏi thành phố Yến,
đến Bắc Kinh hoặc đến tỉnh khác nhậm chức, ai có thể làm gì được y? Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta một phen, ta sẽ lĩnh hội tình cảm của ngươi. Ngươi chờ xem, chờ sau khi ta ngồi trên ngai vàng thị trường, ngươi thành thành thật thật còn đỡ, một khi có việc, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Trong lòng Phó Tiên Phong tràn đầy căm hận đối với Hạ Tưởng, sao có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy? Y thậm chí còn nghĩ Hạ Tưởng cũng thật là ngu, rốt cục bị y đùa bỡn một lần, không ngờ còn đáp ứng y, lại còn thuyết phục Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong quay về Bắc Kinh hiệp thương với Phó gia, trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng cũng chỉ thường thôi. Phó Tiên Phong đương nhiên không rõ ràng lắm Hạ Tưởng chỉ thuận theo thủy triều, quả thật là chẳng khác nào không làm gì cho lắm. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng đã sớm từ sau thời kỳ Trần Phong, hoàn thành bố cục, mặc kệ y có đảm nhiệm chức thị trưởng hay không đảm nhiệm, mặc kệ là ai đảm nhiệm chức thị trưởng, Hạ Tưởng đã bảo chắc chắn đứng trong thế bất bại. Sự hỗ trợ giữa Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong biết, nhưng Phó Tiên Phong không biết chính là, quan hệ tiếp cận nhanh chóng giữa Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của y. Hơn nữa trong lúc y đang bố trí tìm cách làm thế nào để lôi kéo Triệu Tiểu Phong đến đối phó với Hạ Tưởng đã sắp đặt hai bước đối sách khá tốt. Thứ nhất là dặn dò Lý Thấm chuẩn bị một cuộc họp ngày mai, toàn lực khởi động bước kế hoạch thứ hai. Thứ hai là hắn tối nay cũng mời Vu Phồn Nhiên, Lý Đinh Sơn và Cao Hải, lại gặp nhau cùng một chỗ, nối lại tình cảm, cộng thêm ăn tối. Một thế lực vòng tròn đang nhanh chóng hình thành, cũng giống như xung đột và va chạm hết lần này đến lần khác. Hạ Tưởng, tôi dường như đã nghe qua tên này. Triệu Tiểu Phong tĩnh tâm tưởng tượng, nghĩ ra. Ồ, là Hạ Tưởng cái người rất mâu thuẫn với Tiên Phong, có phải hay không? Triệu Tiểu Phong tươi cười đầy thâm ý, Phó Tiên Phong liền cảm giác trên mặt mơ hồ nóng bừng. Đúng, xung đột giữa y và Hạ Tưởng, không ít đồng nghiệp có biết một phần, rất nhiều người không rõ chân tướng còn cho rằng y bị thua, khiến cho y vô cùng xấu hổ. Kỳ thật theo y thấy. Xung đột giữa y và Hạ Tưởng, chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên để kích thích sự phẫn nộ của Triệu Tiểu Phong, y lại ha hả cười nói. Đừng thấy Hạ Tưởng cấp bậc không cao, nhưng bản lĩnh không nhỏ, tại thành phố Yến, trên cơ bản không ai động được vào hắn. Lợi hại như vậy sao? Triệu Tiểu Phong cười ha hả. Tôi chỉ nghe nói qua trong kinh tế có chủ nghĩa bảo hộ địa phương, trong chính trị chẳng lẽ cũng có. Trong kinh tế còn nói được. Trong chính trị làm sao còn phân chia địa phương và trung ương, người địa phương nào dám không nghe lời trung ương nói. Tiên Phong, hơi có phần cường điệu rồi. Nói thật, Phó Tiên Phong cũng không thích lắm giọng điệu của Triệu Tiểu Phong lúc nào cũng thể hiện một bộ dạng vô cùng khẳng định chắc chắn, dường như gã giống như lãnh đạo cấp bậc cao lắm. Thực tế Triệu Tiểu Phong là phó tổng doanh nghiệp nhà nước, dựa theo cấp bậc bình thường, chỉ là cấp sở mà thôi. Nhưng thân phận bán quan bán thương của Triệu Tiểu Phong cũng rất có ưu thế, hơn nữa xí nghiệp của y là một trong những doanh nghiệp nhà nước độc quyền rất có lực ảnh hưởng trong nước, cũng có ảnh hưởng đến bộ phận quyết định chính sách của chính quyền địa phương. Chỉ có điều sau khi nghe xong giọng điệu nói chuyện có đôi lúc rất khó nghe, Phó Tiên Phong chỉ cười. Tiểu Phong cậu không biết, mạng lưới quan hệ chủ yếu của Hạ Tưởng ở thành phố Yến và tỉnh Yến, không gì phá nổi. Hơn nữa tính tình của Hạ Tưởng còn rất có tư duy kinh tế. Trong việc chính trị mà nói, tôi lo rằng kế hoạch đầu tư thương mại Trường Cơ sau này nếu chẳng may bị Hạ Tưởng phát giác, hắn nếu muốn vận dụng một ít thủ đoạn để đối phó với chúng ta, sẽ rất nhức đầu. Tôi dù sao cũng đã ở doanh nghiệp nhà nước rất nhiều năm, đối với việc trong kinh tế cũng có một chút nghiên cứu. Tôi đã đem nguồn vốn đầu tư vào thương mại Trường Cơ, cũng không sợ sau khi Hạ Tưởng phát hiện có mưu đồ gì. Tôi cũng muốn xem một chút, hắn một bí thư quận ủy chưa đến 30 tuổi. Có thể có mấy cân mấy lượng. Triệu Tiểu Phong vẫn là thái độ chống đối. Nguyên Minh Lượng đối với hợp tác chính trị giữa Phó Tiên Phong và Triệu Tiểu Phong hứng thú không lớn, y phát hiện thấy chủ đề của Phó Tiên Phong và Triệu Tiểu Phong hơi lệch khỏi quỹ đạo, liền vội ho khan một tiếng, mượn việc hướng Triệu Tiểu Phong kính rượu, lại đem đề tài một lần nữa kéo trở về đầu mối chính. Lại nói về vấn đề trọng điểm của chúng ta, nếu Triệu Tổng bỏ vốn 3 tỷ, tôi cam đoan khoảng một năm. Lợi nhuận sẽ khoảng 4 tỷ trở lên. Nguyên Minh Lượng cho ra một con số thận trọng, người làm ăn nói chuyện làm ăn, y không có khả năng ngay từ đầu đã hướng về phía cao để thảo luận. Vẻ mặt Triệu Tiểu Phong hài lòng mà liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái. Tiên Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Là ông định đoạt, hay là Nguyên Tiên Sinh định đoạt? Cho tôi 10% lợi nhuận, tôi tội gì phải phí từng này khí lực?
Phó Tiên Phong bất đắc dĩ hướng về phía Nguyên Minh Lượng nháy mắt, ý tứ là để Nguyên Minh Lượng đề xuất lại, đưa ra một số khoản lợi nhuận cho Triệu Tiểu Phong. Nguyên Minh Lượng có chút bất mãn, kinh doanh là kinh doanh, làm sao có đạo lý chủ động nhường lợi ích cho đối phương. Dù thế nào cũng phải cùng thể hiện thành ý, đều có thoái nhượng mới đúng, cũng không cần phải cầu Triệu Tiểu Phong bỏ vốn. Tuy nhiên, Phó Tiên Phong là có việc cầu người, hợp tác giữa y và Phó Tiên Phong cũng không thể có nửa điểm sai lầm, Nguyên Minh Lượng đành phải trong lòng thở dài một tiếng, vội cười theo mặt nói. Tôi chỉ là thận trọng đoán chừng, ngài cũng biết, trong việc kinh doanh, ai cũng không dám cam đoan 100% có lợi. 3 tỷ tiền vốn, dùng trong một năm, trả ngài 3,6 tỷ. Nguyên Minh Lượng cắn răng, vẫn không cam lòng nói ra giới hạn thấp nhất 4 tỷ. 3,6 tỷ, đã là 20% lợi nhuận. Triệu Tiểu Phong không nói gì, mà bưng rượu lên, tự rót tự uống một ly, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ. Không khí tạm thời hơi ngưng trọng, tẻ nhạt. Trịnh Nghị ở một bên nghe được không hiểu ra sao, không thể hiểu nổi kinh doanh cái gì mà có thể có lợi nhuận 20%, 20% hơn nữa kỳ trả lãi chỉ có một năm. Quả thực không khác gì cướp giật tiền. Rồi gã nghe được mấy người nói chuyện chính là vài tỷ tiền vốn, mới biết được mấy trăm triệu tệ của gã thật đúng là mưa bụi, không khỏi kinh ngạc đờ đẫn, cũng có chút cảm giác không còn tự tin. Lại thấy ánh mắt của Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong, không hề có vẻ tự kiêu của con nhà giàu mới nổi. Trong lòng Phó Tiên Phong một trận ảo não, hôm nay thật nhiều việc, chỉ lo sắp xếp ổn thỏa từng sự việc, nhất thời sơ sẩy đã quên bảo Trịnh Nghị đi ra. Trịnh Nghị chỉ là đối tượng bị lợi dụng, cho gã biết cụ thể tin tức trong cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không tốt lắm, bởi vì Trịnh Nghị cũng không phải là một người đáng tin cậy, không biết lúc nào thể bán đứng y. Tuy nhiên hối hận cũng đã muộn, Phó Tiên Phong chỉ có thể về sau lại tìm mọi cách đem Trịnh Nghị buộc chặt bên người, dùng lợi ích đưa gã vào trong, đỡ phải gã lắm chuyện bên ngoài, làm hỏng đại sự của y thì có hối hận cũng đã muộn. Phó Tiên Phong liền liếc mắt nhìn Trịnh Nghị một cái, nói. Trịnh Nghị, sự tình hôm nay, cậu nghe thì nghe, nhưng phải biết rằng cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trịnh Nghị trước thì bị không khí cò kè mặc cả giữa Triệu Tiểu Phong và Nguyên Minh Lượng dọa, rồi lại bị Phó Tiên Phong dọa, liền càng không còn lòng dạ nào, liên tục gật đầu. Tôi biết, xin bí thư phó yên tâm, tôi biết rõ trong lòng. Nguyên Minh Lượng sau lời nói của Phó Tiên Phong, cũng mới ý thức được quả thật không nên có sự hiện diện của Trịnh Nghị. Vừa rồi chỉ lo so chiêu với Triệu Tiểu Phong, đã quên bên cạnh còn có một Trịnh Nghị. Gã cũng có phần phiền phức, lại thấy Triệu Tiểu Phong còn trầm ngâm không nói, hiển nhiên chắc là chê ít, sẽ không tránh khỏi có chút vội vàng sao động. Chương 703, cùng thi triển bản lĩnh. Triệu Tổng, nói thật, lợi nhuận 20%, 20%, đã là giới hạn của tôi, cơ bản có thể nói, tôi là vì ngài phục vụ miễn phí. Tôi và bí thư phó chẳng những không có lợi nhuận được chia, còn có khả năng phải tự bù vào một phần lợi nhuận của chính mình. Ha ha, tôi và Tiên Phong cũng là bạn bè nhiều năm, làm sao có thể không biết xấu hổ mà để cho các vị phải bù lợi nhuận. 28%, 28% là được rồi, tôi cũng thẳng thắn một lần, kể cả các vị kiếm được 30%, 30%, 50%, 50% cũng là việc của các vị, tôi chỉ lấy một phần tôi nên được, tuyệt không tham lam. Triệu Tiểu Phong vốn định lại bắt chẹt một phen, thấy Nguyên Minh Lượng quả thật hơi sốt ruột, biết đã chạm đến tới cận dưới rồi, cũng nên thu hồi nếu đã đạt được chuyển biến tốt, nếu không kinh doanh không được cũng là tổn thất. Triệu Tiểu Phong cũng hiểu rõ Nguyên Minh Lượng mới là người chủ sự một cách cụ thể, Phó Tiên Phong chỉ là người chủ sự sau màn, giữa hai người là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ lệ thuộc, làm Nguyên Minh Lượng nổi giận, cũng không phải kế sách hợp tác lâu dài. Nguyên Minh Lượng thấy Triệu Tiểu Phong lại tiện thể ra vẻ thông minh, trong lòng vô cùng khó chịu, nghĩ thầm rằng Phó Tiên Phong kéo đến không phải là một nhà đầu tư, mà là một kẻ khó chiều, phải, về sau nói không chừng còn khoa tay múa chân đối với sắp xếp của y. Nguyên Minh Lượng đối với việc cuốn sạch lợi nhuận ở quận Hạ Mã rốt cuộc là bao nhiêu, trong lòng cũng có tính toán đại khái, chắc chắn cao hơn nhiều so với 20%, 20%. Nhưng y sở dĩ chặn lại chỉ 20%, 20% không nhượng bộ. Cũng là bởi vì y thấy hiện tại với khoản vốn đầu tư 10 tỷ tài chính, đã gần bão hòa, lại thêm hơn 3 tỷ, cũng không thể mang đến lợi nhuận cao hơn, nhất định sẽ có hiệu ứng đầy tràn. Căn cứ tính toán bước đầu của y,
nguồn vốn 3 tỷ của Triệu Tiểu Phong nhiều lắm mang đến cho y lợi nhuận 30%, 30% hơn nữa còn có khả năng không đạt được. Nếu chẳng may có chút sai lầm, thì có khả năng kinh doanh không lời không lỗ. Phải tính đến cả rủi ro thất bại, phương pháp phản chế sau khi bị Hạ Tưởng phát hiện ý đồ, vân vân. 28%, 20% là được rồi, Nguyên Minh Lượng cũng có nhiều ý tưởng nhiều bằng hữu, coi như là miễn phí phục vụ Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong cũng nhìn ra Nguyên Minh Lượng đối với y có chút bất mãn, tuy nhiên y đã đạt được lợi ích thực tế, nên phải bày tỏ mới đúng, liền chủ động kính Nguyên Minh Lượng một ly. Nguyên tiên sinh, kính ông một ly, vẫn nghe Tiên Phong nói ông có đại tài. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là anh tài hiếm thấy. Nguyên Minh Lượng lại tức giận, trong trường hợp xã giao cũng phải nghiêm chỉnh, cũng liền cụng một ly với Triệu Tiểu Phong. Triệu Tổng quá khen, so sánh với ngài, tôi vẫn còn kém độ lửa. Ý là khiêm tốn, trên thực tế lại có ý tức giận bất bình. Triệu Tiểu Phong cũng không giận, cười ha hả. Tính toán của Nguyên tiên sinh hết sức cao minh, tuyệt đối là ý tưởng kỳ diệu. Tuy nhiên không biết ông có nghĩ tới nếu mọi việc ở quận Hạ Mã suôn sẻ, bước tiếp theo phải đi hướng nào. Nguyên Minh Lượng lắc đầu. Việc kinh doanh trong tay còn chưa thành công trước mắt, tôi thông thường không suy xét bước tiếp theo quá xa, để tránh phân tâm. Nói cũng phải, vừa lúc tôi có một ý tưởng, muốn nói ra cho ngài xem xét một chút. Xin mời nói. Nguyên Minh Lượng cũng biết Triệu Tiểu Phong cố ý thể hiện thiện ý, cũng liền thỏa đáng điều chỉnh tâm tính. Tài nguyên than đá tỉnh Tây vô cùng phong phú, nhưng lại cung không đủ cầu. Hơn nữa lỗ hổng than đá trong nước càng lúc càng lớn, có thể đoán được chính là, giá cả than đá sẽ tăng liên tục. Với lại tỉnh Tây có rất nhiều mỏ than lậu phi pháp, bất kể là than đá từ các nhà máy khai thác than đá lớn, hay là mỏ than lậu trực tiếp đầu tư, đều rất có triển vọng. Triệu Tiểu Phong híp mắt, vẻ mặt ý cười, chậm rãi mà nói ra ý tưởng của y. Nếu lần đầu tiên nghe ý kiến bàn luận về đầu cơ than đá, Nguyên Minh Lượng cũng sẽ không cảm thấy có gì kinh ngạc. Nhưng y vừa mới nghe từ miệng Phản Bính Nghĩa về đầu cơ than đá, hiện tại lại nghe Triệu Tiểu Phong nhắc tới, trong khoảng thời gian ngắn hai người ở địa điểm khác nhau đều có kết luận giống nhau, khiến cho y thận trọng. Tuy nhiên tình hình hôm nay không quá thích hợp đi sâu vào đàm luận vấn đề giá trị than đá tăng, phải nói tính cách Nguyên Minh Lượng quả thật là theo như lời của y, nếu hiện tại chuyên tâm và bất động sản, thì một lòng làm tốt công việc trong tay rồi mới nói. Người khác là làm một việc yêu một việc, y là đầu cơ một việc yêu một việc. Về phần than đá, chỉ là kế hoạch lâu dài. Nhưng nếu quan điểm của Triệu Tiểu Phong và Phản Bính Nghĩa không mưu mà hợp, chờ có thời gian sẽ thảo luận một chút với Phản Bính Nghĩa, tỉ mỉ hiểu biết một chút về hiện trạng tài nguyên than đá tỉnh Tây rồi hãy nói. Nếu có thể, y cũng có thể cung cấp một ít ý kiến tham khảo cho Phản Bính Nghĩa. Phản Bính Nghĩa tuy rằng không còn ủng hộ y về tài chính, nhưng y cũng rất xem trọng sự trợ giúp của Phản Bính Nghĩa. Bởi vì hơn 10 tỷ tài chính của y hiện nay, cũng có một phần là Phản Bính Nghĩa trợ giúp gom góp. Triệu Tiểu Phong hướng Nguyên Minh Lượng nói về than đá xong, lại xoay người hướng Phó Tiên Phong nói về ngành sản xuất sản phẩm sữa. Tiên Phong, giai đoạn hiện tại trong nước tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ngành sản xuất sản phẩm sữa, như thế nào? Phó Tiên Phong lắc đầu. Bình thường, lợi nhuận không lớn, chủ yếu là do hiện tại sữa bột nước ngoài tiến nhập thị trường trong nước, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với ngành sản xuất sản phẩm sữa trong nước. Sữa bột nước ngoài có hàm lượng kỹ thuật cao, được biết đến với nguồn dinh dưỡng phong phú, tuy rằng giá cả tiêu thụ cao, nhưng vẫn bán chạy. Nếu so sánh, sữa bột trong nước chất lượng tốt và giá cả phù hợp hơn, nhưng lại bị chiếm đoạt không ít thị phần. Triệu Tiểu Phong vẻ mặt tự tin tươi cười. Tôi có một biện pháp, có thể đảm bảo nâng cao sản lượng tiêu thụ sữa bột thương hiệu nội địa. Phó Tiên Phong biết thân phận của Triệu Tiểu Phong có điều kiện rất tiện lợi, y biết không ít người của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Cục Giám sát Kỹ thuật, biết rất nhiều tin tức, liền cười nói. Biết anh lúc thao túng trên thị trường rất có tài, mau nói ra nghe một chút. Triệu Tiểu Phong ha hả cười. Cái gì mà gọi thao túng thị trường, nói sai rồi, cái này gọi là chỉ đạo thị trường. Thị trường hình thành như thế nào? Cũng chính là dưới sự chỉ đạo có tình ý của chính phủ. Do các chuyên gia và giáo sư ra sức gào thét, lại dưới sự dốc sức tuyên truyền của truyền thông, cuối cùng lời đồn đại lại trở thành chân lý. Mấy trăm năm trước, nhân loại còn kiên định mà cho rằng địa cầu là trung tâm vũ trụ, vì thế tổ chức tôn giáo có thế lực khổng lồ còn thiêu sống các nhà khoa học. Cho nên,
đúng là bởi vì biết một số nhân sĩ bất lương giáp tâm khoác áo khoác tôn giáo, đến quốc nội không phải để truyền giáo, mà đến để khống chế lòng người thao túng dân ý, quốc gia mới nghiêm khắc khống chế hoạt động của bọn họ, thật sự đạo lý giống với thâm nhập lĩnh vực kinh tế. Nguyên Minh Lượng lập tức mở to hai mắt, Triệu Tiểu Phong tuy rằng hơi tham lam, nhưng quả thật có thực học, cũng không phải hạng người hời hợt, vừa rồi y nói mấy câu, nêu chúng vấn đề, gãi chúng chỗ ngứa, đối với nhận thức chính trị, kinh tế thậm chí tôn giáo, cũng có chỗ độc đáo, không khỏi khiến y nhìn Triệu Tiểu Phong với cặp mắt khác xưa. Điều Triệu Tiểu Phong muốn chính là người khác có thái độ xem trọng đối với y, y thấy Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng đều bị lời nói của y hấp dẫn, liền tiếp tục nói. Kỳ thật sữa bột nước ngoài cũng chưa chắc tốt như thế, chẳng qua bọn họ thông minh ở chỗ có chất phụ gia, là có thể quang minh chính đại mà đánh dấu dinh dưỡng toàn diện. Ngành sản xuất sữa bột trong nước rất truyền thống, quả thật tăng thêm nhiều chất phụ gia hơn một chút nữa cũng không sao, gia tăng dinh dưỡng, lại ăn không chết người. Có tác dụng phụ hay không, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhìn thấy được. Về phần ảnh hưởng lâu dài về sau, ai có thể nhìn xa xôi như vậy? Ngay cả hiện tại cũng đang âm thầm phát triển lúa biến đổi gen. Triệu Tiểu Phong đến đó thì thôi, không nói thêm nữa, bưng ly rượu lên. Uống rượu, uống rượu. Nguyên Minh Lượng lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề lúa biến đổi gen, không khỏi hỏi thêm một câu. Biến đổi gen đối với cơ thể con người có hại hay không, hiện tại nhà khoa học còn chưa có kết luận chắc chắn, vì sao không thể phát triển. Triệu Tiểu Phong do dự một chút, trả lời câu hỏi của Nguyên Minh Lượng. Có nguy hại hay không bây giờ còn chưa nói được, nhưng có vài chuyên gia Bộ Nông nghiệp hợp tác với phía Mỹ, lén gieo trồng ở một số địa phương dùng để thí nghiệm, cũng thu được một ít thành quả. Quốc gia đối với việc áp dụng kỹ thuật biến đổi gen chính là cách làm vừa không ủng hộ lại không phản đối, quả thật là ngầm thừa nhận một vài thí nghiệm. Nói về bản chất, châu Âu không cho phép tiêu thụ bất kỳ một sản phẩm biến đổi gen nào, cũng không cho gieo trồng. Nước Mỹ lại là diện tích gieo trồng rộng lớn, nhưng lại tuyệt đối không lưu hành trong chính đất nước mình, toàn bộ xuất khẩu giá thấp tới các nước đang phát triển, và một vài công ty y dược Mỹ ở ngoài mặt thì cung cấp miễn phí dược phẩm cho các quốc gia nghèo ở châu Phi, trên thực tế so với việc bọn họ thực hiện thí nghiệm trên chuột bạch, không khác biệt là mấy. Nói nhiều rồi, đến đây, uống rượu, uống rượu. Nguyên Minh Lượng cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng có phần xa vời đối với y. Không khí sau đó liền sinh động trở lại, uống rượu, nói đùa, dường như giống như chưa phát sinh sự việc không thoải mái vừa rồi. Phó Tiên Phong lại thận trọng, thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, hẳn là ngôn luận của Triệu Tiểu Phong về sữa bột đã làm y động tâm. Khoảng 10 giờ tối, buổi họp kết thúc, Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị quay về khách sạn, Phó Tiên Phong lại vội vàng đi tới địa điểm giao ước, nói chuyện mặt đối mặt với Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong. Phó Tiên Phong và Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong bàn luận về cái gì, người ngoài đương nhiên không thể nào biết được. Hạ tưởng cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng so sánh với thu hoạch lớn của Phó Tiên Phong đêm nay, hắn và Vu Phồn Nhiên, Lý Đinh Sơn cùng Cao Hải gặp mặt, cũng là thu hoạch không nhỏ. Ít nhất trong cuộc gặp mặt đêm nay, Vu Phồn Nhiên lần đầu tiên đề xuất mọi người phải tay trong tay ứng phó với cục diện mới của thành phố Yến sắp tới, Lý Đinh Sơn và Cao Hải không hết sức tán thành, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, mà là biểu hiện vẻ lạc quan thận trọng. Chẳng khác nào nói, quan hệ giữa Vu Phồn Nhiên và Lý Đinh Sơn, Cao Hải, đang rất nhanh tiến về phía trước. Cũng là hiệu quả mà Hạ Tưởng dồn hết tâm trí dẫn dắt và muốn đạt được. Phó Tiên Phong một khi đã nhậm chức thị trưởng, để tăng cường lực khống chế đối với bộ máy chính phủ, ắt sẽ điều chỉnh thích hợp phân công công việc của Phó Thị trưởng. Vu Phồn Nhiên là Phó Thị trưởng thường trực, Cao Hải là Phó Thị trưởng ủy viên thường vụ, phân công công việc của hai người bọn họ không có điều chỉnh gì trọng đại, nhưng là có khả năng sẽ bị Phó Tiên Phong tách ra hai bộ phận trọng yếu nhất cho người của y. Bởi vậy, Vu Phồn Nhiên rất cần thiết phải cùng phát ra thanh âm đồng bộ với Cao Hải trong bộ máy chính quyền, để hình thành sự kiềm chế hữu hiệu đối với Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng đã biết Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng là một chuyện không thể ngăn cản, cũng chỉ biết trước khi sự việc trở thành sự thật, tận khả năng mà vì thị trưởng phó Phó Tiên Phong sắp xếp đại cục thật tốt. Phải dọn xong toàn bộ thế trận mới có thể biểu hiện sự coi trọng đối với việc nhậm chức của thị trưởng phó, và lúc thị trưởng phó mới bắt đầu nhậm chức, khi bỗng nhiên phát hiện, tất cả những cấp dưới trước mặt đều là những người có ý kiến chính trị bất hòa, không biết y sẽ phát biểu cảm tưởng gì. Hạ Tưởng mới sẽ không tin tưởng hứa hẹn của Phó Tiên Phong. Nhân vật chính trị,
từ trước đến nay đều là ngoài miệng nói tốt đẹp, chớp mắt đã quên ngay. Đương nhiên, sự việc hắn quan tâm nhất không phải Phó Tiên Phong đàm phán như thế nào với hai nhà Khâu, Mai, mà là Nguyên Minh Lượng rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Phó Tiên Phong, đang làm cái gì ở Bắc Kinh. Sau khi Hạ Tưởng gặp mặt với Vu Phồn Nhiên, Lý Đinh Sơn, Cao Hải, đã là hơn 10 giờ tối. Về đến nhà, hắn một chút buồn ngủ cũng không có, ngồi ở phòng sách trong chốc lát, lại nhấn số điện thoại của Hồ Tăng Chu. Tính ra hẳn là trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai giữa đêm khuya gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu hiển nhiên cũng chưa ngủ, điện thoại vừa gọi đã thông, giọng của ông ta vô cùng minh mẫn. Tiểu Hạ, có động tĩnh gì? Ông ta có thể đoán Hạ Tưởng nửa đêm gọi điện thoại cho ông ta, chắc chắn là vì vấn đề của ứng cử viên thị trưởng thành phố Yến. Bởi vì ông ta cũng nhận được điện báo của Bắc Kinh, biết đêm nay ở Bắc Kinh triển khai một ván cờ lớn. Lãnh đạo, tôi vừa mới ăn cơm với Phó Thị trưởng Vu, trưởng ban thư ký Lý, Phó Thị trưởng Cao Song. Bọn họ đối với việc ngài tiếp nhận chức vụ bí thư tỏ ra rất vui vẻ tự đáy lòng. Hạ Tưởng bắt đầu đã tặng cho Hồ Tăng Chu một phần đại lễ. Bên trong bộ máy chính phủ, Vu Phồn Nhiên từ trước đến nay độc lập, Cao Hải là người của Trần Phong, Hồ Tăng Chu đối với bọn họ lực ảnh hưởng có hạn. Nếu sau khi ông ta đảm nhiệm chức bí thư, có lẽ nói thế cục hiện tại, cho dù Vu Phồn Nhiên và Cao Hải tiếp tục nhất trí duy trì bất hòa với Phó Tiên Phong, quan hệ cũng vẫn không thân thiết với ông ta. Lực ảnh hưởng ông ta đối với bộ máy chính phủ mặc dù không có bất kỳ thay đổi gì, cũng vô cùng khó xử. Hiện tại quá tốt, Hạ Tưởng giúp ông ta xử lý những vấn đề khó khăn, thật sự là một người trẻ tuổi khó có được. Đương nhiên nếu Hồ Tăng Chu tự mình ra mặt tìm Cao Hải thảo luận, lôi kéo Cao Hải, có lẽ cũng có thể thu được hiệu quả tương tự. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ chính mình chưa chắc có thể thuyết phục được Vu Phồn Nhiên. Và lại mà nói, để ông ta ra mặt tất nhiên không tốt bằng Hạ Tưởng ra mặt, thứ nhất là ông ta ngay lập tức cuối cùng cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, lôi kéo Vu Phồn Nhiên và Cao Hải, may mắn thành công thì tốt, nếu không thành công, thật mất mặt, truyền ra, cũng không có lợi cho hình ảnh lãnh đạo của ông ta. Bất kể Hạ Tưởng xuất phát từ phương diện gì để suy xét, những gì hắn đã làm đều có lợi đối với ông ta, Hồ Tăng Chu liền âm thầm cảm kích, cười nói. Phó Thị trưởng Vu và Phó Thị trưởng Cao năng lực công tác rất xuất sắc, tôi cũng rất nể trọng tài năng của bọn họ. Điểm một chút, tỏ rõ quan điểm của ông ta, rồi chuyển đề tài. Trưởng ban Khâu trong đêm quay về thủ đô, cũng phải chú ý an toàn một chút, dù sao lái xe trong đêm, vẫn nguy hiểm hơn so với ban ngày. Hạ Tưởng mỉm cười, Hồ Tăng Chu đang tìm hiểu ý đồ Khâu Tự Phong quay về Bắc Kinh trong đêm, hắn liền hơi hé ra một chút tình hình thực tế. Thật ra trưởng ban Khâu lúc sắp đi có gọi một cú điện thoại cho tôi, nói là phải gặp mặt cùng trưởng ban Mai. Rốt cuộc là chuyện gì, thời gian của ông ấy khá vội nên không nói, tôi cũng không hỏi. Đoán chừng ngày mai sẽ biết, ngày mai lúc nào ngài có thời gian, tôi muốn đến chỗ ngài báo cáo công việc một chút. Hồ Tăng Chu biết ngày mai Mây di chuyển khắp nơi, tuyệt đối sẽ có tin tức trọng đại truyền đến. Hạ Tưởng đến thành ủy đúng là chuyện tốt, thành ủy có Hạ Tưởng, các nhân tài cùng đoàn kết một chỗ cũng tốt. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, chỉ cần tôi ở thành ủy, cậu cứ trực tiếp tìm tôi là được. Tương đương Hồ Tăng Chu cho Hạ Tưởng quyền bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào đều có thể hướng ông ta báo cáo công việc. Nói cách khác, những người đứng đầu, đứng thứ hai các quận khác muốn gặp thị trưởng, nhất định phải được thư ký báo cáo, tâm trạng thị trưởng rất tốt mới có thể gặp. Hạ Tưởng thì không cần, hắn có thể ở bất kỳ thời điểm gì, trực tiếp gõ cửa chính của phòng Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng khách khí vài câu, ngắt điện thoại, nhìn đồng hồ, biết ở phía Bắc Kinh hẳn là có lẽ chưa quá nửa đêm. Muộn một chút nữa không chừng còn sẽ có người gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng chưa ngủ vội, ngồi ở bên trong thư phòng đọc sách. Lúc sắp đến 12 giờ, quả nhiên điện thoại vang, là Khâu Tự Phong. Biết ngay anh chưa ngủ, có phải đang chờ tin tức hay không? Trong giọng nói của Khâu Tự Phong lộ ra vẻ thoải mái, còn có một tia trêu chọc. Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào mà ngủ, tôi không phải không muốn đi ngủ, nhưng biết sau khi ngủ còn phải bị người khác đánh thức. So với ngủ rồi lại tỉnh, chi bằng không ngủ. Hạ Tưởng cũng cười ha hả, còn rất nhàn nhã. Gặp mặt Phó Tiên Phong rồi, thảo luận cũng coi như vừa lòng, trên cơ bản đạt tới kết quả mong muốn. Trong giọng nói Khâu Tự Phong để lộ ra có phần mỏi mệt. Mệt quá, thật sự là kiệt sức, tuy nhiên bố vợ của anh có khả năng đêm nay phải mất ngủ. Xem ra,
Phó Tiên Phong đảm nhiệm thị trưởng đã ngã ngũ, Khâu Gia nắm được chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng chắc 9 phần 10, nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn có nghi hoặc chưa giải đáp, liền hỏi. Rốt cuộc bố trí ai xuống dưới đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy? Khâu Tự Phong lại ra vẻ thần bí mà cười. Ha ha, tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết, tuyệt đối sẽ khiến anh kinh ngạc. Ha ha, Hạ Tưởng mỉm cười. Khiến tôi kinh ngạc, chẳng lẽ là từ tỉnh Yến đề bạt ngay tại chỗ? Coi như anh thông minh. Khâu Tự Phong cười ha ha. Anh thật đúng là một yêu quái, vừa đoán đã chuẩn, tôi cũng phục anh luôn. Đoán cái gì mà chuẩn, tôi cũng không nghĩ ra Khâu gia tại tỉnh Yến còn có người nào thích hợp đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chẳng lẽ còn có lực lượng ngầm vẫn chưa trồi lên mặt nước. Hạ Tường tức giận nói. Đã nói anh đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết, cũng khoảng 2-3 ngày, đừng phí trí óc. Khâu Tự Phong cũng có ý tứ, vẫn không nói cho Hạ Tường biết rốt cuộc người được đề bạt là ai. Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Khâu Tự Phong mới chợt nhớ tới một chi tiết, nói cho Hạ Tường. Phó Tiên Phong hẳn là vừa cùng ai uống rượu, lúc y cùng chúng tôi gặp mặt, trên người có mùi rượu. Có thể là ai nữa, không nghi ngờ gì là cùng với Nguyên Minh Lượng làm cái gì đó. Có Nguyên Minh Lượng xuất hiện, chắc chắn là có liên quan tới thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Lại nói tiếp, động tĩnh của Nguyên Minh Lượng mới là tiêu điểm Hạ Tưởng quan tâm nhất. Tuy nhiên Khâu Tự Phong còn giữ một điều bí ẩn cho hắn, cũng có ý tứ. Thật sự nếu nói từ tỉnh Yến đề bạt ngay tại chỗ, rốt cuộc là ai? Hạ Tưởng đem mọi người đạt điều kiện trong tầm mắt loại bỏ một lần, có vài người phù hợp điều kiện đề bạt, nhưng hắn hiểu rõ bọn họ và Khâu gia không có một xu quan hệ. Có người có khả năng có quan hệ với Khâu gia, nhưng cấp bậc rất thấp, không phù hợp điều kiện đề bạt. Hạ Tưởng suy nghĩ cả buổi, không nắm được mấu chốt, chỉ lắc đầu cười, suy nghĩ nhiều chi cho mệt, mặc kệ tất, đi ngủ thôi. Không nghĩ tới muốn ngủ cũng không dễ dàng như vậy, điện thoại lại vang. Không ngoài dự tính, là Mai Thái Bình. Biết ngay cậu chưa ngủ, đang đợi tin tức. Câu nói đầu tiên của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong, giống y chang, Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Tôi vừa ngủ, trưởng ban Mai, hiện tại đã rạng sáng, ngài có cái gì chỉ thị xin mời chỉ bảo. Hạ Tưởng mở một câu vui đùa. Tôi không có chỉ thị gì, chỉ thông báo cho anh biết. Đàm phán coi như thuận lợi. Ngày mai tôi và Khâu Tự Phong sẽ lưu lại Bắc Kinh, muộn nhất là ngày mốt có thể quyết định đại cục. Còn có một việc cậu hẳn là nên biết một chút, tôi có tin tức từ một nguồn khác, Phó Tiên Phong vừa mới gặp mặt với Triệu Tiểu Phong, còn có cả Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị. Nguyên Minh Lượng và Trịnh Nghị có mặt, Hạ Tưởng không giật mình, hắn giật mình chính là Triệu Tiểu Phong là ai? Con trai của Triệu Tuyền Tân. Chương 704. Hậu quả nghiêm trọng. Hạ Tưởng vốn đã định đi ngủ, hiện tại thật buồn cười, một cú điện thoại của Mai Thái Bình lại khiến cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn bay biến. Triệu Tiểu Phong là con trai của Triệu Tuyền Tân, nghi hoặc trong lòng Hạ Tưởng dần dần được tháo gỡ, dần dần có một mạch suy nghĩ rõ ràng. Nguyên Minh Lượng cùng đi Phó Tiên Phong lên Bắc Kinh, chính là vì lợi ích kinh tế, còn ý đồ của Phó Tiên Phong chính là thu hoạch được cả hai lợi ích chính trị và kinh tế, là hai bút cùng vẽ. Liên tưởng đến việc tới lui qua lại giữa Phó Tiên Phong và Triệu Tuyền Tân, rồi sự nóng lòng trong lần nói chuyện lần trước giữa Triệu Tuyền Tân và Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng trong lòng hiểu được, Triệu Tuyền Tân để Triệu Tiểu Phong ra mặt, là điển hình của lối tư duy bố làm quan con kiếm tiền. Mặc dù Hạ Tưởng cũng không biết rõ giữa Triệu Tiểu Phong và Nguyên Minh Lượng nói về cái gì, nhưng không thể không có lợi ích. Phó Tiên Phong muốn lôi kéo Triệu Tuyền Tân không gì khác ngoài hai con đường, một là quyền, một là tiền. Về mặt quyền lực, bởi vì Triệu Tuyền Tân đã là phó thủ tướng, chỉ có thể là quan hệ hợp tác tương hỗ. Nói về tiền tài, bố cục của Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã trái lại là một nước cờ tốt, hoàn trả nhanh, lợi nhuận cao, kéo Triệu Tiểu Phong xuống nước thật là một dự án tốt. Hơn nữa Triệu Tiểu Phong là thân phận bán quan bán thương, con mắt của Phó Tiên Phong cũng rất sắc bén, chỉ không biết y rót xuống bao nhiêu vốn ban đầu. Triệu Tiểu Phong nếu cũng nhúng tay vào vốn lưu động của thương mại Trường Cơ, thật đúng là một chuyện vô cùng phiền toái. Hạ Tưởng nếu nói tuyệt nhiên không lo lắng cũng không thể, hắn tuy rằng không quá hiểu biết tính tình của Triệu Tiểu Phong, nhưng dù sao đứng sau Triệu Tiểu Phong là Triệu Tuyền Tân. Sự tình càng ngày càng phức tạp, Phó Tiên Phong cũng biết phòng ngừa chu đáo mà sắp đặt bố cục. Tuy rằng việc Triệu Tiểu Phong tham gia tất nhiên phải phân chia một ít lợi nhuận, nhưng vì lợi nhuận cùng hưởng,
tất nhiên mạo hiểm phải cùng gánh. Nếu hắn bắt đầu phản kích bố cục của Thương mại Trường Cơ, chẳng khác nào động đến lợi ích của Triệu Tiểu Phong, Triệu Tiểu Phong tất nhiên sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đến ngăn cản hắn. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt cản trở sẽ không chỉ còn một nhà phó gia, mà còn có một phó thủ tướng quyền cao chức trọng. Hạ Tưởng vừa ngủ vừa cảm giác mơ mơ màng màng, trời vừa sáng liền vội chạy tới quận ủy, sau khi sắp xếp bố trí công việc, lập tức thông báo Lý Thấm triệu tập cuộc họp hội nghị toàn thể ban kinh tế. Địa điểm tổ chức hội nghị được chọn là ở khách sạn Hào Môn. Khi Hạ Tưởng tới nơi, mọi người chờ đã lâu. Không phải hắn cố ý canh kiệu, quả thật là việc của hắn rất nhiều, gần ra khỏi cửa, lại nói chuyện với Lý Hàm trong chốc lát. Ý tứ trong lời nói Lý Hàm để lộ đã được Hạ Tưởng mơ hồ nghe ra, Lý Hàm dường như lại có dấu hiệu tiếp cận Diệp Thạch Sinh. Thật đúng là sự việc cứ cùng nhau xuất hiện, Lý Hàm nếu một lần nữa lấy được thiện cảm của Diệp Thạch Sinh, chỗ đứng chắc chắn sẽ sáng rọi. Đến lúc đó nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi đối với đại kế vây quét Thương mại Trường Cơ của hắn. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, nhìn thấy tất cả mọi người đang có mặt đều là vẻ mặt nóng ruột và đợi chờ, liền mỉm cười. Nhìn thấy được, tất cả mọi người đều bừng bừng khí thế, đều muốn làm một trận lớn. Tuy rằng tình thế lúc này khá tốt, nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, tiền đồ rất quang minh, nhưng con đường phía trước cũng vô cùng quanh co khúc khuỷu. Tâm trạng Tề Á Nam xem ra không tồi, cũng phải, tình yêu sự nghiệp có hy vọng bội thu. Là đàn ông, mục tiêu đơn giản chính là tình yêu và sự nghiệp, tuy rằng nói trắng ra chính là tiền bạc và mỹ nữ, nhưng quả thật có thể mang đến hy vọng và động lực kinh người. Lãnh đạo, tôi và Lý Thấm có bàn bạc qua, hai công ty bất động sản chúng tôi trong việc thiết kế khu chung cư ở hai phía đông và phía tây của cao ốc Hỏa Thụ, thiết kế phải ăn ý, hơn nữa còn phải đặt tên tương ứng, một nhà kêu Đông Mỹ. Một nhà kêu Tây Lệ. Lúc Tề Á Nam nói chuyện còn lơ đãng liếc mắt nhìn Lý Thấm một cái, trong mắt biểu lộ vẻ trìu mến. Hừm, lúc họp cũng liếc mắt đưa tình. Hạ Tưởng còn chưa nói gì, Tôn Hiện Vĩ liền tỏ vẻ bất mãn. Họp là họp, là chính sự, không được liếc mắt đưa tình, không được tán tỉnh. Nói xong, y cười ha hả, còn nói. Đông Mỹ Tây Lệ, tên kiểu gì vậy? Hừ, còn không bằng gọi Đông Tà Tây Độc. Cười rộ lên. Lúc Hạ Tưởng tổ chức họp cùng thành viên ban kinh tế, luôn luôn là bầu không khí thoải mái tùy ý, cũng không giống như khi mở hội nghị thường vụ lúc nào cũng nghiêm túc nghiêm nghị, bởi vậy mới có chuyện Tôn Hiện Vĩ chen ngang châm chọc. Lý Thấm lúc này tỏ vẻ phẫn uất. Tôn Tổng, không hiểu thì đừng nói lung tung. Đông Mỹ Tây Lệ khoảng cách không xa, phong cách hai khu đô thì cũng giống nhau, giá cả cũng tương đương, trong phong cách thiết kế cũng tương tự cả, là khu đô thị hiếm có của quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã về sau sẽ trở thành làn gió mới của thành phố Yến, bất kể là những khu đô thị mới xây dựng hay là định hướng tiêu dùng, sẽ giống như Thượng Hải ở cửa Biển Đông, vì thành phố Yến tạo thành một kiểu mẫu mới. Đông Mỹ Tây Lệ sẽ khai sáng kỷ nguyên mới của khu đô thị thành phố Yến, tất yếu sẽ trở thành đối tượng được rất nhiều nhà đầu tư phát triển tranh nhau noi theo. Tôn Hiện Vĩ khẽ nhếch mép, hiển nhiên không ủng hộ Lý Thấm tự tâng bốc mình. Hạ Tưởng giơ tay ngăn trở Tôn Hiện Vĩ tiếp tục tranh cãi với Lý Thấm. Sáng ý của Lý Thấm và Á Nam không tồi, đáng để tiếp nhận. Lời nói của Hạ Tưởng cũng tương đương là lời kết luận, Lý Thấm đắc ý hướng Tôn Hiện Vĩ nghênh đầu, Tôn Hiện Vĩ không phục cũng không có cách nào, đành phải co rụt cổ lại, giơ hai tay lên. Tôi nhận thua, các người mở cửa tiệm vợ chồng, một mình tôi đấu không lại hai người các ngươi. Một vài câu cũng khiến mặt Lý Thấm đỏ rực. Hạ Tưởng cũng cười. Hiện Vĩ, không được làm loạn, nói việc chính sự quan trọng hơn, bởi vì theo nguồn tin đáng tin cậy, Nguyên Minh Lượng tới Bắc Kinh, có thể là tìm kiếm đầu tư mới. Lúc này Nguyên Minh Lượng đã đầu tư khoảng 10 tỷ ở quận Hạ Mã, cũng nắm giữ khoảng hơn 60% số nhà ở của quận Hạ Mã, hoàn toàn có sức mạnh chi phối giá nhà, có thể ở quận Hạ Mã cháo chờ lật lọng. Tuy rằng lúc này đây chúng ta tổng cộng có 6 nhà đầu tư phát triển cùng nhau liên hợp sát nhập thị trường bất động sản quận Hạ Mã, nhưng thực lực 6 nhà đặt cùng một chỗ, so sánh với Thương mại Trường Cơ, vẫn còn kém không ít. Lời Hạ Tưởng vừa nói ra, hội trường lập tức một mảnh trầm mặc. Tập đoàn Đạt Tài lúc này lại gia nhập thị trường, đầu tư khoảng 1 tỷ. Bất động sản Thiên An đầu tư 500 triệu, bởi vì bất động sản Thiên An còn có hạng mục thi công chưa xong. Tạm thời không thể có nhiều vốn hơn để rót vào, lần này xuất ra 500 triệu, cũng đã là cố hết sức. Bất động sản Giang Sơn đầu tư cũng trên dưới 500 triệu,
Nam Tân 600 triệu, Quảng Hạ còn đỡ chút, có khoảng 1 tỷ tiền vốn có thể thuyên chuyển, nếu tính thêm cả 200 triệu của bất động sản Văn Thái, tổng mức đầu tư của 6 nhà đầu tư phát triển chưa đến 4 tỷ, còn chưa bằng một nửa khoản 10 tỷ kếch xù của thương mại Trường Cơ, chỉ được 1/3. Trong thực lực đã có sự khác biệt khá lớn, nếu Nguyên Minh Lượng tới Bắc Kinh lại có thể kéo thêm nguồn vốn mới, thì thực lực lại càng cách xa. Cũng may 5 nhà đầu tư phát triển đang có mặt đã chuẩn bị đầy đủ, có đủ điều kiện thuận lợi là thiên thời địa lợi và nhân hòa, lại có Hạ Tưởng đứng ở sau lưng làm lệch chính sách, chỉ cần vị trí bất loạn, chỉ cần nhịp bước nhất trí, cũng không phải không có lực đọ sức. Lấy nhỏ đọ với lớn, cũng không phải không có tiền lệ thành công. Lúc nói đến chính sự, Tôn Hiển Vĩ cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Dựa hết vào tiền vốn mà chém giết, là cuộc chiến giá cả đơn thuần. Tôi nghĩ ý của lãnh đạo cũng không phải muốn cho chúng ta và Thương mại Trường Cơ liều mạng với nhau. Thương mại Trường Cơ muốn đầu cơ giá nhà lên cao, kiếm chắc một chầu lớn rồi phủi đít bỏ đi, chúng ta là người thành phố Yến, nếu cũng thiển cận giống như Thương mại Trường Cơ, nếu phối hợp với Thương mại Trường Cơ thực hiện đầu cơ, nói không chừng cũng có thể kiếm chắc một chút. Nhưng nhìn về lâu dài, tất nhiên chính là cách làm tự chui đầu vào giỏ, Thương mại Trường Cơ không dựa vào thực nghiệp, có thể xong rồi bỏ đi, còn chúng ta phải theo đuổi sự phát triển lâu dài của thành phố Yến. Bởi vậy, tôi toàn lực ủng hộ lãnh đạo ngăn chặn kế hoạch của Thương mại Trường Cơ, trả lại bầu trời xanh cho thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào mấy nhà chúng ta tham gia thị trường để cân bằng giá nhà, chỉ sợ cũng không quá thực tế. Tôn Hiển Vĩ có niềm tin, cũng tin tưởng Hạ Tưởng có quyết sách, nhưng lại có phần không tìm ra toàn bộ mạch suy nghĩ của Hạ Tưởng. Lãnh đạo có thể tiết lộ một chút, về đối phó với Thương mại Trường Cơ, rốt cuộc là có chiến lược thế nào? Là vây quét hay là nuốt chừng? Tiêu Ngũ hiếm khi lên tiếng, một khi đã nói thì rất trực tiếp đơn giản. Chính diện tác chiến, dũng cảm chiến thắng, đánh cho Nguyên Minh Lượng một cú nước chảy hoa trôi. Lý Thấm cũng lập tức vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tiêu Ngũ, nghĩ thầm rằng người suy nghĩ đơn giản như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức chủ tịch bất động sản Giang Sơn, rõ là kỳ quặc quái gở. Lý Hồng Giang có việc hôm nay không tới. Kỳ thật Lý Hồng Giang cũng có ý đăng ký một công ty bất động sản, đến quận Hạ Mã trợ uy cho Hạ Tưởng, không vì kiếm tiền, chỉ để làm phiền. Hạ Tưởng không đồng ý, Lý Hồng Giang hiện tại là tổng giám đốc công ty xây dựng số 2 của tỉnh, cũng là cán bộ cấp cục trưởng của doanh nghiệp nhà nước, không quá thích hợp làm mấy việc xông pha anh dũng. Chủ yếu là kẻ gây rối hắn đã dự định được ứng cử viên, chính là Triệu Khang. Triệu Khang so với Lý Hồng Giang phù hợp hơn để trộn lẫn nước sông Hạ Mã. Thẩm Lập Xuân có vẻ hơi trầm ngâm, nói. Chủ tịch Thành nói, ông ta bất cứ lúc nào cũng có thể điều động 5 tỷ tiền vốn đến phối hợp với kế hoạch của lãnh đạo. Cá nhân tôi cho rằng, sách lược của Thương mại Trường Cơ cũng không phải vô cùng cao minh, nhưng Nguyên Minh Lượng cũng có hai điểm thành công. Thứ nhất là tài chính hùng hậu, kinh tế thị trường, thực lực là vua, 10 tỷ tài chính quả thật kinh người. Thứ hai là đi trước người khác một bước, thủ đoạn vượt mức quy định. Kế hoạch của Nguyên Minh Lượng ở mặt ngoài cũng không có nhiều điểm sáng lắm, nhưng suy xét cẩn thận, lại khiến cho người ta khâm phục sáng ý lớn mật của y bởi vì y nghĩ cái người khác không dám nghĩ, làm cái người khác không dám làm, dám đi trước cả thiên hạ. Người đầu tiên ăn cua độc bao giờ cũng là người có gan lớn, nhưng Nguyên Minh Lượng chẳng những gan lớn mà hơn nữa lại thận trọng, lại có trí óc, nếu không phải ý đồ trước đó của y bị lãnh đạo biết được, Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã thật đúng là có thể kiếm chắc một khoản rất lớn. Hơn nữa lại có khả năng phá hủy toàn bộ thị trường bất động sản thành phố Yến. Lo lắng của Thẩm Lập Xuân cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là căn cứ vào phán đoán hợp lý. Bên trong ấn tượng của Hạ Tưởng, mãi cho đến đời sau lúc hắn tái sinh, thị trường bất động thành phố Yến vẫn vững vàng, không có dấu hiệu đầu cơ của con người. Bởi vì đời sau thành phố Yến vẫn từng bước phát triển, không có sông Hạ Mã, cũng không có quận Hạ Mã. Sông Hạ Mã lúc hắn tái sinh là lúc vừa mới để đạt kế hoạch, còn vòng kinh tế của Bắc Kinh, cũng là khi hắn tái sinh, mới hơi có chút phong thanh truyền ra. Nhưng bởi vì hắn tái sinh, sông Hạ Mã ước chừng thông nước trước thời hạn 6 năm, lịch sử đã bị cánh bướm ảnh hưởng, rất nhiều sự kiện trọng đại bị hắn thực hiện trước thời hạn rất nhiều năm. Nhưng cũng đúng là bởi vì sông Hạ Mã thông nước trước thời hạn, quận Hạ Mã thành lập trước thời hạn, đang vượt qua làn sóng tăng vọt đầu tiên của bất động sản. Mà ở đời sau khi những nhà đầu cơ bất động sản nổi tiếng nhất thời lần đầu tiên ra tay đều lựa chọn quận Hạ Mã, cũng không biết là may hay rủi, tóm lại, một cách công bằng, cứ như thế mà đuổi kịp.
thành phố Yến không thể so với Bắc Kinh, cũng không thể so với thành thị phát đạt vùng duyên hải, trong tay cư dân có một chút tiền là không giả, nhưng khả năng chịu đựng lại hữu hạn. Hơn nữa thu nhập của cư dân thành phố Yến không cao, lòng người cầu định, thị trường bất động sản còn chưa chín muồi, tâm lý tiêu dùng của dân cư không lý trí. Nếu không gia tăng thực hiện trói buộc và ngăn chặn đối với hành vi đầu cơ của thương mại trường cơ, sau một cơn thủy triều vĩ đại, đẩy giá nhà thành phố Yến lên một mức cao trước nay chưa từng có, bất kể là tiếp tục duy trì giá nhà tăng cao, hay là giá nhà xuống dốc không phanh, sẽ đều là một thảm họa. Hậu quả rất nghiêm trọng, không thể lường được. Bất động sản Hải Nam vỡ tan thành bọt biển mang đến nỗi đau lớn, ảnh hưởng đến nền kinh tế của địa phương kéo dài nhiều năm chưa dừng lại, biệt thự nuôi lợn, nhà cao tầng nuôi vịt nuôi ngỗng, trở thành một đại kỳ quan. Không biết có bao nhiêu nhà đầu tư phát triển khuynh ra bại sản, người nhảy lầu tự sát cũng không phải số ít. Mấu chốt là, nguyên khí của toàn bộ thị trường bất động sản địa phương đã bị trọng thương. Thị trường bất động sản của Nhật Bản thập kỷ 90 tiêu tan biến thành bọt biển, khiến cho Nhật Bản 10 năm suy thoái kinh tế, lực ảnh hưởng này thật sự kinh người, lực phá hoại rộng, không thể coi như không quan trọng. Lại lo lắng đến khả năng chịu đựng của dân cư thành phố Yến, sau một cơn gió lốc thổi qua, có thể cướp hết sạch tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều cư dân thành phố Yến mà cả đời cực khổ tích góp từng tí một. Khi Nguyên Minh Lượng hân hoan dương dương tự đắc kiểm kê thành quả thắng lợi, ở sau lưng là bao nhiêu gia đình khóc không ra nước mắt, là tích góp cả đời của rất nhiều gia đình bị buông trôi lãng phí, rồi bao nhiêu công ty bất động sản bởi vì vậy mà đóng cửa, quận Hạ Mã thậm chí toàn bộ thành phố Yến, cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại thị trường bất động sản trở lại trật tự bình thường. Thậm chí có thể hoàn toàn bóp chết sự phát triển của quận Hạ Mã, khiến quận Hạ Mã trở thành một tòa thành hoang, hoặc gọi là thành phố ma. Quận mới Ngạc Nhĩ Đa Tư Khang Ba Thập ở đời sau, các khu chung cư mới tinh san sát nối tiếp nhau, tốn kém hơn 5 tỷ để xây dựng nên, diện tích đạt 32 km2, Khang Ba Thập là một thành phố mới xa hoa, nhưng trong thành phố lại trống rỗng ban ngày gần như nhìn không thấy bóng người nào, buổi tối, một loạt cao ốc lại là một mảnh hắc ám, không có người ở, bị người đời gọi là thành phố ma từng bị miệng lưỡi bên ngoài gọi là triển lãm tốt nhất về bọt biển bất động sản. Quận Hạ Mã tuy rằng không đến mức bởi vì một tai họa mà trở thành thành phố ma, nhưng có thể trở thành một quận mới thất bại, trở thành ví dụ phản diện của tỉnh Yến và thậm chí của nhân dân cả nước. Nguyên Minh Lượng giàu có, phó tiên phong vui vẻ, mà hắn thân là bí thư quận ủy, tiền đồ cũng sẽ chôn vùi như thế. Cho dù hắn có bị thất bại ở quận Hạ Mã, lợi dụng mạng lưới quan hệ của hắn chỉ cần yên lặng vài năm sau đó vẫn có thể đông sơn tái khởi, nhưng cũng là vết nhơ không bao giờ xóa được trong con đường làm quan của hắn. Chủ yếu chính là, để Nguyên Minh Lượng với sự ích kỷ của bản thân mà hủy diệt toàn bộ quận Hạ Mã thậm chí thị trường bất động sản thành phố Yến, đừng nói Hạ Tưởng là bí thư quận ủy, dù hắn là một người bình thường của thành phố Yến, chỉ cần hắn có khả năng, cũng sẽ không ngồi yên không làm gì. Có thể nói, lời của Thẩm Lập Xuân đã chạm đến điểm mấu chốt, Hạ Tưởng có thể thành công đả động thành Đạt Tài, khiến tập đoàn Đạt Tài cũng phối hợp hành động của hắn. Cũng là thành Đạt Tài thông minh mà ý thức được bản chất nguy hại của thương mại trường cơ, biết một khi để thương mại trường cơ thuận lợi đắc thủ, sau khi gây tổn hại thị trường, muốn một lần nữa tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, một lần nữa thành lập lại trật tự thị trường, không phải nhiệm vụ 2 hay 3 năm có thể hoàn thành. Tập đoàn Đạt Tài là doanh nghiệp đứng đầu trong những nhà đầu tư phát triển bất động sản của tỉnh Yến, có năng lực cũng như có nghĩa vụ vì mục tiêu giữ gìn trật tự bình thường của thị trường, cống hiến một phần lực lượng. Thành Đạt Tài là nhà kinh doanh có tinh thần chủ nghĩa nhân văn, y có một tấm lòng vì nước vì dân, Hạ Tưởng bởi vì ở kiếp sau từng nghiên cứu về Thành Đạt Tài, đối với tính tình của Thành Đạt Tài tự nhận là coi như hiểu biết. Thành Đạt Tài từng có một lần tới diễn thuyết ở trường đại học giải thích tên của y. Hữu Thành Đức giả, hữu Đạt Tài giả, hữu Đáp Vấn giả, hữu Tư Thục Ngã giả lời mạnh tử. Đạt Tài, đạt tức là thông đạt, tài tức là tài năng, mong muốn của tôi chính là mọi người đều có thể phát triển được hết mức tài năng của mình. Thương nhân có thương đức, cán bộ có quan đức, Thành Đạt Tài có trái tim của một người vì nước vì dân, Hạ Tưởng không phải thánh nhân, cũng không phải con người vẹn toàn, nhưng hắn cũng có tấm lòng vì nước vì dân, hơn nữa hắn ở vị trí này nhất định phải mưu cầu chính trị. Người làm quan, muốn thật sự vì dân làm việc, nhất định phải đấu tranh chính trị với những cán bộ vì tư lợi, phải đánh giá về mặt kinh tế những gian thương chỉ cần lợi nhuận mặc kệ sự sống chết của dân chúng. Hạ Tưởng trong chính trị phải chống lại sự dồn ép của Phó Tiên Phong, trong kinh tế phải giao chiến cùng với Nguyên Minh Lượng,
trên thực tế vị trí bí thư quận ủy này của hắn, mệt mỏi hơn nhiều so với những người khác. Lập Xuân nói rất đúng, điều Nguyên Minh Lượng muốn chính là toàn bộ thành tựu xây dựng kinh tế của quận Hạ Mã, vốn lưu động giống như châu chấu, sau khi thổi quét không còn gì, sẽ bay đi, lưu lại chỉ là đất hoang đã không thể thu hoạch và chúng ta tuyệt vọng. Đáng tiếc chính là, kinh tế thị trường chính là trò chơi vô tình tàn khốc, sẽ không tin vào nước mắt. Hạ Tưởng hướng Thẩm Lập Xuân gật đầu cười, ánh mắt lại theo thứ tự lướt qua trên mặt mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt Lý Thấm. Giao chiến với Nguyên Minh Lượng, tôi đã lập ra một phương án, làm ba việc một lúc, chia thành ba bước. Hạ Tưởng hôm nay phải công bố sách lược thâm sâu nhất và bố cục tổng thể, tinh thần tất cả mọi người đều bừng lên khí thế, Lý Thấm lại vẻ mặt chờ mong, thậm chí còn có một chút kích động, chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười liếc mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái. Tiêu Ngũ vừa rồi nói đúng một điểm, chúng ta so chiêu với Nguyên Minh Lượng, giai đoạn đầu tiên chính là muốn ngay mặt giao thủ, y tăng giá cả, chúng ta cũng tăng giá cả tương ứng, y tăng 10%, chúng ta tăng 7%, khống chế ở trong một phạm vi hợp lý, tương đương việc trực tiếp liều mạng với y, xem y đối ứng như thế nào. Đương nhiên, lợi nhuận cần thiết chúng ta phải đảm bảo, tôi cũng sẽ cho các vị kiếm được một phần. Ngay mặt giao chiến, dũng cảm chiến thắng, đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Ở trong thị trường tư bản, hẳn là thực lực hùng hậu sẽ chiến thắng. Nhưng tôi có lý do để tin tưởng, Nguyên Minh Lượng không phải là một người làm ăn ngắn hạn, y sẽ áp dụng sách lược, nước ấm luộc ếch, chậm rãi để cao giá cả, để một thời gian cho người tiêu thụ thích ứng. Chúng ta theo sát ở phía sau y, sẽ làm chậm lại tốc độ tăng của y, đồng thời, cũng sẽ trì hoãn việc y hoàn toàn khống chế cục diện thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Cuối cùng sẽ cho kết quả thứ hai, cũng chính là tiến vào giai đoạn thứ hai một cách đúng lúc. Lý Thấm không nhịn được, bị Hạ Tưởng thành công mà nói chúng vấn đề, thốt ra. Nguyên Minh Lượng sẽ lại thu mua các khu chung cư của chúng ta, để hoàn toàn khống chế nguồn phòng, chi phối giá cả, mới có thể duy trì giá cả đồng nhất cho tất cả khu chung cư của cả quận Hạ Mã, hoàn toàn vững bước tăng lên theo từng bước của y. Không tồi, tất cả những gì cô nói đều hoàn toàn chính xác. Hạ Tưởng bày tỏ sự tán thành đối với lời chen ngang của Lý Thấm. Sáu nhà chúng ta mới phát triển khu chung cư, trải qua một đoạn thời gian đầu tư và phát triển, cùng với các nhân tố gia tăng hợp lý trong thị trường, đầu tư hơn 3 tỷ tiền vốn, sau khi thu được lợi nhuận hợp lý, hẳn là sẽ đạt đến quy mô 4 tỷ, Nguyên Minh Lượng muốn hoàn toàn nuốt chửng mấy nhà chúng ta, cũng phải tương ứng mà xuất ra 4 tỷ. Chương 705, phản kích sắp khai hỏa. Hơn nữa y trước kia đã đầu tư 10 tỷ, tổng đầu tư của y ở quận Hạ đã gần đạt 14 tỷ tệ, gần bão hòa, cũng đạt tới giới hạn dưới của chúng ta. Hơn nữa tôi phỏng chừng đến lúc này, là Nguyên Minh Lượng chuẩn bị lại làm một trận lớn, chuẩn bị thao túng giá nhà toàn diện, sau đó lần lượt bán tháo. Lý Thấm gật đầu, hiểu ý mà cười. Giai đoạn thứ hai thật ra còn là giai đoạn chúng ta tiếp tục thả hàng, chúng ta đầu tư khu chung cư ở mặt ngoài là ép giá đối nghịch với Nguyên Minh Lượng. Thực tế còn là để làm rối loạn tầm nhìn của Nguyên Minh Lượng, không cho y đạt được mong muốn, cuối cùng lúc y đặt vấn đề thu mua, chúng ta có thể đề xuất giá bán ra cao hơn giá cả thị trường, kiếm chắc một chút, cũng coi như là một công đôi việc. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, lúc nào ra tay mới là thích hợp nhất, nói đúng ra là, giá nhà quận Hạ Mã rốt cuộc phải tăng tới một vị thế giá như thế nào, thì mới là ngưỡng đáy của tâm lý. Có thể đồng thời vừa đảm bảo lợi nhuận, lại không đến mức sau khi tuyết lở, hoàn toàn phá hủy trật tự bình thường của thị trường bất động sản. Góc độ tiếp nhận vấn đề của Lý Thấm luôn luôn rất khôn ngoan, cũng rất chuẩn xác. Câu hỏi của cô lại một lần nữa đã chạm tới mấu chốt vấn đề mà Hạ Tưởng suy xét, cũng chính là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề. Căn cứ vào phỏng đoán của Hạ Tưởng, cùng với kinh nghiệm đời sau của hắn cho ra kết luận, hiện tại giá nhà thành phố Yến bình quân khoảng 2.500 tệ trở lên. Giá khu chung cư cao cấp đã tới 3.500 tệ. Suy xét đến ưu thế địa lý của quận Hạ Mã, cùng với triển vọng lâu dài về sau của sông Hạ Mã, giá nhà cao nhất ở quận Hạ Mã là 4.000 tệ có thể coi là khá hợp lý. Đương nhiên cũng có những khu đô thị cao cấp giá bình quân khoảng 3.500 tệ, khu chung cư cao cấp giá cao nhất khoảng 4.500 tệ trở lên, thậm chí biệt thự 5.000 tệ trở lên, cũng coi như hợp lý, những vấn đề khác chưa bàn tới. Trên cơ bản lúc Nguyên Minh Lượng bán các khu đô thị ra, giá bán đã lên tới khoảng 2.200 tệ, cao nhất không vượt quá 2.500 tệ. Hiện nay phần lớn đã tăng tới khoảng 2.800 tệ, lập tức sẽ đột phá tới mức quan trọng 3.000 tệ,
2-3 tháng sau, có hy vọng đột phá ngưỡng rào cản tâm lý 3.500 tệ. Hơn nữa căn cứ vào thời hạn thi công, sông Hạ Mã phải thông nước toàn bộ trước mùa hè năm nay. Lúc hàng trăm dặm chiều dài sông Hạ Mã hoàn toàn thông nước, chính là ngày giá nhà quận Hạ Mã lại toàn diện dâng lên. Nếu không ngoài dự đoán, mùa thu năm nay, giá nhà quận Hạ Mã có thể lập kỷ lục mới với mức giá cao nhất từ trước tới nay của thành phố Yến, đạt tới mức giá 3.500 tệ cũng không phải không thể. Hơn nữa do thao túng của con người, thậm chí trước mùa thu, có thể sớm đạt mức giá 3.700 tệ. Đến lúc đó, với giá mua hơn 2.200 tệ, nếu có thể bán được giá 3.700 tệ, lợi nhuận đạt được 70% trở lên. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải nhà kinh tế học, sẽ không thể tính toán lợi nhuận chính xác. Nhưng hắn cũng rõ ràng, ngoại trừ một vài chi phí cần thiết và nhân tố khác, nếu hắn dự đoán không sai, dưới sự chỉ đạo công phu của Nguyên Minh Lượng, lợi nhuận đạt tới 60% cũng không phải không có khả năng. Tuyệt đối là món lãi cách xù. Ở trên chỉ dựa trên những điều kiện lý tưởng nhất, Nguyên Minh Lượng không có khả năng bán tháo toàn bộ nhà, chắc chắn vẫn còn nắm trong tay vài khu chung cư không tốt, ngoại trừ hao tổn bình thường, cho dù có một bộ phận nhà ở mục nát ở trong tay, Nguyên Minh Lượng cũng có thể đạt được lợi nhuận 50%. Nếu để Hạ Tưởng biết rằng lúc Nguyên Minh Lượng đàm phán với Triệu Tiểu Phong, cấp cho Triệu Tiểu Phong lãi suất 28% còn cảm thấy quá nhiều, hắn sẽ cười nhạt vào sự keo kiệt của Nguyên Minh Lượng. Tuy nhiên hắn không phải là Nguyên Minh Lượng, không rõ nguyên nhân gây ra sự thận trọng dè dặt của Nguyên Minh Lượng, tính toán của Nguyên Minh Lượng đã thiệt hại mất một nửa, y đã dựa theo phép tính bảo thủ nhất để tính toán lợi nhuận. Nguyên Minh Lượng trước kia cũng từng lạc quan cho rằng có thể dễ dàng đạt được lợi nhuận 50%, nhưng một loạt động thái gần đây ở quận Hạ Mã, Bạch Chiến Mặc xuống ngựa, Hạ Tưởng lên đài, mấy nhà đầu tư phát triển mới sát nhập, khiến y đề cao cảnh giác một chút, liền tự động hạ thấp biên lợi nhuận xuống, hơn nữa còn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút đầu tư. Nguyên Minh Lượng thì giống như một con chuột khôn lanh, ngửi được trong không khí có một tia bất thường, y sẽ dừng lại quan sát thật cẩn thận, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Bởi vậy lúc y gặp mặt với Triệu Tiểu Phong, mới trước sau không muốn đưa ra mức lợi nhuận lớn cho Triệu Tiểu Phong, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, y thậm chí còn không muốn Triệu Tiểu Phong đầu tư. Lúc ấy Triệu Tiểu Phong nói có vẻ thoải mái, có thể dễ dàng tìm được dự án tốt, thực tế Nguyên Minh Lượng nhìn ra, Triệu Tiểu Phong cũng không có dự án tốt nào có thể dùng để đầu tư, 3 tỷ của gã là tiền nhàn rỗi chính là một đống giấy lộn, không thể sinh ra tiền thì có ích lợi gì. Cho nên Triệu Tiểu Phong cuối cùng đã đáp ứng mức lãi suất 28%, không phải gã rộng lượng, mà là gã đã xem xét thời thế mà đưa ra quyết định sáng suốt. Tâm tư của Nguyên Minh Lượng Hạ Tưởng không rõ ràng lắm, tâm tư của Hạ Tưởng, Nguyên Minh Lượng càng không rõ ràng hơn. Nếu Nguyên Minh Lượng biết Hạ Tưởng đang nhằm vào kế hoạch của y mà lập ra một loạt kế hoạch ngăn chặn, nói không chừng hiện tại y liền rút vốn đầu tư mà thoát ra. Hiện tại rút vốn đầu tư, còn có thể kiếm chắc một chút, nếu càng lún càng sâu, không biết chừng sẽ xuất hiện cạm bẫy gì nữa. Cũng chính xác, Hạ Tưởng đang từng bước đào một cạm bẫy lớn, hơn nữa còn khéo léo mà thiết kế một sườn núi độ dốc rất thấp, khiến cho người ta đi ở bên trên, không biết là đang đi đường xuống dốc, và còn cảm thấy đang bước rất thoải mái. Chờ lúc y bỗng nhiên phát hiện điều bất thường, đưa mắt nhìn bốn phía, thì hóa ra đã tới đáy rồi. Mặc dù Hạ Tưởng có thể biết sơ sơ Nguyên Minh Lượng đến Bắc Kinh chắc chắn là có mưu tính khác, cũng phỏng đoán có lẽ là có hợp tác về mặt kinh tế với Triệu Tiểu Phong, nhưng không rõ lắm Nguyên Minh Lượng đã có tâm lý đề phòng. Tuy nhiên cũng may là, sách lược của hắn vẫn là dựa vào cách thức không phá vỡ trật tự bình thường của thị trường, hắn gật đầu cười, trả lời câu hỏi của Lý Thấm. Giá nhà cuối cùng đến khi nào tăng tới đỉnh, tôi cũng không thể nói được, tôi không phải nhà tiên tri, lại càng không phải là nhà kinh tế học. Nhưng có một điểm mấu chốt chính là, sau khi mấy nhà bất động sản công bố mở cửa giao dịch, giá mở cửa giao dịch phải được xác định thấp một chút, hấp dẫn những người dân đang thật sự cần nhà ở nhưng thực lực kinh tế lại bình thường đến mua trước, sẽ có lợi giúp giảm bớt áp lực tài chính cho chúng ta. Từ tầng thấp lên cao, giá cả cũng dần dần tăng lên theo tiêu chuẩn bình quân. Đương nhiên, mỗi nhà có định vị của từng nhà, cao cấp hoặc trung bình hoặc kém, không thể vơ đũa cả nắm, nhưng đều phải ôn hòa với mức giá chuẩn. Tùy theo ưu thế của từng nhà, thỏa đáng duy trì ưu thế giá cả nhất định với khu chung cư thương mại Trường Cơ. Về thời cơ giá nhà quận Hạ Mã toàn diện tăng lên, hẳn là có quan hệ với ngày sông Hạ Mã hoàn toàn thông nước.
chả trách lãnh đạo vẫn không nói đến vai trò trọng yếu của tập đoàn Viễn Cảnh trong cuộc chiến này, hóa ra vẫn là mai phục lớn nhất của ngài. Khi nào thì thông nước, khi nào thì thả nước, lấy lực ảnh hưởng của ngài đối với tập đoàn Viễn Cảnh, trước hay sau, còn không phải do ngài định đoạt hay sao? Lý Thấm che miệng mà cười, vẻ mặt đắc ý, hiển nhiên vì cô đoán được dụng ý của Hạ Tưởng mà đắc chí. Lý Thấm quả thật đoán được một chút chân tướng, nhưng không phải toàn bộ. Tập đoàn Viễn Cảnh là quân bài mai phục của Hạ Tưởng không sai, chính là một đòn sát thủ mạnh nhất, chưa đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, sẽ không vận dụng. Tập đoàn Viễn Cảnh là một quân cờ, tuy nhiên không phải là con át chủ bài của tôi. Hạ Tưởng hướng Lý Thấm cười trả lời, Lý Thấm quá thông minh, suy nghĩ trên phương diện thương nghiệp cũng khiến hắn rất khâm phục. Làm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, trong tay cũng có một quân át chủ bài lớn nhất, có thể tung ra bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rồi. Lý Thấm lại vội nói trước, Tôn Hiện Vĩ mở miệng, chưa kịp nói ra lại bị Lý Thấm đoạt trước, nghẹn cổ quay lại trừng mắt, tỏ vẻ vô cùng bất mãn đối với Lý Thấm. Lý Thấm đáp lại cái nhìn xem thường của Tôn Hiện Vĩ, không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nói. Ý tứ lãnh đạo là nói, có thể tạo ra vài tin tức giả cho Nguyên Minh Lược, ví dụ như nói khiến Ủy ban Nhân dân quận thắt chặt đất đai, khiến ngân hàng buộc chặt chính sách tiền tệ, khiến Nguyên Minh Lượng nghĩ lầm quận Hạ Mã không có đất để cấp, không có tiền để cho vay, sẽ khiến y phán đoán sai lầm. Không thể không nói, suy nghĩ của Lý Thấm vẫn vô cùng chính xác, theo sát tiết tấu của hắn, Hạ Tưởng chỉ có gật đầu thừa nhận. Đoán được 89 phần 10, tuy nhiên biện pháp này tuy rằng là con át chủ bài lớn nhất, nhưng lại không phụ thuộc vào con át chủ bài, bởi vì hiện tại tôi không phải chủ tịch quận Lý Hàm chưa chắc sẽ đồng lòng với tôi. Tôn Hiện Vĩ rốt cục cũng tìm được cơ hội nói, cười ha ha. Lý Hàm, Lý Thấm, nghe có vẻ giống hai huynh muội. Nếu Lý Hàm không nghe lãnh đạo, để Lý Thấm ra mặt, nhận làm ca ca, cam đoan thành công ngay tức khắc. Lý Thấm nổi giận. Đang nói chính sự, anh có thể bớt ba hoa, bớt nói sằng bậy hay không? Tôn Hiện Vĩ cười ha hả, không ngậm miệng lại, mà lại nói lên chính sự. Được, nghe sắp xếp của lãnh đạo. Mỗi bước đều thận trọng, rõ ràng và mạch lạc, tôi hoàn toàn tuân theo chỉ thị của lãnh đạo. Dù sao theo lãnh đạo đã nhiều năm, chưa từng nếm qua một lần chịu thiệt, lãnh đạo cũng không hề che mất ánh sáng của tôi, lãnh đạo như vậy, tôi 100% tin tưởng. Tuy nhiên Lý Hàm kia vừa rồi theo như lời của lãnh đạo, làm không tốt cũng thật đúng là một phiền toái, có muốn tôi ra mặt giải quyết y hay không? Tạm thời không cần. Hạ Tưởng khoát tay. Quan hệ giữa tôi và anh. Rất nhiều người thành phố Yến đều biết rõ, anh không tiện ra mặt. Nếu nảy sinh vấn đề với Lý Hàm, tôi tự có biện pháp giải quyết, mọi người không cần lo lắng. Làm cầu nối giữa hắn và Lý Hàm, hoặc là nói làm kẻ phá rối thương mại Trường Cơ, Triệu Khang ra mặt lại cực kỳ thích hợp. Triệu Khang mặc dù có thể sẵn sàng để hắn sử dụng, nhưng Hạ Tưởng cũng tự có biện pháp khiến Triệu Khang quy phục. Tôn Hiện Vĩ ra mặt tiếp xúc với Lý Hàm, thì rất rõ ràng. Người sáng suốt đều có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không cần nói Phó Tiên Phong sẽ có tâm lý mâu thuẫn, sau khi Diệp Thạch Sinh biết, cũng có thể không thoải mái trong lòng. Hơn nữa tính tình Tôn Hiện Vĩ Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, dù là hoang dâm vô sĩ mọi phương diện mà ra trận, thế nào cũng không thể hoàn toàn dụ dỗ được Lý Hàm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người có dã tâm sẽ cho rằng bí thư hãm hại chủ tịch quận. Bước then chốt cuối cùng. Lãnh đạo rốt cuộc là bố trí như thế nào? Lý Thấm hỏi vấn đề cô quan tâm nhất, nếu hai bước trước vẫn nằm trong dự kiến của cô, một bước cuối cùng quyết định chiến cục, cô lại không thể nào đoán ra Hạ Tưởng còn có thủ đoạn gì có thể lợi hại phát huy. Nếu bước thứ hai thuận lợi, thương mại Trường Cơ lại dễ dàng thu mua toàn bộ khu chung cư của mấy công ty bất động sản mới khởi công, lại lần nữa nắm trong tay đại cục thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Chẳng lẽ Hạ Tưởng lại giống như ảo thuật lại đăng ký mới mấy công ty bất động sản, lại phê duyệt những khu đất mới để phát triển, lại rót vào đầu tư mới, lại dựng lên khu chung cư mới, lại kéo giá cả hạ xuống.